Thái hạo quyển 2 chương 1, đạo đang vô hạ. Một khi kim đăng thành, thuế phàm quy về đạo chân, thuần dương đạo cung tại đóng chặt cung môn 10 năm sau, một đóa nở rộ hoa sen đứng ở trên không. Liên mở thập sắc, có tam phẩm mấy, 36 phiến cánh sen phân ba tầng trọng điệp, có lưu ly đạo quan tại liên tâm chiếu khắp. Thiên thương phong linh khí lại lần nữa tái diễn 10 năm trước tràn cảnh bị khương nguyên thần toàn bộ thôn vệ, cái khác mấy chỗ động phủ vài vị kim đang tu sĩ hình như có sở giác ào ào động thủ chống đỡ này cổ cường đại thôn phệ lực. Dương Lăng Bạch Ngọc trong cung điện bay ra nhất quyển trận đồ đứng ở đạo cung trên không, cửu sắc tường vân liên tiếp một tòa đại trận gắt gao khóa lại trên không linh khí. Nhị sư huynh rõ ràng xuất thủ trước rồi. Một thanh y uyển nhiên cười, để bút viết một đạo linh phù vứt trên không trung, lại nói tiếp, thái hư đạo tông cửu đại tứ đại đệ tử phân công rất rõ ràng. Lâm tử hiên chế khí, dương lăng tu trận, Khương Nguyên thần luyện đan, một thanh y vẽ bùa, một thanh y hôm nay phù đạo tu vi có thể nói là bốn người chi thủ, khi đạo linh phù bay đến không trung, tràn đầy kim quang huy sái tại nàng băng cung phía trên, vàng bạc nhị sắc giao ánh lấp lánh. Đơn giản chỉ cần bằng vào của mình linh phù đạo văn phong ấn này một phiến hư không linh khí. Sư huynh, còn để cho chúng ta những người này nhìn một cái, ngươi kia luyện 10 năm bí pháp rốt cuộc có cái gì tinh diệu địa phương một thanh y ngẩng đầu nhìn qua kia một đóa liên hoa lẩm bẩm vệ cung không tại sở hướng vân ra ngoài tìm kiếm kết đan cơ duyên hôm nay thiên thương phong người ra mặt cũng không còn lại vài vị tại khương nguyên thần này của thôn vệ lực phía dưới một thanh y cùng dương lăng có thể tự bảo vệ mình nhưng những người khác tự không cách nào chỉ có thể nhìn xem linh khí bị khương nguyên thần thôn vệ sư đệ rốt cục xuất quan lâm tử hiên cười khẽ một tiếng thanh dương pháp tướng đứng ở đỉnh núi một chỉ nguyên khí đại thủ phách về phía khương nguyên thần thuần dương đạo cung trên không hoa sen sau đó thanh vân tràn ngập thiên thương phong đem các đệ tử động phủ bảo vệ làm phiền sư huynh quải niệm hoa sen bên trong bắn ra kim quan định trụ nguyên khí đại thủ khương nguyên thần âm thanh ung dung truyền ra vô hạ đạo đan ninh chân nhân đã bế quan trong khoảng thời gian này là tỉnh nguyên chân nhân trấn thủ sơn môn nhìn thấy bên này dị tượng sau lập tức đứng dậy không có thiên ma ngăn đạo không có tam tai kiếp số quái nhiễu, Khương Nguyên thần tại đạo tâm viên mãn trạng thái phía dưới thuận thuận lợi lợi đi đến một bước cuối cùng, dựa theo tối phù hợp công pháp của mình đem Vô Hạ Đạo đang ngưng tụ công thành, khi đạo đang chân chính thành tựu một khắc này. Tối tâm bên trong hắn cảm ngộ đến một điểm linh cơ, cái gọi là Vô Hạ Đạo Đan. Liền là chỉ tối phù hợp tự thân một loại kim đan, Khương Nguyên thần chẳng hề là người thứ nhất tu thành viên thuốc này đích nhân. Dĩ vãng những cái này có thể tự nghĩ ra một môn nhất phẩm đạo đang tu hành khai phái tổ sư môn có không ít cũng đều là như thế, mỗi người đều có một lần ngưng tụ vô hạ đạo đang cơ hội, này là thân mình chính thống nhất nhất điều đạo, tối phù hợp tự thân, tối có hy vọng nguyên thần. Những kia có thể tự nghĩ ra nhất phẩm kim đang đích nhân đại khái đều tìm được tối phù hợp của bọn hắn đường. Nhưng về sau nhân phỏng theo con đường của bọn hắn kết đan. Mặc dù là lại nghịch thiên đích nhân cũng rất khó tìm được thích hợp nhất con đường của mình, bởi vì vì bọn họ đã bị tiền nhân ảnh hưởng tới. Vậy nên, mặc dù là vận may thành tựu cái gọi là nhất phẩm đạo đan, nhưng tại Khương Nguyên thần phân định bên trong cũng bất quá là nhị đẳng chính phẩm, Khương Nguyên thần một bên suy tư, một bên đem chính mình minh ngộ tin tức truyền lại cho Tỉnh Nguyên chân nhân. Quả nhiên cùng lão gia tử suy đoán đồng dạng. Tỉnh Nguyên chân nhân biết được Khương Nguyên thần minh ngộ sau đem tin tức chuyển cho Linh Hư chân nhân, cửu phẩm đang đạo có thể tồn tại đến nay, tự nhiên có nó nên chỗ nhất phẩm đan là tốt nhất đạo đan không sai nhưng là về sau nhân dần dần lấy lăn lộn một sự kiện nhất phẩm đạo đan đều có đủ duy nhất tính bởi vì này chút đạo đan là tối phù hợp những kia trước mọi người đạo đan về sau nhân tu thành những này đạo đan đem những này phỏng theo tiền nhân kim đan mà tu luyện kim đan xưng là nhất phẩm vốn tự có sai bởi vì này con đường không là bọn hắn vậy nên muốn ngưng kết chân chính nhất phẩm đạo đan tự cần chính mình tìm kiếm đường sao Tỉnh Nguyên không khỏi đối với Lâm Tử Hiên có chút tiếc hận, Khương Nguyên thần lúc trước đích thực đang chỉ là tam sắc linh quang, Lâm Tử Hiên đạo đang nhưng lại cửu sắc, cự cử ly vô hạ đạo đang còn kém một bước. Ngoại trừ là đường phù hợp. Cũng là hắn tự thân tiềm lực hùng hậu, nhưng chỉ là tuần hoàng tiền nhân chi lộ tự hãm hại hắn một bó to. Cũng là đáng đời ngươi, những ngươi buổi tối vài ngày ngươi chết không nghe, nói cách khác ngươi cũng có thể ngưng tụ vô hạ đạo đang. Tỉnh Nguyên tự nhiên minh bạch, cái gọi là vô hạ chi đang tựu là chân chính nhất phẩm đạo đan thiên môn đạo tại khương nguyên thần thành đan sau thiên môn đạo kia một mặt bảo kính đột nhiên có chỗ cảm ứng thiên môn lão tổ như có điều suy nghĩ nhìn về phía thái hư đạo tông phương hướng ngô đạo không cô a à. không nghĩ tới tại cái gọi là cửu phẩm đan đạo chậm rãi đi lệch ra thời điểm còn có người có thể chân chính đang thành nhất phẩm thiên môn lão tổ thời đại kia cửu phẩm đạo đang phân định vẫn không hoàn thiện thiên môn lão tổ đi đúng là cổ xưa đạo môn mài đạo cơ chi thuật, khi đó thành tựu nhất phẩm đạo đang đích nhân mỗi trăm năm đều có vài vị. Về sau, những kia hậu nhân môn nhìn thấy tiền nhân kim đang uy năng vô song, tự bắt đầu noi theo của bọn hắn kim đang tu hành. Kết quả lại tránh khỏi cách những này tiền nhân quản thúc, hôm nay thiên môn lão tổ thấy có người đang thành vô hạ, đạo thành nhất đẳng, tự nhiên mừng rỡ. Liền tìm đến vân môn, đồng nhi, ngươi đến hậu sơn đánh một rổ xích táo đưa đi thái hư đạo tông, nói bần đạo chúc mừng đạo tông đưa về ta nói môn chính đồ thiên môn đạo một mực thủ vững đạo môn lý niệm mỗi nhất đại đệ tử thành đan đều là tự hành lựa chọn sáng tạo mặc dù không thành vô hạ đạo đan cũng là kia loại linh quan mở tam sắc ngũ sắc thậm chí cửu sắc đạo đan vân vân môn hôm nay tại chư trong hàng đệ tử đứng hàng thứ lão lục tại thiên môn giới sự kiện cáo một giai đoạn một đoạn sau cũng ngưng tụ đạo đan chân đan cửu sắc cự ly vô hạ đạo đan vẹn vẹn kém một bước Nghe sư tôn lời nói cũng không nói nhiều Đến hậu sơn đánh cho một rổ ngàn năm linh táo liền đưa đi Thái Hư Đạo Tông Thái Hư Đạo Tông, Thuần Dương Đạo Cung Vì cái gì vẫn không thể lớn lên Khương Nguyên Thần xem tự thân trước mắt bộ dáng chỉ có 4 năm tuổi đứa bé bộ dáng Lại bắt đầu buồn bực tiên thiên đạo thể phát triển cùng người khác bất đồng Khương Nguyên Thần tìm 10 năm thời gian trọng chứng kim đan Cũng bất quá là phát triển 4 năm tuổi bộ dáng Chiếu trình độ này muốn khôi phục 17-18 tuổi bộ dáng như thế nào cũng cần tiến vào kim đan đệ tứ cảnh giới mới được đỉnh đầu một mặt huyển kính bay ra bên trong biến ảo một vị 17-18 tuổi huyền phục đạo nhân ra ngoài gặp khách dùng huyễn thuật che lấp giấu giếm được một thanh y bọn người sau một lần nữa quan sát chính mình trước mắt tu vi tình huống hôm nay mới xem như chân chính kim đan đắc đạo đặt chân chân chính tu đạo chi lộ tâm giới trong thức hải âm thần đỉnh đầu thái âm hàng nguyệt lại có một đạo xích dương chi khí dây dưa tại ngân trên ánh trăng nếu ngày sau nhật nguyệt đồng huy đem linh thần diệu dương ngưng tụ ra đến khương nguyên thần liền có thể đem âm thần dương hóa cất bước nguyên thần cảnh giới thiên trụ cải tạo tứ hải tái diễn sau về trước kia nê hoàng cung hôm nay càng nhiều một cổ rầm rộ thái độ phương đông vân hải đạo khí bốc lên một đạo tiên thiên nguyên thủy đạo khí trấn áp tại trong mây diễn dịch những tiên nguyên khí chi đạo nguyên thủy đạo khí thiên địa mở chi sơ tiên thiên một mạch Ma thiên thái tử trong lúc vô hình đưa hắn một phần đại lễ phía nam mộng hải. Một tòa mộng giới hư ảnh tại huyễn kính diễn dịch, hôm nay Khương Nguyên thần khống chế toàn bộ dực châu chúng sinh mộng cảnh, hơn nữa bắt đầu đưa tay vương hướng linh châu chậm rãi thu nạp chúng sinh niệm lực, tây phương biển chết, Khương Nguyên thần kiên kỷ nhất địa phương, tử trong nước một đóa kim liên một mực cắm rễ. Lại có một khỏa ma nhãn loại đó mực đồng hiển hiện tại đen kịch mặt nước. Thỉnh thoảng còn có một khẩu vô sinh kiếm nhảy ra mặt nước. Phật đạo, ma đạo cùng với vu đạo, Khương Nguyên thần tái diễn thiên liên bảo lục sau những này ngoại đạo phương pháp đều bị đặt ở biển chết bên trong trấn áp kính nhi viễn chi, phương Bắc Minh Hải, ôn ngư hóa thân tại này cư trú luyện hóa thủy nguyên. Tại Khương Nguyên Thần Kim đang sau Côn Ngư hóa thân mặc dù không có theo tiếng dai, nhưng kia một cổ khổng lồ pháp lực so về Kim đang tu sĩ cũng không kém cỏi, nội thị trong cơ thể vô hạ đạo đang, tinh khiết đạo đang liền đang sát chi khí đều không thể nhận ra. Luyện khí hóa thần sáu cảnh giới, quẩn đan, hóa nguyên, huyền quang, xuất khiếu, thiên nhất cùng với ngưng thần quẩn nuôi kim đan. Chỉ là củng cố đạo cơ quá trình, tại vô hạ đạo đang thành tựu sau chỉ cần bế quan một lần thích ứng kim đan sau có thể thuận lợi tiến vào thứ hai cảnh giới cho nên nói, đạo đang căn bản chính là vì tu đạo. Tại cảnh giới thứ nhất phí thời gian 100 năm kia lại là tội gì, sau hóa nguyên cảnh giới là muốn đem trong kim đan đan sát chi khí toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, vẫn một khỏa đạo đang thuần túy dùng tiến hành bổn mạng linh quan diễn biến, huyền quan cảnh giới, bổn mạng linh quan chính là từng cái tu sĩ căn bản thần thông, là tự thân đạo quả diễn sinh. Vô hạ đạo đang ngưng tụ đạo quan không thể nghi ngờ tối phù hợp thân mình, này ba cái cảnh giới tu hành phương pháp Khương Nguyên Thần đã nắm giữ, tại thiên liên bảo lục bên trong cũng bị từng cái thôi diễn đi ra, một lần nữa bế quan một tháng thời gian quen thuộc đạo thể. Liền thuận thuận lợi lợi tiến vào thứ hai cảnh giới. Hóa nguyên chỉ tiết trên người của ta đang dược dùng sạch sẽ tăng thêm đối với pháp lực nhu cầu rất cao muốn bước vào kế tiếp cảnh giới cũng cần khổ tu đã lâu rồi khương nguyên thần không có đan sát chi khí tuy thí dùng đan sát thối địch thủ đoạn nhưng ngày sau đường bằng phẳng chỉ cần nhượng kim đan no đủ tự khai huyền quan có thể nhưng dựa theo khương nguyên thần đạo đang đến xem muốn đạo đang no đủ vẫn cần mấy chục năm tu hành tính toán một hồi một đạo hồng quang bay về phía đại thuần dương cung tầm tuân dương đi tuy khương nguyên thần không tiện hiện ra bản tôn nhưng ở sơn môn tu hành hơn 10 năm sau cũng nên đi bái kiến thoáng cái trưởng môn mới là ngày sư tuần sư tiếp nhận trưởng giáo chi vị đệ tử bởi vì tu hành chi cố chưa từng tự mình chút mong rằng trưởng giáo chớ trách hôm nay đại thuần dương cung thay đổi chủ nhân chung quanh cung điện trang trí cũng bị tuân dương đổi lại hắn thích ảnh mây lôi vân huy hoàng đại nhật cao cư ghế trên chung quanh vân lôi mưa gió tại bốn vách tường lưu chuyển dường như đưa thân vào vòng trời một loại từ tuân dương thay tử dương đạo bào cười nói không sao ngươi hôm nay thành tựu chân chính nhất phẩm đạo đan cho ta thái hư đạo tông chỉ rõ chính đạo tu hành chính là một cái công lớn dò xét khương nguyên thần năm tuổi lớn nhỏ đứa bé mặc thiếp thân vừa vặn thanh sam ngắn tay cổng lấy ngang lớn nhỏ tử kim hồ lô trong tay bưng lấy một thanh như ý một bộ dáng điệu thơ ngây chân thành linh đồng bộ dáng hóa nguyên cảnh giới tuân dương thầm khen nói không hổ là đạo đang vô hạ này cảnh giới tu vi đã so ra mà vượt hắn không ít các sư thúc ngươi hậu tích bạc phát mượn nhờ tiên thiên đạo thể mà thành tựu hôm nay cảnh giới nhưng hôm nay tích lũy không đủ hay là đang này cảnh giới nhiều hơn tìm hiểu thể nghiệm một phen thử lại cô động bổn mạng đạo quan a đệ tử cũng là ý tứ này cho nên đệ tử nghĩ hôm nay tại sơn môn tu hành cũng là thanh nhàn không biết sư môn còn có gì an bài suy nghĩ một hồi tuân dương hiển hóa xích dương bảo tướng lúc sáng lúc tối sơn môn bên này ngược lại không cái đại sự gì chỉ là kia linh châu bắc địa bất an cần phải có đệ tử qua bên kia giúp trần sư đệ một bả linh châu bắc địa cũng liền là đã từng giựt châu phía nam bị khương nguyên thần tam kiếm phân định sau đưa về linh châu các nước chi địa mặc dù không có nguyên thần chân nhân tại nhưng những kia kim đang tu sĩ cùng thái hư đạo tông quấy rối cũng khó đối phó 10. hai linh môn đi mấy nhà tại chúng ta an bài dưới có ý nhắc lại bạc ba cái tông môn tọa trấn bắc địa lý nên như thế thái hư đạo tông hôm nay khống chế lãnh thổ quốc gia lại thêm một bộ phận đích thực hẳn là tìm mấy người thuộc hạ môn phái đi quản lý thoáng cái đem ta thái hư đạo tông lý niệm truyền bá qua nói đến đây khương nguyên thần chợt nhớ tới một chuyện tuần sư kia thần đạo thì như thế nào Trần Sư Thúc có từng phân phong rất nhiều sơn thủy chi thần. Tuân Dương giống như cười mà không phải cười, không biết vì cái gì, bắt địa những cái này không phù hợp quy tắc quốc gia, nhiều ra đến một ít quốc tổ chi thần theo chúng ta võ đài. Vẫn tạo thành một cái cửu quốc liên minh kháng cự ta thái hư đạo tông. Có nhân trong bóng tối duy trì. Khương Nguyên thần cảm thấy khẽ động, nhìn thấy Tuân Dương biểu lộ sau tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào, nghiêm mặt nói, đệ tử nguyện ý đi phương bắc một nhóm, bất quá đệ tử bản tôn không tiện hành động liền nhượng kia cung kình hóa thân đi một lần a à. đỉnh đầu một đạo linh quang bay ra thanh ngọc sắc cô ngư lên đỉnh đầu nhất lên hơi nước bọt nước còn muốn hướng tuần sư đòi một đạo chiếu lệnh dùng thân phận của thần đạo hành tẩu bắc địa ngoài ra khương nguyên thần còn có ý tại bắc địa mở mộng giới việc này đơn giản tuân dương đáp ứng sơn hà điện bên trong sơn hà ấn đột nhiên khẽ động một đạo phù lục bị thắt ấn xuống đến ban cho Khương Nguyên Thần Lúc trước ngươi cùng Tôn Khang đánh cuộc ngươi có thể còn nhớ rõ Là về linh châu mảnh nhỏ cái kia Khương Nguyên Thần ngẫm lại Mới nhớ tới lúc trước Tôn Khang nói lời Tuân Dương tính tay khẽ vẫy Hai luồng linh quang từ Đại Thuần Dương cung chỗ sâu trong bay tới Kim huyền châu mảnh nhỏ là lúc trước ta kia vị Đại sư huynh chỗ di lưu Bọn ngươi những này đệ tử ghi tạc hắn danh nghĩa Vật ấy coi như là hắn đối với ngươi kim đang hạ lễ A này ba miếng thủy huyền châu mảnh nhỏ là chúng ta trưởng bối tống phần thưởng của ngươi, coi như là đối với ngươi hộ đạo chi dùng A. Công ngư hóa thân chấn động, ba đạo mảnh nhỏ lập tức bị hắn hấp vào thể nội chậm rãi luyện hóa. Tuân Dương chỉ một ngón tay, kia công ngư hóa thân lập tức biến hóa, biến thành mi thanh một tú thiếu niên, chính là Khương Nguyên thần vốn là 17-18 tuổi bộ dáng. Mà kia một mai kim sắc phi tiêu, Khương Nguyên thần khẽ vỗ sau lưng tử kim hồ lô, một đạo kim kiếm bay ra cùng kia phi tiêu hợp nhất, hóa thành một đạo bạch kim huyền khí. Ta Truyền cho ngươi một môn thái bạch tinh kim bí thuật, ngươi có thể thử thu thập thiên tinh kim huyền khí luyện hóa kim huyền châu mảnh nhỏ. Tuân Dương trong lòng khẽ động, nhìn ra trong hồ lô huyền khí uy năng, đơn giản truyền hạ một đạo bí thuật trợ giúp Khương Nguyên thần cô động bạch kim huyền khí đối địch. Khương Nguyên thần thu thập ba ngày công phu, công ngư hóa thân đem ba miếng linh châu mảnh nhỏ triệt để luyện hóa sau đó mới ra đi bởi vì bắc minh quy tàng kinh dừng lại kết đan cho nên công ngư hóa thân vẫn là kết đan viên mãn cảnh giới nhưng tại khương nguyên thần điều khiển phía dưới so với kim đan tu sĩ cũng không kém cỏi chỉ cần một chiêu kình hấp thần thông tựu khắc chết một đám tu sĩ hơn nữa khương nguyên thần đem long hổ như ý thái âm sạch bình cùng với độn long trụ còn có thái âm linh phiên giao cho này tôn nguyên thần thứ hai tại bắc địa cũng đủ để tự bảo vệ mình khương nguyên thần hôm nay pháp bảo không ít bổn mạng hà đồ tự nhiên sẽ không tùy tiện để cho côn kình mang đi thuần dương luân canh vi chân truyền đệ tử biểu tượng cũng sẽ không mang ra ngoài tử kim hồ lô hắn đang tại tế luyện giai đoạn còn có kia căn hồ lô đằng bị hắn luyện chế thành phượt linh tác tử thần cùng đô thiên kỳ cũng lưu ở bản tôn ở đây một lần nữa tế luyện còn lại thái âm linh phiên hôm nay cùng khương nguyên thần công pháp đường đi đã không hợp nở rộ thái âm dưỡng thần thủy bảo bình cũng bị côn bằng hóa thân làm sạch bình mang đi còn có độn long trụ cùng với long hổ như ý đủ côn kình hóa thân dùng côn ngư hóa thân biến thành lưu quan cực nhanh tại đi vào bắc địa sau cũng không ngừng nghỉ tiếp tục hướng về phương bắc dực châu tịnh châu bay đi tại đi bắc địa trước hắn muốn trước đi xem chân chính bắc hải động sâu mà thiên thái tử nói với hắn lời nói rất có tham khảo ý nghĩa không sai không có chân chính quan sát bắc hải thâm uyên như thế nào mới có thể đem Bắc Minh Quy Tàng Kinh thôi diễn đến Đại Thành, Tịnh Châu phía Nam. Đêm ngày xưa giật châu các nước chiếm đoạt sau hàng nguyệt cung cũng vội vàng thanh lý bên này phản kháng thế lực, lưu quan xẹt qua, Khương Nguyên thần chợt thấy phía dưới có một vị bạch y nữ tử đang tại bị một vị kim đan tu sĩ đuổi giết, Ngô Ngọc Hàm. Khương Nguyên thần cảm thấy khẽ động, chuyển hóa ra người tới hình tế lên thái âm linh phiên đem Ngô Ngọc Hàm bao lấy. Người đến người phương nào, rõ ràng dám ngăn đón lão phu. Khi kim đang tu sĩ tự nhiên nhìn ra người tới không phải kim đang tu sĩ. Nguyên lai là tán tu. Khương Nguyên thần ung dung cười, Khương Nguyên thần không kỳ thị tán tu, hắn chi sở dĩ như vậy nói cũng là nhìn ra này hắc y lão nhân chỗ kết đạo đang bất quá là tàn đang chi lưu, cả đời này đều đừng hy vọng tấn chức nguyên thần cảnh giới, hơn nữa sau lưng đạo luân tàn phá không chịu nổi. Lúc trước lâm tử hiên bọn người ở tại kết đan kỳ đạo quả bảo luân đều so với hắn mạnh hơn, mặc dù là cảnh giới áp chế, nhưng đụng phải cửu tiên môn những kia lĩnh quân nhân vật như Tàng Uyên, Âu Dương Vũ đợi. Ai cũng có nắm chắc đưa hắn giết chết. Ngô sư muội, ngươi đây là có chuyện gì? Khương Nguyên Thần không để ý tới tu sĩ kia, ngược lại hỏi ý Ngô Ngọc Hàm. Khương Sư Huynh, hắn là hiểu nguyệt xã đích nhân. Ngô Ngọc Hàm bị Khương Nguyên Thần cứu sau, vội vàng nhắc nhở. Bất quá Khương Sư Huynh không phải đã kim đan sao? Vì cái gì cảm giác hắn khí tức trên thân có chút không đúng, Khương Nguyên Thần trên người pháp lực rốt cuộc như vực sâu biển lớn loại đó bàn bạc. Ngô Ngọc Hàm tuy cảm giác được một chút vấn đề, nhưng vẫn không biết này chỉ là Nguyên Thần thứ hai. Càng không thể đủ dò xét Khương Nguyên Thần tu vi, hiểu nguyệt xã. Khương Nguyên Thần đến từ trước đối với biên giới phía Bắc Thế Cục chuyên môn minh bạch một phen. Thật giống như Thái Hư Đạo Tông có cửu quốc liên minh ngăn trở, Hàng Nguyệt cung bên này cũng có một cái hiểu nguyệt xã cùng các nàng một ngạc. Không có hắn, không là ma đạo phái ra tới thôi thủ liền là môn phái khác không hy vọng hai phái thế lực đại tăng hiểu nguyệt xã chính là nguyên dực châu phía nam một cái liên hợp tổ chức chiêu mộ rất nhiều tán tu gia nhập vị này hắc y tu sĩ chính là trong đó một vị trưởng lão pháp lực hỗn tạp đạo luân phá toái Loại người này cũng tự khi dễ thoáng cái ngô ngọc hàm hạng người thôi. Khương Nguyên thần cảm thấy suy nghĩ, khi hắc y tu sĩ nhìn ra này một thân huyền phục đạo sĩ cũng chỉ là kết đan viên mãn tu vi, giữ tận cười, cũng được, Ngươi đã dám vượt qua nhúng một tay Cũng tự đừng rời bỏ Này mặc linh phiên không sai Nghĩ đến hắn liền là dùng này mặt linh phiên đã bại của mình Hắc y tu sĩ mở ra một cái túi túi Bên trong bay ra một đám xích linh hỏa phong ông ông tác hưởng Sư huynh cẩn thận Những này linh phong phía trên xích độc còn có ngăn khí đoạn huyết chi có thể Khó trách ngươi thoạt nhìn giống như pháp lực không tốt bộ dạng Khương Nguyên thần nói thầm một câu Khẽ vỗ tráng một tòa động sâu từ phía sau lưng bay lên phản phất bắc hải thâm uyên đồng dạng cường đại thôn vệ lực hóa thành cự đại mực sắc vòng xoáy những kia linh phong trong nháy mắt bị khương nguyên thần thu vào trong đó vẻn vẹn vẻ nhất quyển những kia linh phong sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất hóa thành một phấn bị khương nguyên thần vung ra ngươi đã động thủ trước cũng cũng đừng quái bần đạo tay hung ác khương nguyên thần xem h y tu sĩ còn muốn tế lên pháp bảo trực tiếp ném ra ngoài độn long trụ bắn rơi độn long trụ vốn là khương nguyên thần luyện chế trấn áp linh huyệt địa khí chi bảo trải qua thiên môn lão tổ tự tay luyện chế sau long trụ phía trên có một điều địa long chiếm giữ bị khương nguyên thần tế lên sau hoàng long dương nanh múa vút đánh về phía tu sĩ đưa hắn cuốn lấy khi tế lên một mặt bóng mặt trời pháp bảo trong nháy mắt bị long trảo trảo phá đón lấy long trụ trên không rơi xuống bất quá trong khoảng thời gian ngắn hắc y tu sĩ tự thành một đống thịt nát tuy chỉ là hóa thân nhưng trời sinh sức mạnh to lớn muốn đem ta này côn kình hóa thân đánh bại như thế nào cũng muốn đến một vị chân đang cấp bậc kim đan tu sĩ a à? hoặc là hóa nguyên cảnh giới khương nguyên thần bật cười nhìn cũng không nhìn thân tử tu sĩ thanh lý thoáng cái chiến trường sau mang theo ngô ngọc hàm rời đi đa tạ sư huynh ân cứu mạng ngô ngọc hàm đến an toàn địa phương một lần nữa khôi phục thoáng cái nguyên khí đem nọc ông bước đi ra lại đối với khương nguyên thần nói lời cảm tạ từ Khương Nguyên Thần dò xét Ngô Ngọc Hàm, tại nàng bụng nhìn nhìn, nhíu mày, ban đầu ở thiên môn giới thời điểm ta không tốt đề cập, nhưng ma đạo có khác chính ngươi hiểu rõ ràng a à. Chỉ là đã gặp mặt vài lần đích nhân, Khương Nguyên Thần đối với nàng không có gì cảm tình, lực lượt, lượt nhắc nhở một chút cũng đã rất nể tình, Ngô Ngọc Hàm tự nhiên minh bạch Khương Nguyên Thần điều chi, sắc mặt xấu hổ, liền nói sang chuyện khác, sư huynh đến tịnh châu cần làm. Bần đạo muốn đi bắt hải hàng uyên bên kia nhìn một cái. Là, vì sư huynh kia môn công pháp ngô ngọc hàm bừng tỉnh đại ngộ sư muội thân có sư môn nhiệm vụ không tiện mang sư huynh tiến về nhưng là phần này địa đồ hẳn là đối với sư huynh có trợ giúp ngô ngọc hàm viết một phong ngọc thư lại đem một phần địa đồ giao cho khương nguyên thần tiểu muội trong cung cũng có vài phần chút tình mọn chắc hẳn trên đường những kia sư tỷ muội cũng có thể sẽ thả hành vậy đa tạ khương nguyên thần nhìn lướt qua địa đồ đem nó ghi nhớ cầm ngô ngọc hàm thư thu vào trong tay áo, sau đó liền tiếp theo đi đường, Khương Nguyên Thần đi rồi không bao lâu, Trần Nghiên Tựu chạy tới. Nàng cùng Ngô Ngọc Hàm hai người từ hai phe thoát đi hắc y tu sĩ đuổi theo, được Ngô Ngọc Hàm truyền âm biết rõ hắc y tu sĩ thân vẫn sau liền tới tụ hợp. Lại nói tiếp, sư muội vận khí thật tốt a, à, mỗi lần gặp được loại sự tình này đều có nhân giúp ngươi. Trần Nghiên nhịn không được phàn nàng một câu, ta làm sao lại không gặp được loại sự tình này. Ngô Ngọc Hàm thần sắc hoảng hốt, nhìn thấy Trần Nghiên chỉ là thuận miệng nhắc tới sau miễn cưỡng cười nói, vừa mới đụng phải thái hư đạo tông huyền hạo sư huynh, cuối cùng cũng không có xảy ra chuyện. Nàng bị đuổi giết gặp nạn chuyện tình xảy ra rất nhiều lần, phần lớn đều bị nàng vị kia ma tông tình lang giúp đỡ diệt, chỉ là những chuyện này tự nhiên không tốt cùng đồng môn đề cập. Gần Trường Minh Trần Nghiên ngẩn người, gật gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nhìn qua phương Bắc bản thân vị này sư muội cùng vị kia trường minh sư huynh quan hệ không tệ nhớ rõ hai người đều đi một lần thiên môn giới chẳng lẽ đúng rồi sư muội lần trước ta đi thành bắc tiệm bán thuốc mua đang dược thời điểm mơ hồ nhìn thấy ngươi hảo tượng cũng đi rồi a à, tiểu muội đi mua một ít giải độc đang dược ngô ngọc hàm ổn định tâm thần lấy ra một lọ đang dược cười nói phải không nhưng là ta hỏi những đang dược kia tại sao là ấm người an thai dùng Trần Nghiên ánh mắt buông xuống, không nói gì, Khương Nguyên thần tự nhiên không biết sau lưng những kia nữ tu lục đục với nhau. Cầm Ngô Ngọc Hàm tự viết thuận lợi tiến vào tịnh châu nội địa, tịnh châu, chính là một mảnh băng thiên tuyết địa bộ dáng, lại có hàng châu danh xưng. Phía nam bên kia còn có hiểu nguyệt xã đích nhân ngăn trở, nhưng tiến vào trung bộ cũng đã tiến vào băng tuyết khu vực, chỉ có một cái phương bắc bộ lạc tại trong gió tuyết sinh tồn. Dịch vương điện trấn áp yêu thú thủ hộ phía nam nhân tộc, bên kia là thành lập từng cái doanh trại sống qua. Mà biên giới phía bắc ở đây tại hàng nguyệt cung thống trị phía dưới cũng là dùng bộ lạc hình thức. Là vì xé chẳng ra lẽ rất cốt sinh tồn. Khương Nguyên thần chậm rãi trên không trung phi hành, quan sát phía dưới đích nhân tộc cuộc sống, muốn nói cuộc sống điều kiện, tịnh châu khẳng định so ra kém linh châu bên kia, chỉ cần là cái ăn tựu có trên lệch. Bất quá tự hồ từng cái bộ lạc đều có một mảnh ôn tuyền linh điền, hình như là hàng nguyệt cung chuyên môn hỗ trợ mở thì ra là thế cho nên hàng nguyệt cung mới bị tịnh châu xưng là nguyệt cung thánh nữ những người này có thể hoàn toàn là dựa vào hàng nguyệt cung hỗ trợ mới có thể bảo đảm sinh tồn vậy nên hàng nguyệt cung mượn này công đức mà số mệnh trường tồn tiếp tục hướng mắt đi dần dần không ai tộc sinh tồn chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện những kia bắc địa yêu thú băng hùng băng hồ băng kiêu khí mắt nhìn qua một mảnh bạc thế giới tự hồ minh bạch hàng nguyệt cung sinh tồn phương thức. Tại yêu thú cùng nhân tộc ở giữa bảo trì cân đối sao? Quả nhiên cùng dịch vương điện là toàn gia A. Tiếp tục hướng bắc đi, hàng gió gào thét, băng hạt như đao, đây cũng không phải là phàm nhân có thể giao thiệp với lĩnh vực. Khương Nguyên thần tái hiện côn kình thân thể trên không trung bay vọt, hộ thể linh quan đem hàng phong hết thảy ngăn trở, tại nhìn thấy Bắc Hải sau trực tiếp nhảy vào Bắc Hải trong nước biển, Bắc Hải. Đây mới thực là hàng băng chi hải, Hải thiên nhất tuyến, tại kia cực đoan cuối cùng chỗ chính là hàng uyên chỗ. tự đại thôn vệ lực đem vô số băng dương nước biển nuốt vào trong đó, tự hồ liền chói lọi cũng vô pháp soi sáng vực sâu, truyền thuyết, lúc trước thập phương đại tôn bên trong thiên xà liền là thân vẫn nơi này. Chẳng lẽ chính là đầu nhập hàng uyên bên trong? Khương nguyên thần biến thành cô ngư chui vào Bắc Hải, nghĩ đến lạnh quá. côn kình hóa thân cái này cũng là lần đầu tiên tiến vào trong biển du tẩu sau về Bạch Dương Sơn những kia hồ nước càng nhiều vài phần lạnh lùng chi ý, đây mới thực sự là hải. Đây mới là đại côn hẳn là cuộc sống địa phương. Côn kình hóa thân cảm thấy khẽ động, diễn ra bản thân lớn nhất bộ dáng, một điều năm trượng trường thanh côn đang không ngừng thổ nạp nước biển, giao nghịch nước lại vừa thành long, ưng kích thiên lại vừa hóa bằng. Côn ngư tại giữa hồ cùng xem xét cá chép có gì khác nhau đâu. Chỉ có tiếng vào trong biển lại vừa cảm nhận được kia một cổ tiêu giao tùy ý tư thái, trong nước bốc lên một hồi, rất có một loại thiên địa to lớn mặt ta tiêu giao hào phóng tư thái. Nghịch nước lộng triều, từng tòa sông băng bị hắn lắc lư, lần này động tĩnh cũng đưa tới không ít trong nước yêu thú chủ ý, nhưng nhìn đến cô ngư bên người kia cường đại linh quan sau từng cái tránh lui rời đi, bơi một hồi, Khương Nguyên Thần mới lại bắt đầu chuyên chú dò xét chung quanh. Bắc Hải Chi Địa tuy sinh linh rất thưa thớt, nhưng có thể tại này trữ hàng sinh linh cả đám đều không đơn giản. Nghe nói Dịch Vương cùng Nguyệt Phi lúc trước lưu lại băng hoàng thần điểu tựu ở tại Bắc Hải. Côn kình âm thầm dò xét Bắc Hải, mơ hồ cảm giác được từng cổ cường đại hải thú khí tức. Một, nhị, tam, tứ. Côn kình cảm thấy khẽ động, lại có hơn 10 đầu kim đang cấp bậc hải thú, lúc này, trên bầu trời một tiếng chim hót vang lên. Khương Nguyên thần tự thấy một chỉ già thiên băng hoàng từ đàng xa một tòa cự đại sông băng bay lên, sau đó đối với mặt nước mục kích một đám hắc sắc linh cá đảo mắt bị đánh xuất thủy mặt thuần trắng hoàng điểu tầng trời thấp dương cánh vô số linh cá bị nó cuốn vào không trung lúc này khương nguyên thần vừa mới cảm ứng được những kia cự đại hải thú từng cái khí tức biến mất ào ào hướng về thâm hải bơi đi không tốt khương nguyên thần lập tức thu hồi của mình kiệt ngạo tâm tư đem chính mình miệt thị bắt địa điểm này tâm tính thu hồi học những kia hải thú cũng hướng về nước biển chỗ sâu trong du động May mắn cô ngư hóa thân vốn chính là linh bảo mảnh nhỏ tạo nên, cũng không sợ thâm hải thủy áp đè ép, hắn cầm lên mặt nước lặn xuống nước thoát đi, một cổ cự đại cương phong liền phát động vừa mới chỗ mặt nước, vô số thiển du linh cá ào ào bị cương phong cuốn vào trên không. Sau đó những kia trưởng thành cá lớn bị băng hoàng lấy đi, mà những năm kia ấu tiểu ngư lại bị băng hoàng thả trở về. Ta đi. Này là đem trọn cái bắc hải làm nó săn thức ăn nơi. Cô ngư bơi tới chỗ sâu trong sau âm thầm tắt lưỡi cảm tình bắc hải bên trong tựu này một chỉ nguyên thần cấp bậc thần điểu Tuy nhiên còn hiểu được tuần hoàng chi đạo những tiểu ngư chậm rãi sinh lợi sinh sôi nảy nở lớn lên sau lại bị nó nuốt chửng cũng là từ vạn năm trước còn sống sót thần điểu như thế nào còn có thể cùng những kia mang thú một loại đẳng băng hoàng rời đi quay về băng xuyên hoàng phía sau núi vừa mới những kia cường đại hải thú một lần nữa bơi tới thượng tầng nước cạn từng chích hải thú lẫn nhau đã đấu hơn 10 chỉ kim đang hải thú bao hết tràn diện đem băng hoàng còn sót lại lông vũ từng cái cướp đoạt khương nguyên thần có thể so với kim đang thực lực hóa thân cũng cướp được một căn băng hoàng lông vũ đáng tiếc vật ấy đối với ta không có gì trọng dụng nhìn thấy lông vũ phía trên tự mang phượng hoàng linh vân khương nguyên thần nghĩ đến tính mang sau khi trở về cho những kia đồng môn thưởng thức a không xem xa xa những kia tranh đoạt lông vũ hải thú lặng lẽ hướng bắc hải chỗ sâu trong bơi đi thuần dương đạo cung tuy chỉ là một kiện bảo khí động phủ nhưng bên trong đủ loại trang trí bố trí cùng thế gian cung điện lâm viên tương tự ngoại trừ các cung điện còn có hoa viên linh trì các loại công trình khương nguyên thần bản tôn ẩn thân tại sau điện đào viên ngồi ở một gốc cây xanh biết cây nhỏ bên cạnh chậm rãi luyện khí tĩnh tọa đạo cung đằng sau hoa viên bị khương nguyên thần loại cả vườn tử đào một linh quả mà đào viên bên cạnh linh trì loại phía trên một cái hồ tử củ sen trừng đào không bàn mà hợp ý nhau bác quái cửu cung xu thế dùng trận pháp khả năng đem trung tâm khương nguyên thần ẩn giấu đồng dạng cũng tại dùng cả vườn tử linh đào tinh khí tẩm bổ khương nguyên thần bên người này một khỏa tiểu đào một này khỏa đào một liền là lâm tử hiên tặng cho viên này thiên môn kim đào hộp đào chỗ sinh gieo xuống 10 năm ở chung quanh những kia đào một tinh khí tẩm bổ phía dưới mới miễn cưỡng chui từ dưới đất lên mà ra muốn thành thụ lời nói ít nói cũng muốn một giáp công bất quá cây đào rất nhỏ khương nguyên thần trước mắt thân thể cũng không lớn ngồi ở thân cây bên cạnh vừa vặn tóc húi cua vì thế huyền thần nhã rảnh hắn hoàn toàn có thể dùng này khỏa đào một làm đo đặt thân cao chi dùng nhìn xem là đào một đi đầu trường cao đến bán trượng vẫn là khương nguyên thần đi đầu lớn lên đương nhiên tại huyền thần trong lúc vô tình nói lộ ra miệng sau khương nguyên thần lập tức xua đuổi huyền thần đi một bên hồ sen bồi dưỡng hoa sen đi huyền thần chính là hương khói thần thể khương nguyên thần bởi vậy cho hắn ra cái chú ý nhận hắn dùng tinh khí quán chú đến một đóa liên hoa bên trong, hoặc có thể mượn nhờ hoa sen ngưng tụ hoa sen đạo thể. Đương nhiên, Khương Nguyên thần trong lòng cũng có một chút tiểu tâm tư, nếu như vị này hộ pháp thần đạo thể cũng là từ hài nhi giai đoạn chậm rãi phát triển thì tốt rồi. Thành. Khương Nguyên thần sau lưng đạo luân chấn động, hắn nội thị ngực huyệt thiên trung, chưa phát giác ra một hỷ, thứ hai đóa liên hoa đã tại trong đan điền cắm rễ, tuy hư ảo bất định, nhưng tự hồ cũng có thể thử đạo cung mượn tiền chi thuật, khí kinh, vân, nhân thân hợp thiên đạo, thân có tam đan điền. Trong đó viết tử phủ, tàn thần chi phủ cũng, hai mi ở giữa. Bên trong viết kim khuyết, tàn khí chi phủ cũng, thiên bên trong chi huyệt. Phía dưới viết khí hải. Tàn tinh chi phủ cũng, tề phía dưới mệnh môn, một loại tu hành công pháp đều là tại khí hải đan điền tu luyện kim đan, cuối cùng tại ngưng thần chi cảnh phía trên mở kim khuyết, thăng 12 trọng lâu, cuối cùng ở tử trong phủ diễn biến nguyên thần, này là kim đan chính đạo phương pháp. Mà một loại khác phổ biến tu hành pháp môn là tại khí hải bên trong dùng huyền quan phá toái kim đan biến ảo Nguyên Anh. Nguyên Anh Nguyên thần trẻ sơ sinh hài nhi, chính là nguyên thần hình thức ban đầu. Đạo này là đi đầu ngưng tụ nguyên thần hình thức ban đầu, tại khí hải ngao luyện sau lại một bước bay vào tử phủ hóa thành chân chính nguyên thần, còn đây là nguyên anh tu hành chi đạo này lưỡng chủng là trước mắt cửu châu giới chính thống phương pháp mà khương nguyên thần thiên liên bảo lục khác đi một đạo dùng kim đan là đi đầu mượn tiền kim khuyết trong đan điền cuối cùng tại một bước bay vào tử phủ hóa thành nguyên thần dựa theo khương nguyên thần dự toán hắn đem kim đan dời cung chuyển vị ít nhất cũng có thể tại huyền quan cảnh giới thời điểm nhưng là trước đó cũng muốn mở kim khuyết đạo cung bắn rơi căn cơ suy cho cùng tại trong tam đại đan điền ở đây tối sẽ không bị coi trọng mà đạo môn tu hành tánh mạng song tu, làm sao có thể đủ không coi trọng tự thân đạo thể. Thực tế Khương Nguyên thần tiên thiên đạo thể bản thể chính là một cái bảo khố, càng cần nửa đào móc trong đó tiềm lực. Vậy nên, Khương Nguyên thần liền đi đầu nếm thử tại trong đan điền diễn biến rễ phụ hoa sen. Này cùng khí hải đan điền tinh nguyên hoa sen chính là một loại, nhưng lại có chỗ bất đồng hắn kim quyết đan điền bên trong, một tòa ngay ngắn ngọc đài làm làm căn cơ huyền phù đan điền, khi hoa sen lập loài tự tại ngọc đài phía trên xoay tròn khí hải có quy khư hóa hải sinh liên hôm nay kim quyết cũng có ngũ sắc ngọc đài sinh liên hơn nữa mượn nhờ này một cái cơ hội bắt đầu chân chính tu hành trong lồng ngực ngũ khí trong lồng ngực ngũ khí hợp đạo thể đỉnh đầu tam hoa thăng linh thần khương nguyên thần thiên liên bảo lục bên trong có một bộ ngũ tạng huyền tinh phủ đồ lục là khương nguyên thần từ thiên cơ cắt bốc lên ra tới một tấm quan tưởng đồ quan tưởng trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ hóa thành tư duy kim quyết đúng là có này một tấm quan tưởng đồ làm dẫn dắt khương nguyên thần mới muốn tận lực tạo hóa kim khuyết đan điền ngũ tạng lục phủ án ngũ hành mà nói can đảm loại một tỳ dạ dày loại thổ tâm ruột non loại hỏa phổi đang thịnh loại kim thận cùng bàn quan thuộc thủy này ngũ tạng cùng ngũ phủ trong ngoài phân hóa lại có tam tiêu vận chuyển hơi nước đưa về thủy hành cho nên ngũ tạng huyền tinh phủ trên thực chất tựu là một loại tu hành trong lồng ngực ngũ khí pháp môn tại kim khuyết hoa sen cắm rễ sau khương nguyên thần xuất ra cổ bảo ngọc khánh bên trong môn kia ngũ hành thần quan công pháp đối với hắn không có gì trọng dụng dù sao không thể tu hành nhưng nó giảng thuật ngũ hành sinh khắc chí lý đối với khương nguyên thần mở huyền tinh kim khuyết có trợ giúp một sanh hỏa can tàn huyết dùng tế tâm hỏa sinh thổ tâm chi dương khí dùng nhập tỳ thổ sinh kim tỳ vận thủy cốc tinh khí dùng ít phổi kim sinh thủy phổi khí thanh túc tân khí chuyến về dùng tư thận thủy sinh một thận tàn tinh dùng nuôi can chậm rãi tìm hiểu ngũ hành ngũ tạng chi thuật kim khuyết bên trong ngọc đài hoa sen bị một khối ngũ sắc thủy tinh bao lấy khương nguyên thần dùng tự thân pháp lực chuyển hóa ngũ hành chi khí chậm rãi vận chuyển tại ngũ tạng bộ vị ngũ khỏa đang châu ẩn sâu ngũ tạng từng sợi ngũ hành tinh khí dựa theo tương sinh chi lý vận chuyển ngũ tạng lục phủ cuối cùng quay lại kim quyết huyền tinh sau mở một tòa kim quyết huyền cung thời gian trôi qua khương nguyên thần tại tiểu đào thụ bên cạnh tỉnh tọa nguyệt hứa sau lưng đạo luân phía trên rốt cục hiển hiện ngũ sắc linh quang sau đó một tòa ngũ tạng huyền tinh phủ tại trong đan điền mở kia tàn khí hoa sen liền cắm rễ tại huyền tinh phủ trung tâm nếu như nhìn thấy khương nguyên thần thuần dương đạo cung bố cục đồ nhìn nhìn lại khương nguyên thần trong cơ thể huyền tinh phủ tựu sẽ phát hiện này hai nơi bố trí cơ hồ giống như đúc Khương Nguyên thần sớm tại 10 năm ở giữa tế luyện thuần dương đạo cung lúc, tự bắt đầu vi ngày sau lúc này đây huyền tinh phủ quan tưởng làm chuẩn bị, huyền tinh phủ mở công thành. Khương Nguyên thần quanh thân ngũ hành nguyên khí vận chuyển, đầu ngón tay một mai ngũ sắc xung điện lập lòe, sau đó lại biến mất không thấy. Rốt! Cuộc không phải chuyên môn đi ngũ hành đồng tu đường đi, chỉ là tìm hiểu ngũ hành tương sinh chi lý tu luyện trong lòng ngực ngũ khí, này ngũ hành diệt tuyệt thần châm quả nhiên không phải ta có thể vận dụng khương nguyên thần nhẹ nhàng lắc đầu hôm nay huyền tinh phủ vừa mới quan nghĩ ra được tồn trữ ngũ hành tinh khí muốn ngũ hành viên mãn chỉ sợ cần đến thiên nhất cảnh giới a tiên thiên đạo khí nếu có thể đủ thu thập trong thiên địa ngũ loại ngũ hành tiên thiên khí có lẽ trong lồng ngực ngũ khí có thể sớm đại thành ít nhất có thể tại ngũ tạng bên trong cô động năm miếng đạo châu noi theo tiên thiên linh bảo ngũ huyền châu khương nguyên thần trên người có kim mộc thủy ba loại huyền châu mảnh nhỏ đối với cái này linh bảo minh bạch tại phía xa những người khác phía trên nếu có thể mượn tự thân đạo thể cô động ngũ khỏa đạo châu đi ra không phải là một môn ngũ hành đại thần thông ngày sau nếu có cơ hội còn có thể thử hóa thành tiên thiên chi bảo tiên thiên hơi nước xử lý tiên thiên thổ khí lời nói cũng là nhận thức một vị người quen biết cũ tiên thiên một khí nguyên tinh tự hồ cũng muốn đi tìm một vị lão bằng hữu hỗ trợ còn về kim hỏa chi khí không biết lâm sư huynh bên kia có được hay không Nói cách khác đi dịch vương điện bên kia tìm xem. Mà ngũ hành chi khí, duy chỉ có tiên thiên kim khí tối khó tìm, chẳng lẽ muốn đi cầu kiếm lão nhân? Đạo hữu có thể tại. Chu lão âm thanh từ rừng đào ngoại xa xa truyền đến Khương Nguyên thần từ trầm tư bừng tỉnh, thu hồi Ngọc Khánh, đỉnh đầu một mặt mông lung huyển kính bay ra, sau đó hắn này năm tuổi lớn nhỏ hài đồng thân liền hóa thành 17-18 thanh tú nam tử, huyển thuật che lấp phương pháp tại lâm tử hiên loại này luyện tựu đại nhật kim đồng quái thai trước mặt tuyệt đối không thể gạt được đi nhưng là đối với chu lão loại này chỉ là vượt qua hai kiếp quỷ tiên lại có thể đủ giấu giếm được cảm giác của hắn khương nguyên thần mở rừng đào cấm pháp dẫn chu lão sau khi đi vào hỏi nhưng chu lão đem những kia bảo tàng địa đồ thả ra rồi mười năm trước khương nguyên thần trùng tu lúc tự chiếu cố chu lão đi chế tác tàn bảo đồ dùng để hố nhân mười năm này thời gian không để lại dấu vết đem tàn bảo đồ ném tới vân châu bên kia tính toán thời gian cũng nên có nhân sáng tỏ kia địa đồ chỉ chính là trung châu chi địa hơn nữa bắt đầu đi điều tra từ hôm nay trung châu đã trào vào không ít vân châu tu sĩ chắc hẳn kia tàn bảo đồ chuyện tình đã thêm vào tam đại phái nhãn a chu lão đem cạnh mình tình huống miêu tả một phen hắn hóa thành tán tu bộ dáng đem cất dấu tàn bảo đồ một phần năm mảnh nhỏ pháp khí bán được vân châu sau đó lại mượn nhờ khương nguyên thần mộng giới dẫn dắt một vị tu sĩ phá vỡ pháp khí bên trong bí mật phân tích tàn bảo đồ mảnh nhỏ đón lấy cái khắc mảnh nhỏ cũng chậm chậm đầu nhập vân châu mặc dù có nhân tâm sinh nghi hoặc nhưng chỉ cần có thể mông những kia tán tu là được hơn nữa chu lão tận lực đem chuyện này xuyên phá chắc hẳn cũng có người chuyên môn phục chế những kia tàn bảo đồ buôn bán a những kia tán tu vi một phần cơ duyên, mặc dù là chỉ có một thành nắm chắc, nghĩ đến cũng muốn đi liều mạng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải sao? Khương Nguyên thần nhẹ nhàng cười, cho chu lão ngâm vào nước phía trên một bình trà, chu lão một nhóm cũng là khổ cực. Khương Nguyên thần tay áo vung lên, cách đó không xa hồ sen bay lên một đóa bạch sắc hoa sen. Khương Nguyên thần vạch phá ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ vào trong đó. Hoa sen trong nháy mắt bị phủ lên thành hồng sắc, mà một đạo tiên thiên mờ mịt tử khí khóa tại hoa sen bên trong, hoa sen bay tới Chu lão trước mặt. Chu lão, ngài đệ tam trọng quỷ kiếp nhanh đến a. Vật ấy có lẽ có thể giúp ngươi giúp một tay. Chu lão nhìn thấy này thuần dương chi bảo sau vui vẻ ra mặt, duỗi tay đem Khương Nguyên thần máu huyết khí tức xóa đi sau mới đưa vật ấy nhận lấy. Một giọt tinh huyết, tại Chu lão loại này quỷ đạo tu sĩ trong tay, có thể dùng đến nguyền rủa hại người khương nguyên thần cử động lần này là biểu hiện chính mình đối với chu lão tín nhiệm nhưng chu lão cũng không dám trực tiếp đem khương nguyên thần máu huyết lấy đi mà là đem phía trên liên lạc xóa đi cho thấy chính mình sẽ không động thủ hại người cẩn thận như vậy chu đáo cũng khó trách có thể vượt qua hai lần quỷ cướp khương nguyên thần tự nhiên không sợ chu lão những kia nguyền rủa phương pháp hắn mở này một mảnh rừng đào khác một cái mục đích chính là vì tránh cho nguyền rủa hắn đem máu tươi của mình dung nhập bên người tiểu đào thụ chỉ cần có người làm phép nguyền rũ mình có thể tái giá đến đào một trên cây mạch đạo hữu ngươi nhượng ta tận lực đem thái thượng động thiên di chỉ bộ phận tình báo truyền đi chẳng lẽ chân không định qua bên kia rồi chu lão biết đến đồ vật nhiều lắm hoàn toàn không giống như là một tán tu có thể rõ ràng giải cho nên linh hư chân nhân âm thầm suy tính chu lão qua đoán được hắn nói kia một chỗ di chỉ liền là đã từng thái thượng đạo tông sơn môn chỗ cũng là từ kia chỗ di chỉ những chu lão tầm mắt mở rộng ra thái thượng đạo tông tại thái hư đạo tông mở không bao lâu tự hủy diệt cũng là đã từng cửu tiên môn một trong tính lên đến thái hư đạo tông liền là đỉnh nhân gia trên vị trí tới kia một ngụm sơn hà ấn tự hồ chính là tử dương chân nhân từ thái thượng đạo tông bên kia lấy tới thái thượng đạo tông làm đã từng trung châu đại phái đệ nhất bị về sau vài đại môn phái triệt để chia cắt tông môn bảo khố bí tàng nhưng duy độc kia một tòa động thiên ẩn động lên chắc là thái thượng đạo tông diệt môn bảo vệ cơ chế bị dẫn động chuẩn bị dựa theo khai phái lúc lưu lại truyền thừa chi thuật trong tương lai tìm kiếm tân truyền nhân a thái thượng đạo tông a kia một chỗ động thiên ta dĩ nhiên muốn đi nhưng kia chỗ động thiên tại trung châu không phải sao khương nguyên thần cười nói tự chúng ta đi động tỉnh quá lớn cho nên trước dùng giả động thiên tình báo mê hoặc nhân đẳng qua một thời gian ngắn sóng triều dẹp loạn chúng ta lại đi tầm kia một chỗ động thiên Khương Nguyên Thần có rất nhiều thời gian, không vội. Như thế, ta đây sẽ chờ đạo hữu tin tức. Chu Lão đối với kia một chỗ động thiên nhưng trong mà thèm vô cùng, một chỗ động thiên. Mặc dù là cuối cùng chuyển tu địa tiên, dùng tự thân hợp động thiên cũng có thể thành tựu chân nhân đạo quả, không cần muốn một mực độ quỷ tiên kiếp số. Nhưng là Khương Nguyên Thần đối với này tòa động thiên thật sự không có gì muốn tìm. Linh Châu tuyệt đối không cho phép thứ hai tòa động thiên tồn tại. Vậy nên chỗ đó chỉ có thể lưu ở Trung Châu, mà Khương Nguyên thần đẳng người làm sao có thể đưa tay vương vào Trung Châu hơn nữa bảo vệ đến kia một chỗ động thiên. Phiền toái A. Khi chỗ động thiên tuyệt đối không thể lưu cho cảnh dương đạo phái, thà rằng hỏng mất động thiên, cũng không thể đủ lớn mạnh địch nhân. Có lẽ, có thể thử tìm xích tiêu kiếm phái. Khương Nguyên thần đem bay xuống trong chén trà đào hoa thổi bay, cân nhắc cạnh mình như thế nào mới có thể được lớn nhất ít lợi. Linh Châu biên giới phía bắc thế cục nói tốt không tốt, nói xấu không xấu, suy cho cùng dực châu tuy suy yếu, nhưng cũng là tồn tại vô số năm một cái đại châu, phân cách hai nửa bị hai châu thông tính, này một châu phía dưới những vật kia cũng cần triệt để thanh lý. Tại Thái Hư Đạo Tông trong dự tính ít nhất phải mất 100 năm công phu mới có thể đem dực châu thanh lý đi ra, ngoại trừ đã từng di lưu những kia vương triều bí khố, cái gì trước cổ môn phái động phủ bí tàng, còn có cái gì phong ấn cổ xưa tà ma hôm nay đã thành linh châu một bộ phận dùng thái hư đạo tông khống chế dục tuyệt đối sẽ không khiến cái này ngoài ý muốn phát sinh vậy nên khương nguyên thần tuy lĩnh mệnh đi bắt địa một nhóm nhưng chỉ cần ba tháng bên trong tìm trần hạo là được cho nên côn kình hóa thân nhàn nhã tại bắc hải chơi đùa toàn bộ không đem thời gian để vào mắt trọn vẹn tại bắc hải chờ đợi hơn một tháng chân chính dùng cô ngư tâm tính cuộc sống một tháng tùy ý thở mạnh một khi hưng hải triều tứ phương cá điểu động thể ngộ một hồi côn ngư bản năng sau hắn mới tiến vào bắc hải hàng uyên chỗ sâu trong bắc hải hải nhãn chỗ hàng uyên nghe nói chính là một cự đại vực sâu bắc hải chi thủy đều bị quán chú đến bên này cùng đông hải thủy nhãn là một thể tồn tại hai cái hệ thống cửu châu giới không phải một cái hình cầu hình dạng mà là thiên viên địa phương thế giới quan cho nên tứ hải từ ý nào đó phía trên cũng là tương thông có thể nói liền là một mảnh cự đại hải dương bao vây thế giới đại lục tây hải cùng nam hải hải nhãn cũng đã xảy ra vấn đề khiến cho hải dương vận chuyển thủy hệ thống thống thiếu hai bước, nhưng hắn hai cái hải nhãn tác dụng như cũ tồn tại. Đông hải hải nhãn phụ trách tạo hóa nguồn nước, bắc hải hải nhãn phụ trách thôn vệ tinh lọc nước biển, sau đó đem thuần túy hơi nước dời đi đến đông hải hải nhãn, lại lần nữa bắt đầu vòng tiếp theo lưu chuyển. Cũng bởi vậy, tại toàn bộ tứ hải bên trong, đông hải linh khí tối sung túc mà bắc hải sạch sẽ nhất. Tây hải hôm nay là một mảnh tỉnh mịch bộ dáng, đã sớm bị hoang phế. Nam Hải bởi vì cùng hãng hải giới lẫn nhau dung hợp, chỗ đó sinh thái hệ thống đã cùng cửu châu giới vốn là bất đồng tạo nguyệt khai châu tự hồ tinh lọc nước biển cải tạo tứ hải thủy hệ cũng là một kiện cực vi chuyện trọng yếu. Cung kình hóa thân yên lặng thầm nghĩ cửu châu giới thiên sang bách khổng tuy nội tình không sai nhưng trước mắt loại này hình thức tổng yếu có người đi làm a à. chẳng trách lôi châu những kia thần linh môn số mệnh không mất chỉ cần là tinh lọc Tây Hải công đức cũng đủ bọn họ trường tồn đi xuống hàng uyên, vô số nước biển bị cắn nuốt tiến vào trong đó, từng sợi khiếp người hàng ý đâm về công ngư. Khoanh! Đương công ngư hóa thân chân chính cảm nhận được đen kịch hàng uyên sau, toàn bộ công ngư thân thể đột nhiên dừng lại, trong nước cứng ngắc bất động, sau đó một tòa u ám động sâu nổi hiện tại hắn đỉnh đầu. Cùng hàng uyên lẫn nhau hô ứng lên, dần dần, công ngư trong cơ thể nhất nguyên số lượng chân thủy hội tụ tại động sâu, lại có một khỏa mực sắc thần châu bay ra đem trong thiên địa hơi nước hội tụ động sâu chấn động kỳ nhất nguyên chi thủy đầu nhập mực sắc thần châu đem côn ngư dựa vào làm gốc thủy huyền châu tàn phiến làm nội đang tu hành từ nay về sau động sâu bên trong chậm rãi có giọt nước sinh thành lúc trước tu luyện mà thành quy nguyên chân thủy tại động sâu hạch tâm đem trong thiên địa hơi nước hóa thành côn kình pháp lực lại có nhẹ nhàng một tầng linh thủy tồn trữ tại động sâu bên trong thì ra là thế Bắc Minh quy tàng kinh luyện khí hóa thần cảnh giới lại là tự khai Bắc Minh Hải. Khương Nguyên thần cảm thấy giật mình, hôm nay dùng động sâu bên trong quy nguyên chân thủy làm hải nhãn, hôm nay cử động không phải là tại bắt chức bắt hải đạo, bản tôn tại rừng đào bên trong ngủ say, ý thức toàn bộ đầu nhập này một tôn hóa thân làm chịu tải. Thanh sắc lân phiến không ngừng rung rung xuống, phía dưới tân sinh mực sắc vẫy cá một lần nữa lộ ra, con ngư hóa thân tại này ngủ say ba ngày ba đêm, khương nguyên thần cũng mượn này chân chính tìm hiểu bắc hải vận chuyển thiên địa pháp tắc đem bắc minh quy tàng kinh hoàn thiện một chút đáng tiếc ta dùng thủy huyền châu thay thế kim đan dùng côn ngư thân hóa bắc minh hải làm tu hành cũng là không coi là là kim đan đạo tu hành con đường tự hồ là thân hóa thiên địa một con đường khác mấy khương nguyên thần yên lặng thầm nghĩ bắc minh quy tàng đã bị chính mình đi tới hai con đường mấy ngày sau có thể hay không còn có người tiếp tục mở ra con đường thứ ba Khương Nguyên Thần đem Bắc Minh Quy Tàng Kinh đầu nhập mộng giới, đem hỗn động hồng lô cùng với thân hóa Minh Hải đường đi xóa đi sau. Lại lần nữa đem kết đăng đại viên mãn công pháp liên quan một môn tiêu giao du thân pháp niêm phong bảo tồn trở thành một đạo truyền thừa đưa vào dực châu, lúc trước không phải được xưng cái gì tiêu giao phái Bắc Minh tán nhân sao. Như vậy không bằng tại dực châu lưu lại một mạch đạo thống, coi như là ở bên cạnh lưu lại một con cờ để điều khiển thế cục Bắc Hải Côn Ngư rốt cục hoàn thành lột gia. Tân Côn Ngư bản thể dài đến 40 trượng để ngang hàng uyên cửa vào một hồi thấp minh, Khương Nguyên Thần không khỏi hô kêu đi ra. Mà đúng lúc này, một chỉ cự đại thuần trắng thần điểu từ đàn xa bay tới. Kẻ này tại sao lại chạy ra rồi? Không phải đã ngủ say sao? Khương Nguyên Thần thấy tình thế không tốt, khẽ vẫy đuôi cá, hướng về Bắc Hải chỗ sâu trong bơi đi. Đạo hữu xin dừng bước. Băng điểu hóa thành một thân phi ngân bạch vũ y nữ tu, ở trên đối không Khương Nguyên Thần la lên nói Khương Nguyên Thần không quan tâm Tại nghe được câu này sau tốc độ ngược lại nhanh vài phần Trực tiếp từ nước sâu tầng chạy nước rút hướng bắc bờ biển Duyên Băng hoàng khó thở Nhưng nàng là loài chim bay chi loại Tiến vào trong nước lập tức thực lực giảm lớn Hơn nữa trong nước tuyệt đối không thể so với côn ngư loại này Trong nước tinh linh tốc độ nhanh Nhưng nàng lại không hiểu thiên cơ thôi diễn chi thuật Tự nhiên tính không ra Khương Nguyên Thần bỏ chạy nào một cái phương hướng bản cô nương tìm ngươi thương nghĩ bắc hải tồn vong nơi nào nghĩ muốn bắt ngươi no bụng rồi băng hoàng phàn nàn lên chỉ có thể tại chỗ dậm chân xem khương nguyên thần rời đi thôi ngươi cùng bắt hải duyên phận phi này một cái cọc ngày sau ta đang tìm ngươi chính là vật kia với ngươi duyên phận sâu cũng chỉ có cho ngươi mượn chi thủ mới có thể được tâm tư vừa chuyển băng hoàng lại hồi đi ngủ một giấc dài đi khương nguyên thần xem băng hoàng xuất hiện nơi nào còn dám tiếp tục ở lâu trong khoảng thời gian này hắn nhìn thấy băng hoàng nuốt chững bao nhiêu loại cá tinh linh thậm chí kia vài đầu kim đan kỳ hải thú cũng có hai vị bị băng hoàng diệt sát tự nhiên không dám ở bắc hải mỏi mòn chờ đợi hôm nay như là đã đem bắc minh quy tàng kinh viên mãn như vậy liền đi bắc địa tìm sư thúc a phía trên bắc bên bờ biển khương nguyên thần không dám chờ lâu vội vàng hướng linh châu bắc địa tiến đến linh châu bắc địa trần hạo ngồi ở một chỗ thủy phủ bên trong tính toán bắc địa bố trí hôm nay kia cửu quốc sau lưng tất cả có bí ẩn thật sự phi hắn có thể dễ dàng xúc động. Trường Minh tiểu tử kia chơi tính toán so với ta mạnh hơn, kẻ đó làm sao còn chưa tới. Trần Hạo vừa mới vàng nàng vài câu, đột nhiên có cảm giác một cổ thái hư đạo tông đệ tử khí tức đã đến thủy vực phía trên, vội vàng đối với bên người Trần Nhiêu nói, trường Minh tiểu tử kia rốt cục chạy tới, ngươi đi đưa hắn mang tới. Khương Nguyên thần bản tôn tại cây đào trầm xuống ngủ, tiện thể mượn nhờ một hồi đại mộng chảy vuốt mộng giới bố trí giật châu. Cho nên cô ngư hóa thân hôm nay ngược lại cũng có thể nói là Khương Nguyên thần chủ ý thức hắn vừa mới đi vào thanh thản bên hồ, liền đánh ra một đạo ngọc phù triệu hoán sớm đi vào bắc địa bệ ngạn. Bệ ngạn những năm này cũng không nhàn rỗi, Khương Nguyên thần vì để cho hắn đột phá đến kim đan cảnh giới thành tựu âm thần, sớm đem nó xua đuổi tới. Hôm nay một đạo truyền thư, bệ ngạn vội vàng từ đàng xa chạy đến. Chủ tớ hai người vẫn không kịp ôn chuyện, Trần Nhiêu liền tiến đến mang theo hai người tiến vào thủy phủ, Trần Hạo chuyển tu thần đạo sau, hôm nay mượn nhờ Linh Châu địa khí phóng đại cơ hội cũng tiến vào âm thần đệ tam trọng vị so với huyền quan cảnh. Còn về Trần Nhiêu, vẫn còn tại thứ hai cảnh giới lăng, hắn hương khó chi lực suy cho cùng không thể so với Trần Hạo nhiều. Gặp qua hai vị sư thúc, Khương Nguyên thần đối với Trần Hạo cùng Trần Nhiêu sau khi hành lễ, Trần Hạo vuốt cầm, Trần Nhiêu tự giác đáp lễ lại. Tuy Khương Nguyên Thần bởi vì Trần Hạo mà lễ ngộ hắn, nhưng hai người rốt cuộc địa vị bất đồng, đón lấy Khương Nguyên Thần nhìn thấy hai vị thần linh bên cạnh vị thứ ba thần linh. Một vị đầu sinh song giác, bên miệng có râu vàng Long Vương. Này là Linh Châu Tam Đại Giao Long Vương bên trong đồi Long Vương. Trần Hạo giúp Khương Nguyên Thần tiếp dẫn nói. Đồi Long Vương. Khương Nguyên Thần nghĩ vậy vì sự tích sau chấp tay nói, kính đã lâu. Đồi Long Vương cùng Trần Nghiêu một loại, cũng đáp lễ lại gặp qua đạo hữu. Một môn song âm thần. Vị này đồi Long Vương chính là con dung địa Long Đắc Đạo. Còn có một ca ca đồng dạng cũng là đi hóa Long Chi Đạo. Bất quá vị kia không phải chuyển tu giao Long Hành Hồng, mà là tu luyện đỉnh đầu Long Giác, đi cầu Long Nhất Mạch, vị kia làm địa thần mở phúc địa, cùng hắn vị này đệ đệ xa xa hô ứng, tại Linh Châu chư thần bên trong cũng rất là có danh. Đồi Long Vương đã tại này, chắc hẳn vị kia đồi thần quân cũng tới. Không sai lần này ta ngoại trừ theo thầy môn tìm năm vị kim đan sư đệ hỗ trợ còn thỉnh đến hai vị thần đạo đại năng trợ trận trần hạo nói kỳ chiến quả như thế nào không tốt cửu quốc liên minh đằng sau chí ít có vài cổ thế lực tại duy trì trừ chúng ta lão đối đầu tự hồ còn có ma đạo bóng dáng huyết dương ma tông vãn sinh điện thiên tuyệt tông huyền tẩn giáo thôn thiên ma tông tự hồ cũng có nhân tại đương nhiên Dựa theo ma đạo ước hẹn bọn họ có một ít hạn chế không thể tùy ý sát sanh, nhưng đệ tử cấp thấp vẫn là có thể tống xuất lai lịch luyện. Còn nữa bọn họ nếu như che giấu tung tích bị chúng ta công kích. Bị động phòng ngự như thế nào cũng không thể xem như phá lời thề không phải. Lúc này, một đạo thần chỉ từ mặt hồ rơi xuống, đội thần quân dọ thám biết cửu quốc tình báo sau tới nói, đã xảy ra chuyện, các đạo hữu tại hát xa quốc lăng không mất tích. Hơn nữa, không là ma đạo phía dưới tay, là tự nhiên biến mất không thấy, đồng thời cửu quốc liên minh không ít tu sĩ cũng mất tích. a à, Trần Hạo cả kinh, vội vàng vứt xuống Khương Nguyên Thần cùng hai vị thần linh thương nghị lên, Khương Nguyên Thần ở một bên nghe. Bệ ngạn âm thầm cùng hắn truyền âm, cho hắn giải thích cặn kẽ lên, các thiên ưng, thái hư đạo tông một vị nội môn kim đang tu sĩ, tại Trần Hạo sai khiến xuống hắc xa quốc bên kia liên hợp chư thần thanh lý trong nước tu sĩ. Nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên mất tích đội thần quân cũng là đi tìm vị này tu sĩ rơi xuống nhưng này một tra mới biết được không đúng Tự hồ không ít tu sĩ cũng đi theo mất tích hắc xa quốc vị chỗ ngũ hồ chi địa thường niên bị sương mù bao phủ sở dĩ tục danh hắc xe cũng là bởi vì trong nước có một loại bí bảo hắc xe mượn này mới có thể tùy ý trong hồ hành tẩu mà không bị lạc phương vị nói cách khác chỉ có kim đang tu sĩ mới có thể cùng trong sương mù không tổn hao gì Bệ ngạn nhỏ giọng cùng Khương Nguyên Thần giải thích kia loại hắc xe tốc độ không chậm. Một canh giờ được không 300 dặm, lại có thể thoát khỏi bộ phận dẫn lực lơ lửng phi hành, còn có thể chỉ dẫn phương hướng. Khương Nguyên Thần năm đó tại Thái Hư Đạo Tông cũng từng thấy Lâm Tử Hiên mang theo sở hướng vân cùng đồng môn nghiên cứu hắc xe cấu tạo, hắc xa quốc. Khương Nguyên Thần ngẫm lại chính mình trước kia tại Đạo Tông xem qua những kia tạp đàm giật nghe thấy tự hồ nhớ tới một chuyện. Đối với một bên không lên tiếng Trần Nghiêu nói, sư thúc, Ta nhớ được hắc xa quốc chỗ ngũ hồ chi địa hẳn là một điều hắc long bị trấn áp chỗ. Trần Nhiêu là thái hư đạo tông chuyên môn bán phân phối các đệ tử hộ pháp thần, rất nhiều giật nghe thấy chuyện lý thú đều biết quá tường tận, không sai, năm đó có hắc long tại ngũ hồ làm hại, một vị đạo môn tu sĩ lấy cực phẩm bảo khí câu long can đem nó trói ở vây ở ngũ dưới hồ. Truyền thuyết hắc xa quốc sương mù liền là này một điều hắc long hơi thở mà thành. Vớ vẩn, Đồi Long Vương không đồng ý nói, Hắc Long hơi thở mà biến ảo sương mù, phần này năng lực ít nhất cũng là chân nhân cảnh giới, như thế nào sẽ bị một cây bảo khí trấn áp. Hơn nữa giật châu chi địa bên này nơi nào có cái gì chân nhân tại. Kia! Đầu Hắc Long hẳn là kim đang tu sĩ, này điểm tại Thái Hư Đạo Tông có ghi chép lại, Trần Nhiêu ngẫm lại nói, Thái Hư Đạo Tông ghi lại lên nói, Hắc Long thắng hỉ mây mù, kim đan tam trọng, hảo thực nhân, phong trấn tại ngũ hồ chi địa cho nên hắn hẳn là Huyền Quan Cảnh yêu Long, ta cũng không cho rằng ít ỏi một điều yêu Long có thể dùng Long tức che đậy ngũ hồ chi địa. Huyền Quan Cảnh như vậy lại bị phong ấn lâu như vậy sau có thể bảo trì kim đan sơ kỳ tu vi tựu rất không tồi a. À. Trần Hạo ánh mắt tại Khương Nguyên Thần trên người lưu luyến, Khương Nguyên Thần tự nhiên minh bạch Trần Hạo ý tứ, tự chủ ra khỏi hàng. Khi chuyện này khiến cho đệ tử đi dò tra a. À. Khương Nguyên Thần cười bệ ngạn tiếng về Hắc Sa quốc địa vực tìm một chỗ trống trải chi địa liền nhượng bệ ngạn bắt đầu âm thần tấn chức đi qua thiên môn giới thần linh bất kể là bệ ngạn cũng tốt huyền thần cũng được bọn họ lấy được thiên địa chiếu cố so với các tu sĩ muốn nhiều hơn bệ ngạn chính là trừng ác chi thần hắn hôm nay chỗ thôn vệ ác hồn ma hồn ít nói cũng có vạn người số lượng hắn là chân chính dùng sát chứng đạo hung thần thôn vệ ác linh hoàn thành tự thân tấn chức nếu không phải bệ ngạn dựa vào khương nguyên thần cái này thái hư đạo tông chân truyền đệ tử Thái hư đạo tông căn bản sẽ không để cho một vị nhân đạo bên cạnh sinh linh tồn tại xuống, Khương Nguyên thần tế lên thái âm linh phiên che lấp thân tàn. Bệ ngạn nhả ra bản thân bổn mạng vật hắc bị thư liền bắt đầu ngủ say tiếng dai. Hắc quan bao phủ, chung quanh những kia nghiệt hồn ác niệm bị bệ ngạn tinh lọc sau từng cái làm theo triệt để luyện hóa, Khương Nguyên thần đối với bệ ngạn có lòng tin, tại trợ giúp bệ ngạn hộ pháp đồng thời nhìn chằm chằm hắc xa quốc sương mù nhìn lại, vụ rất lớn, tự hồ hôm nay đúng là sương mù giờ cao điểm, Khương Nguyên thần tự nhìn thấy nhũ bạch sắc sương mù triệt để bao phủ chỗ tiểu đảo. Mặc dù là hắn âm thần linh thức cũng chỉ là nhìn thấy chung quanh hơn 10 trượng hoàn cảnh. Này cổ sương mù có trở ngại tu sĩ linh thức lực lượng, cho nên thấp cảnh giới tu sĩ cũng phải thông qua hắc xe mới có thể an toàn tại trong sương mù hành tẩu, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể miễn cưỡng cam đoan an toàn tại bệ ngạn tiến giai trong năm ngày. Khương Nguyên thần tầm Trần Hạo cho hắn sương mù lên xuống độ chậm rãi tính toán sương mù chu kỳ cùng nơi phát ra, sương mù tựa hồ mỗi ngày đều có hai lần, sáng sớm chậm rãi sương mù bay, thẳng đến trên thái dương thăng mới chậm rãi tiêu tán. Mà trong đêm giờ tuất phàm nhân nghỉ ngơi sau mới có thể bắt đầu trận thứ hai đại vụ. Trong một tháng, trung tuần thời điểm sương trắng sẽ càng lúc càng lớn, 15 ngày nào đó tuyệt đối không thể xuất môn. Không phải tận lực chiếu cố phàm nhân, bởi vì sáng sớm kia một hồi đại vụ chính là trở ngại các phàm nhân hoạt động chỉ có thể mượn thủy trại thủy đảo tiến hành sương mù cấm pháp phòng ngự hơn nữa này thà nói là trở ngại nhân tự hồ càng giống là một loại tu luyện còn về sương mù khởi nguyên địa quả nhiên là dưới nước quả nhiên là ngũ hồ chi địa hoặc là nói là hắc long bị phong ấn chi địa khương nguyên thần nghi ngờ cho nên mới phải có nói pháp là hắc long phun ra nuốt vào sương mù che đậy toàn bộ hắc xa quốc bất quá này một thuyết pháp coi như là có chỗ căn cứ khương nguyên thần nhíu mày lấy ra một đám sương mù bạch khí tại cảm giác của hắn bên trong đích thực là một loại sinh linh khí tức rơi trong đó nhưng cụ thể rồi lại cân nhắc không rõ cho nên trần hạo bọn người cũng chỉ là suy đoán ngũ hồ chi địa hơi nước cùng hắc long long tức lẫn nhau dung hợp sau ra đời kia một loại quái dị sương mù bao phủ toàn bộ ngũ hồ chi địa bắc minh quy tàng kinh vận chuyển động sâu đem bạch khí sương mù thôn phệ một chút sau lợi dụng bắc minh quy tàng kinh mô phỏng năng lực đem sương mù phân tích mô phỏng đi ra khương nguyên thần miệng phun một nguồn bạch khí cùng cả cái sương mù chậm rãi dung hợp cuối cùng tiêu ẩn trong đó khẽ khiêu mi khương nguyên thần thầm nghĩ điều này cũng đúng một loại nên địch thủ đoàn triệu hoán sương trắng mê hoặc địch nhân ít nhất không sợ những kia kết đang các tu sĩ liên thủ thái hư đạo tông rốt cuộc biết rõ quá ít khương nguyên thần than nhẹ một tiếng làm cái khác châu vực tông phái, đối với bên này mấy trăm năm trước chuyện tình như thế nào sẽ hiểu rõ. Lực lượt, lượt đề cập một câu, cũng đủ để khích lệ công tác tình báo làm tốt lắm, Khương Nguyên thần chậm rãi suy tư sương mù tình huống, nằm sấp ở một bên tấn chức bệ ngạn toàn thân kim quan chấn động. Sau đó toàn thân hóa thành thuần trắng thú mau, đỉnh đầu sông chuyển thành góc làm màu vàng lợt, lại có da hổ vàng chậm rãi tại trên lưng hiển hiện, cái đuôi khẽ hất khẽ hất, mực sắc long lân lập lòe ánh sáng. Một lần tấn chức, hơn vạn nghiệt hồn bị tiêu hao không còn A. À. Bệ ngạn đáng tiếc nói, tuy chỉ là chấp niệm cùng tội nghiệt sinh thành nghiệt hồn. Nhưng là dùng để công kích nhiều địch nhân sao thuận tiện A. À. Được rồi, tiếp theo ngươi ít nhất cần 10 vạn nghiệt hồn mới có thể hoàn thành tiếp theo tầng thần ấn tiến hóa. Đến lúc đó ngươi lại đáng tiếc A. À. Khương Nguyên thần nhìn thấy song giác trung tâm kia như ẩn như hiện trừng ác thần ấn nói ra. Trừng ác thần ấn, trừng ác dương thiện muốn tinh khiết hóa dương thần lời nói nhất định phải mở thần miếu dùng cung tế tự, có lẽ bắt địa cơ hội này vừa vặn có thể cho bệ ngạn bắn rơi căn cơ. Khương Nguyên thần yên lặng suy nghĩ. Đi. Đi ngủ đại thành đi dạo phía dưới, nhìn xem hắc xa quốc tình huống. Khương Nguyên thần trên hán bệ ngạn, thừa phong mà dậy thị sát ngũ hồ địa vực, Trần Hạo đã từng phái người ở bên cạnh phong thần. Chỗ phong chi thần bất quá là sơn thủy tinh quái chi lưu, không bao lâu tự bị trong thành những kia kim đang tu sĩ đánh chết. Hắc Sa Quốc có lục đại thành, 37 thủy trại, ngoại trừ vương thành tại ngũ trong hồ khu chi địa, cái khác năm tòa phụ thành đô là phân biệt thống trị ngũ hồ rất nhiều thủy trại tồn tại, Khương Miên thần tại trong sương mù nhìn thấy từng chiếc từng chiếc lơ lửng hắc xe ghé qua. Những này hắc xe năng lượng đến từ linh thạch, mặc dù là dưỡng khí kỳ phàm nhân vũ giả cũng có thể khống chế. Cho nên cái này cũng nhiều ra tới một nghề nghiệp, đó là lái xe dẫn người. Rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ tiên thiếu sẽ vì tại này hành tẩu chuyên môn mua, mua một cổ hát xe. Bởi vì hát xe giá cả quá mắc, một loại tán tu sẽ không xa xỉ như vậy. Mà ngũ đại trong thành, có chính thức mở đại lý xe có thể dùng đến mướn xe đi. Dựa theo đường xe đến cân nhắc giá cả, nói chung ngũ khối hạ phẩm linh thạch làm lúc đầu thuê phí. Sau đó mỗi 500 giảm gia một khối linh thạch. Hơn nửa lăng không được một cái dẫn đường, này cũng đã thành đại đa số tu sĩ lựa chọn, đương nhiên có chính thức đại lý xe tự nhiên cũng tự có lén chợ đêm. Chợ đêm giá cả so về chính thức càng tiện nghi, không có lúc đầu thuê phí, hơn nữa hành động bí ẩn càng không dễ dàng bị người phát giác tung tích. Chỉ là nếu như người lăng không mất tích lời nói, như vậy cũng tự không ai có thể tìm được ngươi. Khương Nguyên thần cưỡi bệ ngạn trên người ẩn đi thân tàn, ít nhất nhìn thấy vài chiếc tư nhân hắt xe tải nhân đi. Bất quá những kia dường như phàm nhân lái xe tự hồ có hai ba thân phía trên có ma đạo khí tức như vậy bọn họ chỗ mang những kia khách nhân rốt cuộc có thể sống vài cái cũng đã thành vấn đề cho nên nói tán tu thật sự là bi kịch a khương nguyên thần nhìn qua vừa mới bay qua một cổ hát xe phu xe kia liền là một vị ngọc dịch kỳ ma đạo tu sĩ mà hai cái hành khách hẳn là một đôi tâm động kỳ tán tu tiếp tục của mình dò xét thẳng đến một ngày sau đó khương nguyên thần vỗ vỗ bệ ngạn đầu hỏi thăm ngũ hồ chi địa dựa theo ngươi thuyết pháp tự hồ có tám vị kim đang tu sĩ hôm nay thoạt nhìn như thế nào chỉ có ba vị rồi sáu tòa đại thành cái khác ngũ tòa thành trì bên trong hẳn là mỗi tòa thành một vị kim đan tu sĩ mới đối với nhưng hôm nay rõ ràng thiếu ba vị còn về vương thành tại khương nguyên thần pháp nhãn quan chiếu xuống cũng chỉ là một vị kim đan nhị trọng tu sĩ cùng với kim đan tam trọng tu sĩ tồn tại kia kim đan nhị trọng tu sĩ ta và ngươi hai người cũng không phải sợ chỉ có điều vị kia huyền quan cô động tu sĩ tựa hồ là hắc xa quốc chân chính trưởng khống giả tăng thêm hắc xa quốc bên này cùng huyền tẩn giáo thật không minh bạch ta cũng không muốn dễ dàng trước lấy bên kia chú ý a à. các sư thúc mất tích nghe nói bên này cũng có không thiếu tu sĩ biến mất không thấy chẳng lẽ bốn vị kim đang tu sĩ liền là như thế khương nguyên thần suy đoán đem thái âm linh phiên huy động mình và bệ ngạn khí tức đồng thời che giấu lẻn vào hắc xa vương thành trong vương cung một vị tóc đỏ trung niên tu sĩ hình như có sở giác tế lên lòng bài tay lớn nhỏ hắc xe mô hình hắc trên xe la bàn kim đồng hồ không ngừng chuyển động nhưng cuối cùng vẫn vô pháp biết được khương nguyên thần tung tích chẳng lẽ là ta phát giác sai rồi tóc đỏ tu sĩ do dự một phen trong tay hắn chi bảo chính là đương thời đệ nhất cụ hắc xe nguyên hình là hắn cùng thiên công phủ liên thủ nghiên cứu ra tới nguyên thủy bản ngoài ra hôm nay lập quốc hắc xe sau vật ấy được quốc vận long khí gia trì chính là một kiện không sai bảo khí. Mặc dù không có phát giác người tới tung tích, nhưng đã dẫn động trấn quốc thần xe dẫn động, hắn vẫn là truyền lệnh xuống nhượng trong thành cẩn thận đề phòng, khương nguyên thần hai người trong thành cẩn thận hành tẩu, khi đi đến một chỗ tử lâu sau chợt nghe bên trong truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh. Thật! Sự, ta chân nhìn thấy một điều hắc long trong hồ xuất hành. Một cái tục tăng đại hán kích động nói. Trương lão tứ ngươi lại tại nói bậy, kia ma long bộ dáng rõ ràng là một điều bạch long một vị khác đại hán cười nhạo nói đừng tưởng rằng tự ngươi thấy được ta lúc đầu giúp một vị tiên sư lái xe cũng nhìn thấy nói bậy rõ ràng là một điều hắc long đầu khởi kỳ nhân hỗn hển đằng sau kỳ nhân nhưng lại ngay cả liền phản bác bạch long bạch long tuyệt đối là bạch long lúc trước ta trên xe vị kia tiên sư còn nói kia một điều bạch long đủ để cùng chư thành thành chủ đối kháng Hắc Long. Bạch Long. Khương Nguyên thần tự hồ nghĩ đến cái gì, nếu như nói bọn họ nhìn qua là cùng một loại đồ vật lời nói, chẳng lẽ vật kia còn có biến sắc năng lực. Không đúng không đúng. Kia rõ ràng là Thanh Long. Thứ ba xa phu đi tới, biểu môi, lúc ấy ta trên xe vị kia tiên sư kinh hô một tiếng Thanh Long hơi thở, sau đó lập tức đuổi theo Thanh Long đi. Lại. Nhiều một loại nhan sắc. Bệ ngạn cùng Khương Nguyên thần sắc mặt cổ quái chờ đã khương nguyên thần nhớ tới một sự kiện lập tức minh bạch nhóm người mình sai quá thái quá hiểu rõ bình thường kim đang cấp bậc yêu long tự nhiên không thể phun ra nuốt vào sương mù có thể thôn vệ đại diện tích mây mù yêu long tất nhiên đã là chân nhân trình tự cho nên đồi long vương bọn người cho rằng truyền thuyết sai lệch phàm là sự tổng có một cái ngoại lệ còn có vài loại đặc thù long chủng có thể làm được a à? thần long cùng với vân long đều có loại khả năng này vân long loại thiên hẳn là không có khả năng nhưng là thần long thuộc thủy tại ngũ hồ chi địa sương mù che chắn mây mù khả năng nhất thái hư đạo tông bên trong ghi lại sẽ không sai có thể thái hư đạo tông sẽ không quan tâm dực châu bên này một cái truyền thuyết suy cho cùng mấy trăm năm trước linh châu còn không có xuống tay với dực châu huyền quan cảnh có lẽ không giả hắc long bị trấn áp cũng có thể là chân nhưng thần long tương tùy tâm sinh có lẽ kia hắc long chỉ là mọi người nghe nhầm đồn bậy bởi vì trong lòng trước kia nhận định là hắc long cho nên nhìn qua hình ảnh đều là hắc long mà chỉ có số ít mấy người tâm tư đơn thuần cho nên thấy được xương trắng bản chất đem xương trắng cho rằng thành hình rồng còn về thanh long chi lưu cũng hẳn là bị huyễn thuật mê hoặc a à. lòng có tham niệm tự nhiên nhập cốc suy cho cùng thần long vốn chính là tối am hiểu diễn biến huyễn thuật long chủng một trong lão gia thần long như thế nào sẽ ở dực châu bên này bệ ngạn không cho là đúng huyền thần đã từng cho ta nói qua địa lý tự nhiên cùng linh thú diễn sinh lựa chọn thích ứng lý luận muốn sinh ra thần long lời nói phải ảo ảnh loại này cảnh quan mới được ngoại trừ sa mạc cũng liền là tứ hải chi địa không đúng phải nói là nam hải đông hải có thủy tinh cung tồn tại không có khả năng có ngoại loại long chủng bắc hải hoàn cảnh không thích hợp thần long sinh tồn tây hải cũng giống như thế khương nguyên thần nghe bệ ngạn lời nói chưa phát giác ra xem trọng bệ ngạn liếc không sai a à, vài năm không thấy này trình độ đề cao không ít a à, đạo môn mở vạn năm tuy hôm nay tu hành dần dần táo bạo lên nhưng những kia đã từng lưu lại lý luận đối với về sau nhân dẫn dắt rất lớn giống như khương nguyên thần sáng tạo bắc minh quy tàng kinh sử dụng nhất nguyên hóa khí lý luận huyền thần dạy cho bệ ngạn địa lý tự nhiên cùng linh thú sinh tồn thiên cũng là một vị am hiểu chăn nuôi linh thú tu sĩ đem kinh nghiệm của mình thư đứng truyền 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 ra căn cứ hoàn cảnh nguyên khí biến hóa Linh thú tự nhiên tập tính để phán đoán linh thú khả năng sinh ra địa điểm. Bất quá Ngũ Hồ chi địa hơi nước nồng đậm, vốn ẩm ướt tựu lớn, thường có hơi nước bốc lên. Dựa theo linh thú sách tranh. Long chủng thiên thuyết pháp, ở đây thích hợp nhất thủy hệ long chủng tu hành. Khương Nguyên thần nghĩ rõ ràng lại càng không đồng, đích thực, Ngũ Hồ chi mà không thể có thể có thần long sinh ra, nhưng không có nghĩa là không có kia loại linh thú tồn tại, nếu như là từ Nam Hải chi địa đã chạy tới đây khả năng không phải từ trên đất bằng đi, như vậy Thái hư đạo tông cũng sẽ phát giác, hẳn là đi đường biển. Từ Đông Hải đến Dực Châu Bạch hoặc sông tiến vào Dực Châu. Nếu không nữa thì cũng có thể là tu sĩ chăn nuôi linh thú chạy trốn ra ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể nói rõ vì cái gì Kim đang cấp bậc Long chủng có thể che đậy toàn bộ Ngũ Hồ khu vực. Cũng được. Khương Nguyên thần tay phải nắm tay, tại lòng bàn tay trái nhẹ nhàng một kích, chúng ta đi tìm kia chỉ điếu Long can a vạn vật tương sinh tương khắc mặc kệ hắc long là loại nào long chủng khi căng điếu long can tuyệt đối là tối khắc chế hắc long đồ vật điếu long can cửu châu vạn bảo lục bên trong ghi lại chuyên môn khắc chế long chủng 12 loại pháp bảo một trong lại là đã từng trấn áp hắc long bảo khí tuyệt đối quản dụng nhất hơn nữa chỉ cần phía trên lưu lại ấn ký Khương Nguyên Thần có thể thông qua Linh Mộng Thiên Phú phản bản Quy Nguyên tìm tòi nghiên cứu đã từng phát sinh qua chuyện kia, có lẽ có thể quan sát điếu long can bên trong ghi chép lại mà biết được hắc long bộ mặt thật sự chờ đã điếu long can tại hoàng cung làm trấn quốc thần khí ngươi sẽ không phải là muốn đi đêm dò xét hoàng cung a làm sao vậy trong vương cung tuyệt đối là hắc xa quốc đầu mối chỗ ở đây tư liệu tối toàn diện nhưng lại sẽ có cửu quốc liên minh những tin tình báo kia càng quan trọng là trong vương cung tất nhiên có đủ loại cổ tàng thư tịch bệ ngạn một lời vạch trần khương nguyên thần chủ ý bản thân vị này lão gia không thích đi giết người đoạt bảo không thích ra ngoài thám hiểm nhưng đối với những thư tịch kia vơ vét xem vô cùng trọng a à. đại trần vương triều tu hành tư liệu tất cả đều bị hắn thắt in ra đưa vào thiên cơ cát hôm nay càng làm chủ ý đánh vào hắc xa quốc bên này điếu long can phượt long tác trảm long kiếm đoạn long đài độn long trụ khắc chế long tộc đích pháp bảo không nên quá nhiều hôm nay long chủng rất thưa thất liền là bị trắng trợn bắt giết kết quả điếu long can lúc trước vị kia phong ấn yêu long đại năng tu sĩ đem vật ấy ban thưởng cho mình một cái ký danh đệ tử bởi vì nó khó có tiên đạo chi tư liền tống hắn một hồi nhân gian phú quý nhượng hắn mở vương quốc trấn thủ ngũ hồ chi địa mượn nhờ điếu long can luyện hóa yêu long ngày sau hậu đại bên trong có lẽ có nhân có thể có cơ hội nhìn trộm nguyên thần đạo quả đáng tiếc thiên bất toại nhân nguyện lúc đầu cái kia vương triều bị người khác đoạt vị soán quyền Điếu Long Cang cũng chảy vào tay người khác làm truyền quốc tính vật, hôm nay mấy lần vương triều thay đổi, Hắc Sa quốc đã sớm quên điếu Long Cang chỗ đại biểu ý nghĩa, chỉ là làm một cái múa may gác lại tại Điếu Long Đài phía trên. Cho nên phong ấn buông lỏng, mới có hôm nay tai họa, 15 trăng tròn nhật, trong một tháng sương mù lớn nhất thời điểm, ít dạ hành trộm lấy. Khương Nguyên thần lặng lẽ ẩn núp đến hoàng cung, trùng hợp bên này đang tại mở tiệc chiêu đãi vài vị tu sĩ khương nguyên thần thần niệm dò xét sau sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến sắc ma đạo đích nhân khương nguyên thần sắc mặt trầm xuống hắn tự nhiên minh bạch vị này hắc xa quốc hướng cửu quốc liên minh cầu viện cho nên mới nhóm người này tu sĩ năm vị kim đang tu sĩ bệ ngạn thấp giọng nói lão gia kia điếu long can chỉ sợ không phải chúng ta có thể cầm lấy ta đi tàn thư chi địa ngươi đi nghị đường trước tìm tòi nghiên cứu thoáng cái tình báo nói sau Điếu Long trang tựu tại Điếu Long đài phía trên, như thế nào cũng chạy không được, hoàng cung đại điện, huyền tẩn giáo kim đang tu sĩ ngô ngữ bên người vây quanh bảy tám cái sủng cơ. Ngô ngữ nghe nói liền là đã từng vị kia tiếng tâm lừng lẫy hoa tâm tu sĩ ngô thành hậu đại. Vị kia ngô thành tiền bối năm đó phong lưu nhân gian, cuối cùng bị người yêu của mình phân thay tình sát. Ngô ngữ vẫn lấy làm gương tự nhiên không dám như vậy cách làm, cho nên hắn bái nhập huyền tẩn giáo sau luyện tự thái bổ phương pháp hấp thu chân dương nguyên tinh. Những này sủng cơ chỉ là lô đỉnh đạo thai mà tuyệt không phải hắn đạo lữ, nhưng ngô ngữ đối với mấy cái này sủng cơ đồ chơi tổng cũng có chút tình nghĩa. Cho nên khi một vị sủng cơ nói muốn nhìn một cái điếu long can thời điểm, ngô ngữ cười đối với quốc chủ nói, quốc chủ, ta đối với kia truyền thừa mấy trăm năm bảo khí cũng rất có tưởng tượng, có thể hay không đánh giá. Chần chờ thoáng cái, quốc chủ mới gật đầu nói, cũng được, khiến cho tiên sư nhìn xem a à, chỉ là bảo vật bị long đong đã có 300 năm chưa từng có nhân vận dụng vật ấy, tự hồ cần đặc biệt khẩu quyết mới được. A. À, ngô ngữ lòng hiếu kỳ đi lên, một kiện bảo khí, vẫn phải dùng chuyên chút khẩu quyết mới có thể thúc giục. Như thế kỳ lạ quý hiếm, chẳng lẽ kỳ chủ nhân còn không có thân tử, quốc chủ phái người đi điếu long đài mời đến kia kiện bảo khí, không bao lâu thì thần tự bưng lấy thanh sắt gậy trúc tới. Chỉ là gậy trúc, trụi lũi gậy trúc liền lưỡi câu dây câu các loại đồ vật đều không có. Đây là điếu Long Cang. Ngô Ngữ nhìn thấy vật ấy sau triệt để hết chỗ nói rồi. Sẽ không phải là bọn họ vì không để cho mình chiếm vật kia, tận lực cầm giả đồ vật đến mông lừa gạt mình a, ở đây năm vị kim đang tu sĩ, Hắc xa quốc quốc chủ chính là Kim Đang Tam trọng đại tu sĩ, thường niên tại trong nước tu hành bí pháp, dùng nguyên thủy Hắc xe làm chịu tải long khí chi dùng. Mà Kim Đang nhị trọng vị kia chỉ là hắn bổn mạng linh thú biến hóa mà đến. Cửu Quốc Liên Minh đến ba vị kim đang tu sĩ, Ba vị tu sĩ đều là kim đan một trọng cảnh giới, thiên tuyệt tông, huyết dương ma tông cùng với huyền tẩn giáo tất cả có một người, thiên tuyệt tông kia nhân một bộ đạo quan cách ăn mặc bạch y như tuyết, lại có điểm điểm mực sắc làm đẹp. ở một bên lẳng lặng uống rượu, thỉnh thoảng dò xét gậy trúc suy tư, huyết dương ma tông kia hắc mặt tu sĩ tự không nói cứu nhiều như vậy, cả giận nói: quốc chủ, này chính là các ngươi trấn quốc vật sau đầu đạo quả quang luân bên trong huyết khí hóa thành màn sáng áp hướng hắc xa quốc quốc chủ ô linh đạo nhân không sai ô linh đạo nhân hai mắt chợt hiện ô kim mực đồng hai đạo vàng thẩm linh quang đem huyết màn đâm rách ha ha tất cả mọi người là người một nhà chớ để tổn thương hòa khí ngô ngữ đem ngồi tại trên đầu gối của mình sủng cơ vứt xuống bấm tay kích xạ một đạo xám trắng huyền khí ở một bên hòa giải sau đó ngô ngữ duỗi tay một trảo gậy trúc muốn đem gậy trúc cầm nơi tay bên cạnh quan sát. Ồ. Pháp lực tiến vào gậy trúc sau trong nháy mắt như trâu đất xuống biển loại đó biến mất vô tung, lúc này vừa mới phát giác vật ấy có lẽ chân có chỗ huyền diệu. Ba vị đạo hữu, vật ấy quái dị vô cùng. Bản đạo được vật ấy hơn trăm năm, cũng không có thể khống chế vật ấy, thậm chí muốn bắt vật ấy lời nói cũng phải dùng phàm nhân thủ đoạn tự mình đi cầm, hết thảy pháp lực quyết không có thể chạm đến vật ấy bằng không pháp lực tiến vào trong đó một điểm có thể hiệu đều không có. Ô Linh Đạo Nhân cười nói, ba vị ma tông tu sĩ lẫn nhau nhìn xem, ngô ngữ đi đến trước cầm qua gậy trúc quan sát nhìn xem, sau đó chuyển giao cho huyết dương ma tông hắc mặt tu sĩ, cuối cùng rơi xuống thiên tuyệt tông tu sĩ trong tay. Ánh mắt buông xuống. Thiên tuyệt tông tu sĩ lại lần nữa đem vật ấy giao cho một bên thị thần. Thì ra là thế, vật ấy lại là muốn như vậy dùng, Khương Nguyên Thần đi tàn kinh các bên kia trộn lấy kinh thư, không thể không nói, hắc xa quốc mặc dù là cửu châu quốc gia. Nhưng là bên này tàn thư so về đại trần đạo tư vẫn có vẻ không bằng, khương nguyên thần kim đang linh thức đọc nhanh như gió, lực lượt, lượt kiểm tra thoáng cái thư danh, liền đem những kia cất kỹ bản đơn lẻ lấy đi, còn về những kia đại chúng công pháp còn có cái gì cửu châu sách tranh hệ liệt. Tại thái hư đạo tông không nên quá nhiều, bệ ngạn bên kia tự hồ cũng không có gặp được cái gì chống cự, dễ dàng lấy được những ngày gần đây về tu sĩ mất tích đại khái tình huống. Bởi vì những vật này chưa tính là chân chính cơ mật tựu có trong hồ sơ đầu bày đặt, hắn thác ấn một phần sau liền vội vàng cùng Khương Nguyên thần tụ hợp, bầu trời đêm sương mù, che chắn. Khương Nguyên thần tại hoa viên rừng trúc chọn lựa linh trúc, bệ ngạn hỏi, ngươi đây cũng là cả cái gì? Vẫn không tranh thủ thời gian đi điếu long đài bên kia. Ta ở nửa đường mê hoặc một cái vệ sĩ, từ hắn nào biết một chút điếu long can tác dụng, vật kia rõ ràng không thể dùng pháp lực gia trì, mặt ngoài xem rõ ràng cùng phàm vật tương tự. Như vậy chúng ta trực tiếp làm một căn giả thì tốt rồi. Sao? Nửa canh giờ, Hoàng cung ăn uống tiệc rượu đã tán đi, vài vị tu sĩ riêng mình trở về phòng nghỉ ngơi, Khương Nguyên Thần mang theo bệ ngạn tiêu không một tiếng động đi vào điếu long đài phụ cận. Nhìn thấy điếu long đài phía trên cấm pháp sau, hắn cười khẽ một tiếng, đem của mình bắt minh quy tàn kinh vận chuyển, đem pháp lực của mình thuộc tính mô phỏng trở thành cùng nó giống như đúc pháp lực, thoải mái dung nhập cấm pháp bên trong đi vào điếu long can bên cạnh, tự tại hắn tự tay chụp vào điếu long can thời điểm. Đột nhiên cảm giác được khắc một cổ lực lượng tại liên lụy gãy trúc. Ai? Hai thanh âm đồng thời vang lên, sau đó Khương Nguyên Thần cùng đối diện hai người đồng thời hiện ra thân hình. Khương Nguyên Thần một thân huyền phục vũ y, phía trên theo lên bạch sắc bọc nước. Mà đối diện kia nhân thì là một thân bạch y đạo bào, phía trên có điểm điểm mực sắc chính tự hỏi làm đẹp hai vị tu sĩ âm thầm dò xét đối phương đạo môn tu sĩ không đúng tự hồ có ma đạo con đường khương nguyên thần nhìn chằm chằm nam tử xem chậm rãi tính toán nam tử lai lịch là cửu quốc liên minh đích nhân thiên tuyệt truyền nhân cổ nguyên cũng tại yên lặng nhìn xem khương nguyên thần khương nguyên thần một thân bắc minh chân thủy pháp lực cùng thái hư đạo tông con đường hoàn toàn bất đồng cổ nguyên nhất thời cũng nhìn không ra khương nguyên thần môn phái con đường hai người giả cười lên khương nguyên thần một tay nắm lấy gậy trúc tay kia làm cái đạo lễ, Bần đạo Bắc Minh tử, chính là tiêu giao phái tu sĩ. Là cực, là cực. Bần đạo chính là tương tư đạo môn nhân, đạo hiệu vô vọng. Cổ Nguyên thuận miệng giật tên tuổi, đây cũng là bọn họ ma đạo vài vị đệ tử cùng nhau nghĩ ra được danh mục. Dùng ma tông thân phận xuất hành quá nhận người nhãn, cho nên ba vị ma đạo tu sĩ đều là dùng thân phận của tương tư đạo hành tẩu, hai vị tu sĩ cũng biết đối phương tuyệt đối không nói thật nhưng lúc này điểm phá thân phận đó là chân chính phải chết đấu. Khương Nguyên thần không nắm chắc nhị đánh ngủ. Cổ Nguyên tự nhiên cũng không tốt bạo lộ chính mình vụn trộn trộn lấy điếu long can chuyện tình. Đạo hữu, vật ấy cùng ta tiêu giao phái hữu duyên, còn thỉnh đạo hữu hành cái thuận tiện. Bằng không, bởi vì cái gọi là thiên địa chi bảo, có đức giả có được. Ta và ngươi hai người đều là người hữu duyên, rốt cuộc là muốn dùng đức hạnh luận cao thấp mới là. Đức hạnh, chỉ sợ là chiến đấu a à. một cái tiếu lý tàn đao một cái mặt mũi hiền lành hai người không dám ở này chờ lâu liền muốn tạm thời rời đi nơi đây lại dự kiến so sánh khương nguyên thần vừa mới đề nghị cùng nhau rời đi lại dự kiến so sánh kia vô vọng tử liền gật đầu cam chịu thuận dưới con lừa đón lấy khương nguyên thần cùng hắn lại riêng mình xuất ra một cây gậy trúc chuẩn bị đặt ở trên đài khương nguyên thần đang nghe truyện trên tv audio cv ha ha cười Đạo hữu quả nhiên là người trong đồng đạo. Vô vọng tử thở dài một tiếng, một bộ ngày tận thế bộ dáng, ô linh đạo hữu tính tình bạo ngược. Nếu biết được vật ấy mất tích tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo người khác, bần đạo cử động lần này cũng bất quá là cứu này rất nhiều vô tội sinh linh thôi. Đạo hữu nói có lý, bần đạo cũng là nghĩ như vậy. Khương Nguyên thần nháy mắt mấy cái, cho nên nói, hắn mới không phải là vì kéo dài thời gian không bị người phát giác mới chuẩn bị phỏng phẩm quá kẻ này da mặt quả nhiên dày, lúc này, bệ ngạn ở bên ngoài nhịn không được. Đang muốn mở miệng gọi Khương Nguyên Thần thời điểm đột nhiên một hồi đại vụ cúng, ngũ hồ chi địa mỗi ngày trong đêm đều có sương mù lan tràn, hôm nay 15 ngày âm khí nặng nhất, sương mù lớn nhất. Cho nên trong vương cung yến hội sớm tán đi. Đây cũng là Khương Nguyên Thần đẳng người dám tới trộn đồ vật dựa vào. Nhưng là lúc này đây, sương mù quá lớn, Chính là điếu long đài phía trên hai vị tu sĩ cũng dần dần cảm giác được không đúng. Hai người một bên cầm lấy gậy trúc, một bên dò xét bốn phía. Sương trắng chậm rãi áp chế đến điếu long đài phía trên, phía trên cấm chế bị sương mù toàn bộ ăn mòn, cảnh báo vang lên. Không đúng. Bệ ngạn nhảy lên điếu long đài, gầm nhẹ lên. Người nào? Đương đại vụ lan tràn toàn bộ hoàng cung sau, ô linh đạo nhân hét lớn một tiếng, người nào dám trộn ta điếu long can? không tốt. Trước rút lui. Khương Nguyên thần khẽ quát một tiếng. Trong tay một cổ hấp lực truyền lại mà ra trở tay đánh hướng vô vọng tử. Sau đó gậy rút chấn động, Khương Nguyên thần đích thực thủy pháp lực chiếu vào ngọc đài phía trên, thừa dịp vô vọng tử thoát khỏi Bắc minh quy tàn hấp lực lúc đoạt lấy gậy rút bỏ chạy, trên hán bệ ngạn, phong vân nhị khí bốc lên. Khương Nguyên thần lại trở tay tế lên long hổ như ý đánh hướng vô vọng tử, vô vọng tử hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu bay ra một mặt ngọc điệp. Ngọc Điệp bắn ra ba đạo linh quang nâng như ý, bất quá xem Khương Nguyên thần vội vàng phi thiên sao, trong lòng của hắn không khỏi khẽ động. Hắn vạn bảo Ngọc Điệp chính là phỏng chế một kiện tiên khí, là một kiện không sai bảo khí, chắc hẳn chui này như ý cũng là cùng giai chi bảo, vô vọng tử suy nghĩ sau bỗng nhiên lại xem Khương Nguyên thần từ không trung chạy xuống. Này là... Vô vọng tử chính mình nhìn xem không trung đột nhiên cũng là biến đổi, long Kia... Trong sương mù, một điều chân long như ẩn như hiện ở trong mắt vô vọng tử là một điều sương mù màu trắng ngưng tụ đại long mà ở trong mắt khương nguyên thần tắc thì càng thấy được nó bản chất bạch trong sương mù kim quang long khí lưu chuyển thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chỉ long đồng chuyển động mây mù chi linh thân ngoại hóa thân khương nguyên thần tinh thông huyễn thuật phương pháp tự nhiên minh bạch trong sương mù có huyễn thuật dấu vết hơn nữa là một vị tinh thông huyễn thuật long chủng thi triển mà đến là thần long quả nhiên là thần long. Bất quá này thần long tại bị phong ấn thời khắc cư nhiên còn có thể mượn nhờ ngũ hồ chi địa hơi nước cô động hóa thân. Hắn đây là muốn một ngụm nước ngũ hồ chi địa sinh linh A. Khương Nguyên thần tâm tư vừa chuyển, đem trong khoảng thời gian này chuyện tình sâu chuỗi lên mấy trăm năm qua, phong ấn chưa từng gia cố, kia thần long tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải phong ấn. Bất quá bản tôn bị gắt gao vây khốn, chỉ có thể dùng long khí hấp thu ngoại giới hơi nước. Chính như Trần Hạo bọn người suy nghĩ đồng dạng, hôm nay sương mù là ngũ hồ nước khí dung hợp long khí mà đến. Bất quá này thần long cũng là thiên tư bất phàm, sinh sinh dùng những này sương mù luyện hóa một cụ hóa thân. Thỉnh thoảng thôn vệ phàm nhân tinh huyết đến tu hành, vốn là chỉ là cầm vài cái phàm nhân hoặc là trảo vài cái vận khí không tốt tu sĩ luyện hóa. Nhưng là trước đó không lâu địa mạch trung chuyển, cũng tự cho hắn một cái phóng thích càng đại lực lượng cơ hội hắn đào của mình một khỏa long nhãn làm làm hạch tâm, đem hóa thân tấn chức đến kim đan cảnh giới, nhất cử bắt đi tại này đánh nhau rất nhiều kim đan tu sĩ. Hơn nữa mỗi tháng 15, âm khí nặng nhất thời điểm đi ngủ hồ trong thành trảo tu sĩ luyện pháp. Hôm nay tự giác công pháp tiến nhanh, liền muốn muốn tới hoàng cung cướp lấy điếu long can dùng chân chính đánh vỡ phong ấn. Nhũ bạch sắc sương mù bao phủ toàn bộ hoàng cung, ban công kiến trúc, tranh hoa điểu cá trùng, thậm chí trong đó tu sĩ đều bị sương mù chỗ bao phủ sau đó khương nguyên thần liền sợ hãi phát hiện bị bao phủ tại trong sương mù sự vật toàn bộ biến mất chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cái hố to không phải huyễn thuật mê chướng thủ đoạn mà là chân chân chính chính dùng một loại thôn vệ tính thần thông đem tất cả sự vật nhét vào trong đó thần lâu mật cảnh khương nguyên thần nhãn nhíu lại cưỡi bệ ngạn trên người tay phải cầm lấy bệ ngạn trên người bộ lông vô ý thức tăng lớn lực đạo Nam Hải có đại thận, thông vân thổ vụ, chỗ qua mà đại vụ sương mù, che chắn. Nhập nó bụng, ba năm bất tử, và tái nhậm chức. Cổ Nguyên nghe được Khương Nguyên thần lời nói sau cũng đọc lên một đoạn về thần Long ghi lại, thần Long là thiên địa sinh thành tinh linh Long Chủng, cùng Đông Hải những kia bằng vào huyết mạch truyền thừa Long Chủng không phải một đường. Thần Long sinh ra chi địa tất nhiên là ảo ảnh tầng phát địa phương, như thế mới có thể sinh ra lúc đầu linh tính, mới có về sau Long Chủng có thể nói thần long tự thân chính là một di động ảo ảnh tại kim đan cảnh giới sau chân chính ngưng tụ hình rồng cùng một loại long chủng không có khác biệt nhưng là trong bụng tự khai bí cảnh thủ đoạn phải là kia loại trải qua nhiều năm thần long mới có thể không có ngàn năm long thọ nghĩ cũng không muốn nghĩ tự thành một phương thiên địa thậm chí có thể dung nạp phàm nhân sinh tồn có thể nói là động thiên hình thức ban đầu như thế những kia bị cắn nuốt sinh linh kiến trúc rốt cuộc đi nơi nào cũng tự vừa xem hiểu ngay Thần Long tự thân tự hồ là huyền quan tu vi Này tôn mây mù hóa thân Là hắn dùng tự thân long khí bổ nguyên dung hợp ngũ hồ chi địa sương mù ngưng kết Có lẽ còn có ngũ hồ chi địa mây mù tinh hoa trong đó Khương Nguyên thần suy đoán nói Tóm lại Này cụ hóa thân cùng bản thể tương thông Thậm chí có đủ cùng bản thể chỗ cùng cấp thực lực Tuyệt không phải chúng ta có thể địch nổi Thực tế giờ phút này lại là 15 đêm trăng tròn âm khí tối thịnh Cổ Nguyên hít sâu một hơi Liên thủ a. Ngươi vừa mới kia kiện như ý không sai, ta và ngươi hai người liên thủ phá vỡ sương mù, cùng nhau bay đến không trung như thế nào. Đợi ngày mai bình minh, chúng ta lại chuẩn bị cái khác thủ đoạn nên địch. Thiện. Khương Nguyên thần nghe vậy, tế lên Long Hổ như ý, tiên thiên phong thủy nhị khí lưu chuyển. Xanh thẳm hơi nước tránh đi chung quanh sương trắng. Mà thuần trắng bầu không khí quét ra đến một điều đi thông trên không thông đạo, cổ nguyên giờ phút này cũng tế lên vạn bảo ngọc điệp một đạo kim quang soạt ra, tại bầu không khí bình thối sương mù lộ ra một cái lối đi sau, kim quang hóa thành dũng đạo trải đường. Hai người một thú bước trên thông đạo, hướng về trên không không ngừng bay đi. Long hổ pháp tướng hiện thân, giữ gìn thông đạo ổn định, vì hai người tranh thủ thời gian còn về trong vương cung những người khác. Chỉ có bốn vị kim đang tu sĩ tại miễn cưỡng chống cự sương mù ăn mòn. Bọn họ cũng đều đã nhìn ra, đối phó loại này sương mù sử dụng thân thể đối kháng tuyệt đối không được, phải dùng thần thông xua tan sương mù tuyệt đối không thể nhượng sương mù nhiễm tại trên người mình sương mù chi linh thần long thân ngoại hóa thân nó bản thể liền là tầng này cự đại sương mù sương mù che chắn bao phủ toàn bộ ngũ hồ chi địa tuyệt đối không thể khí lực va chạm huyết dương ma tông tu sĩ đệ nhất cái bị sương mù thôn phệ trong tay hắn ma trên đèn huyết linh ma diễm dập tắt sau đó sương mù dây dưa tại thân không có bao nhiêu phản kháng liền biến mất không thấy còn lại ba vị Ngôn ngữ giờ phút này cũng bất chấp cái gì thương hương tiết ngọc suy nghĩ, bản thân những kia sủng cơ yêu thiếp toàn bộ bị hắn vứt bỏ. Chính mình một người tay nắm một đóa mực sắc mẫu đơn đứng trên không trung. Này là huyền tẩn giáo mẫu đơn phu nhân ban cho hắn vị này phấn trướng khách hành hương bí bảo, coi như là một tịch phong lưu tư phí A, mực sắc mẫu đơn nổi lên khởi một tia phấn hồng linh khí. Mẫu đơn phu nhân vị này ma đạo đại năng lưu lại bí bảo ngạnh xanh xanh tại trong sương mù tạo ra một đạo hoa mẫu đơn cái ô. Ngô ngữ cảm thấy một hỉ, tự tại hắn chuẩn bị thoát đi thời điểm đột nhiên nghe long ngâm tiếng hổ gầm động tĩnh. Một thanh ngọc như ý trên không nện xuống, đem hồng nhạc hoa cái ô đánh nát sau, lại có một đạo vạn bảo linh quan soạt phía dưới, hương nguyên thần hai người nhìn cũng không nhìn bị sương mù thôn vệ ngô ngữ. Thu hồi pháp bảo tiếp tục đối với trên không phóng đi, sương mù chi linh mặc dù là thần long hóa thân, nhưng nó có một cái tuyệt đại nhược điểm đó là độ mạnh yếu. Vì cái gì thần long hóa thân không thể chân chính xuất hiện ở ngoại giới, phải lựa chọn đặc biệt thời khắc. Bởi vì thần long hóa thân còn chưa đủ để dùng chống đỡ nổi một cái chân chính bao phủ ngũ hồ chi địa thân hình khổng lồ, hương nguyên thần chính mình mở qua mộng giới, hắn rất rõ ràng loại này giới hạn lĩnh vực hạng mức cao nhất. Mỗi thôn phệ một vị kim đan tu sĩ dung nhập thần lâu mật cảnh, đối với hóa thân mà nói cũng là một cái gánh nặng, kim đan tu sĩ giải dụ cũng sẽ tiêu hao pháp lực của hắn. Hơn nữa tại thần long trong bụng cũng cần hoa phí sức lực trấn áp những kia kim đang tu sĩ, càng có thể cho Khương Nguyên thần hai người kéo dài thời gian, hai người ngăn trở ngô ngữ sau, cổ nguyên vẫn chưa đủ, lại dùng nghìn tia phất trần quét về phía cách đó không xa cưỡi kim ưng trên người ô linh đạo nhân. Cổ nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Ô linh đạo nhân cùng sương mù chi linh chân chính giao thủ một phen, bị sương mù hóa thân kích thương đạo thể, nghĩ ngày mai ban ngày lại đi tìm nó thanh toán. Nhưng giờ phút này, Cổ Nguyên ngang trời cản trở hắn thoát đi. Nhượng đằng sau sương mù Chi Linh tiếp tục đuổi, khẽ cắn môi, nhìn thấy Cổ Nguyên bọn người thoát được cao cao, sương mù Chi Linh nhất định sẽ dẫn đầu đối với chính mình động thủ sau, đành phải tế lên Nguyên Thủy hắc xe lợi dụng la bàn chỉ dẫn phương hướng, những tâm phóng tới sương mù Chi Linh chỗ sâu trong. Ô, Khương Nguyên thần cảm thấy khẽ động, nhìn thấy tại sương mù Chi Linh trung tâm kim sắc long đồng sau giật mình, vị này quốc chủ không ngốc a. À mạnh nhất một khâu cũng là yếu nhất một khâu, hắn lại muốn muốn trực tiếp phá vỡ sương mù chi linh hạch tâm, nhất cử phế đi thần long hóa thân. Khương Nguyên thần dừng thân hình, lập tức cùng cổ nguyên kéo ra một khoảng cách. Mỗi đưa tiễn đi một cá nhân kéo dài thời gian, những người khác thoát đi cơ hội cũng lại càng lớn, đây là cái gọi là lão hổ thi chạy vấn đề. Không cần chạy qua lão hổ, chỉ cần chạy qua cái khác chạy trối chết giả tự được, kim đang tu sĩ ai không có vài tay thần thông hộ thân, đủ để tiêu hao sương mù chi linh lực lượng, những còn lại nhân có thể tiếp tục chạy trốn. Hôm nay ô linh đạo nhân rất muốn tuyệt địa phản kích, chỉ có cổ nguyên cùng khương nguyên thần chạy ra một kiếp. Hai người vừa mới thành lập chiến đấu hữu nghị trong nháy mắt tan vỡ. Một đạo một ma lập tức phân biệt rõ ràng lên. Khương nguyên thần nắm lấy gậy trúc, cưỡi bệ ngạn cao đứng hư không, bao quát cái này bao phủ toàn bộ hoàng cung sương mù quái thú, quái thú vô hình vô tướng rồi lại có một mảnh dài hẹp nhũ bạch sắc sương mù ngưng tụ xúc tua quét về phía bốn phía, Đường xúc tua đảo qua chi địa, chỉ để lại không có vật gì thổ địa, trong đó hết thảy đều bị nhét vào trong sương mù. Khương nguyên thần yên lặng dùng linh thức tế luyện gãy trúc, bên trong một đạo ấn ký cùng hắn xa xa hô ứng. Những khương nguyên thần mượn nhờ của mình linh mộng thiên phú sinh sinh nhìn thấy điếu long can phía trên chỗ lưu lại ký ức, thuộc về lịch đại chủ nhân ký ức, một vị hồng bào đạo nhân cưỡi một chỉ hoàng hạt cầm trong tay điếu long can. Vẹn vẹn khẽ hất hay dùng ngũ sắc linh quan biến thành dây câu đem ngũ hồ chi địa phía dưới ẩn nút kia một điều thần long câu lên ngũ sắc linh quan hóa thành liên tục dây nhỏ cuốn lấy thần long cuối cùng đưa hắn đặt ở giữa hồ lại đưa đến một hòn đảo trấn áp đó là hiện tại vương thành chỗ đảo nhỏ khương nguyên thần đột nhiên minh ngộ khó trách ở chỗ này này sương mù chi linh rõ ràng có thể một nguồn nuốt vài vị kim đang tu sĩ nó động tĩnh to lớn xa không phải mấy lần trước có thể so sánh cảm tình này đảo nhỏ phía dưới liền là hắn bản tôn chỗ thứ hai hình ảnh là một vị lão giả râu bạc thụ hồng bào đạo nhân chi mệnh cầm điếu long can tại này mở thành trì trấn áp thần long hàng năm đều tổ chức một hồi câu cá đại tái mượn trấn này áp thần long đem cái này câu cá đại tái làm kỷ niệm năm đó vị kia tu sĩ lễ mừng này là tại trong lúc vô hình tế tự vị kia tu sĩ dùng tất cả người dự thi niệm lực đến trấn áp thần long a không đợi Khương Nguyên Thần nghĩ lại, hình ảnh tiếp tục biến hóa. Đương vương vị nhiều đời truyền thừa, theo soán quyền phản loạn phát sinh, khi cuối cùng nhất đại quốc chủ ôm điếu long can nhảy vào biển lửa. Trước khi chết, dùng sở hữu tinh huyết phong ấn điếu long can tất cả uy năng. Dùng nó oán hận chấp niệm đem điếu long can bên trong ngũ sắc huyền quan cấm pháp từng cái dơ bẩn. Tăng thêm tế luyện phương pháp thất truyền, thế cho nên vật ấy lại khó bị hậu nhân sử dụng, chớ nói chi là hàng năm một lần trấn áp thần long này sương mù tinh quái bổn nguyên hẳn chính là thần long con mắt a à. ta và ngươi hai người nếu như tại ô linh đạo nhân kiềm chế nó thời điểm cùng nhau động thủ có thể hay không đem nó diệt xác bệ ngạn thanh âm trầm thấp vang lên khương nguyên thần miết liếc cách đó không xa cổ nguyên nhẹ nhàng lắc đầu không lên tiếng cổ nguyên nhìn ô linh đạo nhân cùng thần long hóa thân chiến đấu qua một hồi chủ động tới đạo hữu ta và ngươi hai người có thể tránh được nhất thời tổng cũng không thấy được tránh được một thế không bằng ta và ngươi hai người liên thủ một lần đưa bọn họ triệt để diệt sát rồi. Bọn họ, cổ nguyên là thiên tuyệt tông chi nhân, hết thảy dùng mình làm trọng, tự nhiên không thèm để ý ô linh đạo nhân vị này hát xa quốc quốc chủ. Cái gọi là cửu quốc liên minh, trên thực chất chính là một chê cười, bất quá là chán ghét chán ghét thái hư đạo tông thôi, chân cho rằng có thể trở ngại thái hư đạo tông thống trị, nhìn xem cổ nguyên ngôn ngữ lãnh đạm. Đạo mắt đem ô linh đạo nhân chủ tớ coi là bỏ con, Hương Nguyên thần tựa hồ đoán được vị này đạo nhân thân phận. Tương tư loại tình, tiến thêm một bước chặt đứt hỏi, đây rõ ràng là thiên tuyệt tông thủ bút. Khi đạo hữu nghĩ làm như thế nào? Ta và ngươi hai người muốn diệt sát này sương mù hóa thân cũng không đơn giản. Ta bàn tay có một kiện thuần dương bí bảo, có thể tạm thời áp chế chung quanh âm khí. Này sương mù hóa thân mượn âm khí mà ra, chỉ cần chúng ta dùng dương khí trấn áp, chúng ta có thể dùng lôi pháp chi thuật đưa bọn họ đánh chết khương nguyên thần ánh mắt lập lòe xin hỏi đạo hữu kia kiện thuần dương bí bảo có thể hay không vừa thấy thỉnh cổ nguyên trong tay nhiều ra một mai kim châu nhìn thấy kia kim châu lúc khương nguyên thần liên tục khen quả nhiên là một kiện thuần dương bí bảo nghĩ là thu thập thiên địa triều dương chi khí luyện chế mà thành khương nguyên thần trên mặt tiếu dung càng ôn hòa trong lòng sát ý không ngừng hiện lên bị hắn áp chế tại tây phương biển chết không được tự ý động triều dương chi khí đây rõ ràng là Thái Hư Đạo Tông một kiện bí bảo. Hơn nữa Khương Nguyên Thần vẫn nhận thức cái này bí bảo chủ nhân. Mã Viễn Sư Đệ, Thái Hư Đạo Tông bên trong bản tôn, bỗng nhiên dương đôi mắt, tháo xuống một mảnh thanh sắc linh diệp bay đến đỉnh núi Vân Cung Lâm Tử Hiên bên kia, điều tra Mã Viễn bộ dạng. Qua một hồi, liền được bên kia hồi âm. Chết! Mã Viễn rốt cuộc cũng là ngọc dịch kỳ tu sĩ. Rõ ràng chết. Khương Nguyên Thần biết được cái này tình báo hậu tâm phía dưới lật qua lật lại không thôi, trong miệng nói, đã như vậy, ta và ngươi hai người việc này không nên chậm trễ, liền tranh thủ thời gian ra tay đi. Ô Linh Đạo Nhân Kim ưng rốt cuộc là Kim đang linh thú. Tại Ô Linh Đạo Nhân dùng ô thiết trượng quét ra chung quanh sương mù lúc, Kim ưng lợi trảo đối với phía dưới hung hăng một trảo, tự hồ muốn xé rách thần long long đồng. Vào thời khắc này, cổ nguyên hai mắt tinh quang chợt lóe, trong tay kim châu trực tiếp làm nổ đến tinh khiết chí dương chi khí tràn ngập trên không biên giới đem nơi đây tạm thời phong ấn thái âm chi khí bị thuần dương khí ép chế lúc sương mù trong nháy mắt bắt đầu mỏng manh lên sau đó khương nguyên thần trong tay bắt minh chân thủy diễn biến quý thủy thần lôi mà cổ nguyên trong tay cũng có một đạo bính hỏa thần lôi bay ra hai đạo lôi pháp đồng thời kích nhập ô linh đạo nhân chỗ âm thủy phối dương hỏa khổng lồ lôi đình tại thủy hỏa chi khí giao cảm phía dưới làm nổ càng lớn mắt xích nổ mạnh Hai cái vô liêm sĩ, Ô linh đạo nhân nổ quát một tiếng, trong tay ô thiết trượng bị xung kích lực chấn vỡ, tiếp theo là hộ thân pháp bào, lại sau đó là trấn quốc thần xe. Trước cuộc quốc vận vẫn còn tại, hắn tế lên thần xe thừa dịp nổ mạnh lực lượng vội vàng thoát đi, ngay cả bổn mạng linh thú cũng bất chấp bệ ngạn miệng phun hắc sắc ti chớp, tự thấy kim ưng một tiếng gào thét, tại hắn vừa mới phá sương mù long đồng sau, bệ ngạn lôi quan tia chớp đưa hắn cùng long đồng toàn bộ tạc toái khương nguyên thần cùng cổ nguyên đồng thời thở dốc hai người vừa mới ngưng tụ pháp lôi tuy đơn giản nhưng là hai người suốt đời pháp lực ngưng tụ mượn nhờ thủy hỏa âm dương chi lực bộc phát chính là kim đan huyền quan cảnh tu sĩ cũng không thể đủ hào phát vô thương ngược lại là cuối cùng xuất thủ bệ ngạn không có quá lớn tiêu hao sương mù dần dần thối lui lùi về đến kia một đoàn nổ mạnh chỗ hai vị tu sĩ cảm thấy vừa mới yên ổn đột nhiên tự thấy kia một đoàn trong lúc nổ tung lại xuất hiện một mai hồng sắc long đồng, một đạo khiếp người xích quan quét về phía Khương Nguyên Thần hai người. Không tốt. Hai người phản ứng không kịp nữa, tự bị kia một cổ lực lượng cuốn vào thần lâu mật cảnh, lưỡng chích nhãn, kia thần long rõ ràng những tâm đem của mình lưỡng chích long đồng đều sinh sinh móc ra luyện chế sương mù chi linh. Khương Nguyên thần hai người không kịp đề phòng phía dưới cũng bị cuốn vào kia một phương thần lâu mật cảnh bên trong. Thái hư đạo tông, Thần dương cung hồ sen một hồi sóng gợn nổi lên hoàng sắc hoa sen bên trong bay ra một đạo thân ảnh huyền thần thân khoác hoa sen chiến giáp cũng đột phá chí âm thần cảnh giới thần đạo không hổ được thiên chiếu cố chính là hộ pháp thần chi lưu cũng so với chúng ta tiên đạo tu hành phải nhanh khương nguyên thần mượn nhờ mộng giới điều khiển hôm nay tiên thiên đạo thể đem tử kim hồ lô đưa cho hắn ngươi đi linh châu bắc địa hắc xa quốc đi một lần cầm của ta tử kim hồ lô đem kia sương mù chi linh phá vỡ sương Mù Chi Linh đã là hai khỏa long đồng liên hợp mới có đủ kim đang tam trọng lực lượng, như vậy tại phá hư một khỏa long đồng sau tất nhiên thực lực tiêu giảm, tăng thêm bệ ngạn tại được thu vào thần lâu mật cảnh thời điểm bị Khương Nguyên thần hóa thân ném đi ra. Bệ ngạn đang lẫn trốn cách một khắc này dùng thần lực đánh vào sương Mù Chi Linh trên người, có thể tại ngũ hồ chi địa tiến hành định vị. Bệ ngạn liên thủ huyền thần, Khương Nguyên thần vẫn chưa yên tâm, lại thỉnh chu lão ra mặt đi đối phó bên kia sương Mù Chi Linh nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha chu lão tự nhiên là vui vẻ thấy nó thành đây là cái gì này là khương nguyên thần chuẩn bị chân chính mở phủ tự thành thế lực đã có hai vị kim đang hộ pháp hồng lăng nếu tại chăm chỉ thoáng cái vài vị kim đang tu sĩ có thể đủ có thể so với một môn phái nhỏ hắn vỗ ngực một cái mang theo huyền thần qua bên kia chuẩn bị cho khương nguyên thần thành lập một cái căn cứ điểm đợi bao nhiêu năm chu lão rốt cuộc đợi đến khương nguyên thần kết thành kim đan ra ngoài thành lập động phủ cơ hội xem chu lão bên này nóng bỏng khương nguyên thần cũng không phản bác suy cho cùng tại kế hoạch của hắn bên trong ngũ hồ chi địa đích thực là muốn làm vì hắn tư hữu đất dùng một lòng nhị thể xuyên thấu qua mộng giới đem nối liền bản thể linh thức thần niệm thu hồi bản thể tiếp tục tỉnh tọa tu luyện sau khương nguyên thần mới chuyên tâm nhìn xem trước mặt cái này thần lâu mật cảnh hắn cùng cổ nguyên bị đưa vào thần lâu mật cảnh nhưng đặt chân mà chẳng hề cùng một chỗ. Khương Nguyên thần một mình một người trong bóng đêm đi nửa ngày. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau một thắt liền vào nhập một tòa thành trì bên trong, chung quanh huyên náo chợ nhượng Khương Nguyên thần không khỏi sửng sờ. Đây là cái gọi là Hải thị mê thành, trong thành tự hồ chỉ là phàm nhân. Những người phàm nhân kia giống như ngoại giới nhân một loại lẫn nhau giao dịch kinh thương, tất cả đều là sống sờ sờ đít nhân, Khương Nguyên thần không muốn theo chân bọn họ sinh ra ràng buộc liền làm phép che lấp bộ dạng bất quá này vừa động thủ lập tức phát giác đến không đúng trở ngại làm phép trở ngại quá mạnh mẽ một cổ cường đại áp chế lực tại ngăn trở hắn làm phép có thể khương nguyên thần rốt cuộc cũng là huyễn thuật mọi người mượn nhờ một lòng nhị thể tiện lợi dựa vào mộng giới chỗ này thần vực cũng làm cho khương nguyên thần bản tôn bên kia năng lực bị ảnh xạ tới một mặt hư thật giao nhau hắc bạch nhị sắc huyễn kính nổi lên đỉnh đầu đem khương nguyên thần tự thân bộ dạng cùng cả cái mê thành dung hợp tại một thể lúc trước khương nguyên thần tại nam cương đụng phải quỷ sơn thành cùng cái này mê thành đạo lý tương tự đều là dùng huyễn thuật xây dựng thật thể thành trì khương nguyên thần dùng huyễn kính đem tự thân đồng hóa sau linh thức dò xét phía dưới phát giác toàn bộ mê thành chân chính bộ dáng thiên địa này thần lâu bí cảnh lại có thiên viên địa phương thế giới hình thức ban đầu dài rộng ngàn dặm lục địa có vài tòa tiểu thành đứng lặng ngoài ra còn có một đạo đạo kim đang tu sĩ lực lượng tại bản năng kháng cự thiên địa lực lượng đồng hóa khương nguyên thần hai tay lật qua lật lại một đạo tử hóa khí làm la bàn chậm rãi cảm ứng đồng môn khí tức cuối cùng la bàn chỉ hướng phía nam các sư thúc khương nguyên thần cảm thấy một hỷ cất bước hướng về phía nam tiến đến các thiên ưng lại cùng vài vị tu sĩ dây dưa thời điểm đột nhiên đụng phải một hồi đại vụ bởi vì sương mù xuất hiện quá bình thường cho nên vừa bắt đầu hắn cũng không có phát giác được không đúng thẳng đến sương mù đưa hắn triệt để bao phủ sau. Hắn linh thức dần dần khó có thể phát giác chung quanh thời điểm mới cảm giác được không đúng, nhưng lúc này hắn đã bị đưa vào này một phương trong thế giới, này một phương thế giới không ngừng hấp thu kim đang tu sĩ môn pháp lực tinh khí, hơn nữa áp chế pháp lực của bọn hắn thần thông. Trừ phi giống như Khương Nguyên thần như vậy dùng huyễn thuật thần thông đồng hóa ở thế giới bên trong mới có thể miễn trừ một khó. Bất quá thái hư đạo tông rốt cuộc là huyễn thuật hành gia, tại tu sĩ khác dần dần dung hợp đến thế giới này hơn nữa liền tên tự mình cũng bắt đầu chậm rãi quên thời điểm các thiên ưng vẫn phát giác được một chút không đúng mỗi ngày ghi nhớ ngọc giảng bảo trì của mình linh thức thanh minh đại ưng hôm nay ngươi không phải nên đi cùng vương đại đi săn sao đột nhiên một tay vỗ vào hắn trên vai một người mặc thú áo khoác da tráng hán cùng hắn chào hỏi nói các thiên ưng trong lòng phát lạnh liên tục tỉnh ngủ thân phận của mình thái hư đạo tông nội môn tu sĩ các thiên ưng, tuyệt đối không phải là cái gì đại ưng. Ta mới không phải tại cái thành phố này sinh ra đích nhân. Cười theo tới nhân chào hỏi, lấy cớ thân thể của mình không thoải mái liền giữ lại, trước mặt hắn cái này tráng hán vốn là cùng hắn cùng nhau cuốn vào thần lâu bên trong địch nhân. Bởi vì tiến vào này một phương trong thế giới của bọn hắn ngũ giác đều bị ảo cảnh mê hoặc. Tại đói quá dưới sự khống chế bọn họ học người thường đồng dạng bắt đầu đi sang mưu sinh kiến tạo phòng ốc. Mà như vậy một bước, làm cho bọn họ dần dần bị thế giới này quy luật chỗ đồng hóa. Vẹn vẹn 7 ngày sau, những tu sĩ kia tự quên thân phận của mình, chỉ cho là mình là sinh trưởng tại này đích nhân, thường niên tại này sinh lợi, các thiên ưng ngày thứ ba thời điểm phát giác không đúng, của mình bộ phận ký ức bắt đầu bắt đầu mơ hồ. Tranh thủ thời gian tỉnh tọa nhà tranh không ăn không uống, dùng thở thánh thai phương pháp chậm rãi điều dưỡng tỉnh thủ tâm thần bảo trì tự thân linh đài không minh. Thì ra là thế, này thần long rõ ràng theo ta đồng dạng tinh thông hai loại huyễn thuật a khương nguyên thần xuất hiện ở các thiên ưng sau lưng cười nói huyễn thuật cơ bản nhất ba cái đặc tính hư hóa mô phỏng cùng với lừa gạt đồng thời cũng có đủ hai loại huyễn thuật phân định một loại là tinh thần một loại là truy nguyên tinh thần danh như ý nghĩa liền là điều khiển ngũ giác các loại dùng huyễn thuật môn tế lừa gạt người khác tinh thần tâm linh mà khác một loại liền là truy nguyên mô phỏng diễn biến thế gian hư thái vạn vật Thái hư đạo tông tuyệt đỉnh thần thông, thái hư ảo cảnh kỳ thật liền là giả tạo thiên địa mà đến, bất quá khương nguyên thần ngoại trừ này một loại, đối với tinh thần điều khiển cũng đồ hảo, tự nhiên nhìn ra cái này thần lâu mật cảnh ngoại trừ phỏng hóa thiên địa bên ngoài. Cũng đang không ngừng chế tạo giả tạo ký ức lừa gạt những người này, duỗi tay tại các thiên ưng sau lưng khẽ vỗ, thuần túy thái hư tử dương chân nguyên rơi vào các thiên ưng trên người, sư thúc, hôm nay ngươi đã thành nguyên thần chân nhân. Thấp giọng tại hắn bên tai nói một câu. Nói bậy. Các thiên ưng trong lòng cả kinh, vội vàng trấn thủ tâm thần, nhắm mắt lại kêu lên, hôm nay ta mới là kim đan đệ nhất trọng cảnh giới. Khi kim đan cảnh giới có từng tích cốc. Tự nhiên tích cốc. Các thiên ưng vừa mới theo Khương Nguyên thần lời nói nói ra miệng, trên người lập tức ít đi một đạo gông xiền, cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đứng dậy đối với Khương Nguyên thần nói, đa tạ Khương Sư Điệt. Các thiên ưng như thế nào không biết Khương Nguyên thần diện mục tự nhiên nhận ra thân phận của hắn khương nguyên thần lắc đầu sư thúc đạo tâm kiên định mặc dù là tiểu chất chưa từng vạch trần tự nhiên cũng sẽ phát giác này của huyễn thuật lực lượng một vị kim đang tu sĩ rõ ràng sẽ đói quá nói cho cùng bất quá là tự thân cảm giác bị huyễn thuật môn tế thân thể bản năng nhận định chính mình chỉ là phàm nhân cần đủ loại ăn cơm thôi khương nguyên thần vừa mới dụ dỗ hắn nói ra câu nói kia đạo tâm phía trên kia đạo huyễn thuật công xiền trong nháy mắt phá vỡ nhưng hắn nhận rõ thân phận của mình kim đang chi đạo không ăn ngủ cốc vô ngã luân hồi sư điệp như thế nào cũng vào đến các thiên ưng xem khương nguyên thần chung quanh pháp lực một chút cũng không thấy thiếu sau không khỏi khẽ động sư điệp là như thế nào tránh đi thế giới này hấp lực tự thân đạo quả viên mãn tự nhiên vô khuyết vô rò khương nguyên thần cười nói trong cơ thể hắn có thủy huyền châu hộ thể hắn bắt minh quy tàng kinh cũng đã tu hành đến kim đang cảnh giới không rút ra thần long tinh nguyên cho dù tốt lắm như thế nào sẽ mất đi của mình tinh khí ta thái hư đạo tông tử hà bảo y sư thúc có từng học dùng tử hà bảo y hộ thể tự nhiên không có mất đi tinh khí nguy hiểm các thiên ưng trên mặt vẻ xấu hổ chợt lóe lên tử hà bảo y hắn dĩ nhiên muốn học nhưng hắn lúc trước chọn sai công pháp vừa rồi không có khương nguyên thần ác như vậy tâm cam lòng cho tán đi pháp lực cho nên hắn trước mắt học chính là thuần dương thần thông nhật kiếm bí thuật cũng không có được môn kia Tử Hà Bảo Y thần thông, Khương Nguyên thần khẽ nhìn, cũng biết vị này sư thúc chỉ sợ không có biện pháp tự bảo vệ mình, liền đem của mình Thái Âm Linh Phiên cấp cho hắn, trong lúc này do ta pháp lực gửi lại. Sư thúc tạm tế lên vật ấy hộ thân thử xem. Các thiên ưng nghe vậy, pháp lực quán chú tại Thái Âm Linh Phiên bên trong, nhiều đóa ngân bạch nguyệt liên phi lên đỉnh đầu ngăn trở thần lâu đối với pháp lực của hắn thu lấy. Đa tạ sư điệp. Khương Nguyên thần lắc đầu, như thừa lời nói đừng nói trước sư thúc cũng biết rời đi nơi đây biện pháp cát thiên ưng tới sớm vài ngày suy nghĩ một chút nói mỗi một vị kim đan tu sĩ sau khi đi vào đều bị tận lực tách ra trấn áp dùng thuận tiện thần lâu hấp thu pháp lực của chúng ta tinh khí bất quá có một chỗ rất kỳ quái đó là thế giới này trung tâm địa giới ngăn trở tất cả mọi người tiến vào bởi vì thần long châu là ở chỗ này khương nguyên thần trong lòng khẽ động bỗng nhiên lại đối với xa xa hét lớn một tiếng, ai, còn không ra. Cổ nguyên cùng ngô ngữ đồng thời hiện thân, nguyên lai là thái hư đạo tông đệ tử. Hai vị đệ tử dò xét Khương Nguyên Thần, sát ý bắt đầu khởi động, Khương Nguyên Thần đem các thiên ưng hộ ở sau người, toàn bộ không đem hai người sát ý để ở trong lòng, vẻ mặt ôn hòa đối với ngô ngữ nói, đạo hữu, bên cạnh ngươi vị kia là thiên tuyệt tông tu sĩ, vừa mới theo ta liên thủ đem ngươi bắn rơi đến, Lúc này ngươi còn dám cùng hắn liên thủ Ngôn ngữ sắc mặt không thay đổi tí chung chồng chất tại trên mặt Ta nói ngũ tông đồng khí liên chi Cổ sư huynh ta tự nhiên tin được Phải không Khương Nguyên thần ha ha cười Ngược lại nhìn về phía cổ Nguyên Đạo hữu hôm nay ngươi chung quanh khí tức diệt hết Chắc hẳn liền là thiên tuyệt tông băng tâm bí quyết A Như vậy Vô trần đạo nhân kia nhất mạch băng phách trảm niệm kiếm Nhưng luyện thành rồi Băng Tâm bí quyết là vô trần tử độc môn bí thuật, Cổ Nguyên chính là mượn này mà phong ấn của mình linh niệm không cho huyễn thuật quấy nhiễu chính mình, bất quá so về Khương Nguyên thần tự thân vô rò vô khuyết tinh khí không mất, hắn chỉ là tránh đi huyễn thuật mê hoặc thôi, Cổ Nguyên mặt lạnh, trong tay áo một đạo hàng quang bay ra. Chính là dựa theo băng tâm bí quyết luyện chế băng phách trảm niệm kiếm, cùng Khương Nguyên thần linh đài tuệ kiếm giống nhau, đều là trấn áp tâm ma vô thượng tâm kiếm. Hảo kiếm. Hảo kiếm. Khương Nguyên Thần vỗ tay khen, sau đó lời nói xoay chuyển, chỉ là đạo hữu quanh thân tinh khí tán trò, chẳng lẽ dục dùng ngô ngữ đạo hữu làm lô đỉnh đến bổ sung của mình tiêu hao. Ngô Ngữ vừa mới khuôn mặt tươi cười cứng lại rồi, thiên tuyệt tông lô đỉnh phương pháp so về huyền tẩn giáo còn muốn cao minh, trong lúc vô hình vung xuống ma chủng, ngày sau liền có thể dùng ngô ngữ đến bổ túc thần lâu bên trong tinh khí tiêu hao, ngô ngữ khô khốc nói, đạo hữu. Hôm nay tại này phương thế giới chúng ta tổng cũng không tốt nội chiến, vẫn là liên thủ a so về thiên tuyệt tông tu sĩ thái hư đạo tông mặc dù là đạo môn ngụy quân tử nhưng biểu hiện ra công phu làm một lần tổng so với chân tiểu nhân muốn hảo nói xong ngôn ngữ vô ý thức cách cổ nguyên xa điểm sợ hắn đem ma chủng loại tại trong cơ thể mình huyền thần cùng chu lão đi vào ngũ hồ chi địa lúc sau đã đến ngày thứ hai buổi trưa bệ ngạn xem hai người chạy đến sau mới thả lỏng trong lòng nhổ ra điếu long can cho chu lão chu lão chúng ta lão gia nói vật ấy có lẽ tự ngươi có thể sử dụng này là điếu long can chu lão trên đường cùng huyền thần cũng thương nghị bên này sự biết rõ khương nguyên thần hóa thân rơi mất tại thần long trong cơ thể sau cũng không thấy bối rối cử chỉ thông dong cầm qua điếu long can cười nói đại đạo ba nghìn cầm kỳ thư họa đều có thể thành đạo lão phu ngày xưa từng nghe người ta nói này thả câu chi thuật cũng có thể nhập đạo cho nên đã từng chuyên môn đi nghiên cứu một phen câu cá chi thuật không nghĩ giờ phút này ngược lại dùng đến câu thuật bên trong cũng có hồ câu hải câu kình câu long câu chia đều loại chẳng lẽ lão gia tử vẫn tin thông long câu chi thuật huyền thần kinh ngạc tại khắc long chưa bảo bên trong điếu long can bị dùng ít nhất bởi vì này cần chuyên môn câu long thuật chưa thử qua chu lão tay vuốt chòm râu nói bất quá nghe người ta nói đến qua suy cho cùng lão nhân lúc trước cũng từng đã tới hắc xa quốc tham gia câu long đại tái nhớ rõ mỗi một lần câu long đại tái chót nhất đều do người thắng cầm điếu long can đi trong hồ câu ra một điều hoa văn long ngư cung tất cả mọi người dùng ăn hôm nay nghĩ đến kia long ngư liền là thần long tinh khí a không ngừng rút ra thần long tinh khí làm tu sĩ tẩm bổ đoạn tuyệt hắn thoát khốn khả năng lúc trước nghĩ ra biện pháp này tiền bối quả nhiên lợi hại khụ khụ huyền thần nhịn không được đối với bệ ngạn nói kia sương mù chi linh ở nơi nào chúng ta nhanh trước đem nó đánh vỡ hảo đem chủ công kia một cụ hóa thân cứu ra. Tự tại phía nam 300 dặm chỗ. Bệ ngạn vội hỏi, sương mù chi linh cùng ngũ hồ chi địa sương mù vốn chính là một thể, chỉ là kia một đoàn linh trí hạch tâm do long đồng điều khiển, cho nên có thể dễ dàng giấu ở ngũ hồ chi địa không bị ngoại nhân phát giác. Hôm nay địa mạch thay đổi sau, kia thần long tìm được cơ hội liền muốn muốn chân chính thoát khốn, những ngày này động tác mới nổi lên đến, từng cái kim đang tu sĩ đi theo mất tích thậm chí hôm nay liền toàn bộ hắc xa quốc hoàng cung đều biến mất không thấy ba người một đường hành tẩu nhìn thấy không ít người kinh hoảng từ vương thành hướng về ngũ hồ bên ngoài thoát đi bất kể là xuôi nam vẫn là bắc phía trên tổng so với mỗi ngày lo lắng hải hùng mạnh hơn bệ ngạn cười lạnh một tiếng những người này rời đi vừa vặn đỡ phải cho nhóm người mình thêm phiền toái đến mục đích mà sau chỉ vào dưới nước ta cảm ứng được của ta thần ấn dấu hiệu ở này phía dưới. NET huyền thần gật đầu, Tế lên Khương Nguyên thần tử Kim Hồ Lô niệm động chú pháp, miệng hồ lô mở ra, vô số sương mù bị hút vào trong đó. Hôm nay đúng là buổi trưa dương lúc, ngũ hồ chi địa khó được có ánh mặt trời chiếu sáng, sương mù vốn tựu so với sáng sớm cùng với ban đêm muốn thiếu. Bị huyền thần như vậy lăn qua lăn lại, bên hồ cảnh sắc rốt cục không có kia loại mông lung cảm giác, một đạo ngũ sắc hồng quang khung trên mặt hồ, thủy quang lăng tăng, thanh một thanh thúy tươi tốt, chỉ là tại dưới nước có một đoàn không hiểu vật dần dần dưới hồ một tầng tầng thủy văn nhộn nhạo quỷ dị ba động dùng vô hình xu thế ảnh hưởng huyền thần ba người huyền thần đỉnh đầu một đạo kim quang lao ra làm thái hư đạo tông hộ pháp thần linh ít ỏi huyễn thuật há có thể tổn thương hắn bệ ngạn hổ miệng một phát nghiêm nghị chính khí đem bên người không hiểu huyễn thuật phá tan mà chu lão làm quỷ tiên chi loại vốn là u minh âm thể cũng không e ngại sương mù chi linh huyễn thuật ba người sau đó xuất thủ huyền thần bên người bay múa hỏa long nhảy vào dưới nước nghiệp chướng còn không ra. Bệ ngạn toàn bộ thú thân bổ nhào vào trong nước, long ngâm tại dưới nước chấn động. Chu lão nắm lấy một mặt kim kính, không ngừng tiếp dẫn mặt trời quan tại dưới nước chớp động. Qua một lúc lâu bức bách đi ra một đoàn sương mù, sương mù bốc lên, thuần trắng sắc sương mù lập tức bao trùm trong tràn. Cẩn thận! Chu lão khẽ quát một tiếng, trong tay vạn quỷ lệnh ném đi, hơn vạn quỷ linh bay múa đi ra dương nanh múa vuốt xé rách kia một đoàn sương mù tinh linh. Nếu như trên mặt hồ còn có hơi nước che lấp cũng là khó làm. Nhưng hôm nay làm không có rễ lục bình sương mù tinh linh chỉ có thể sinh sinh bị quỷ linh vệ giảo, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc. Chu lão cái này quỷ tiên rất khó đối với thuần dương tu sĩ tạo thành thương tổn, nhưng sương mù tinh linh loại này huyễn vụ loại không có thật thể sự vật ngược lại bị hắn khắc chế. Khi quỷ linh toàn bộ đều không có mình ý thức, tự sẽ không bị sương mù tinh linh mê hoặc cuối cùng, kia một đoàn sương mù mắt thấy không tốt hóa thành một con rồng hình vân, có long thủ long thân đuôi rồng, nhưng trên đầu không có sừng. Trên người vô chủ A, vĩ phía trên vô kỳ, chỉ có một khỏa kim sắc trong mắt đỉnh tại long đầu bộ nhìn chầm chầm huyền thần ba người quay tròn chuyển. Cẩn thận, đừng để bên ngoài hắn thu vào thần lâu bên trong. Bệ ngạn đỉnh đầu bay ra hát bì thư. Hắc quan đưa hắn khóa lại quan cầu bên trong không thấy chân thân, huyền thần xem bệ ngạn như vậy cẩn thận không khỏi bật cười, xa xa đối với Khương Nguyên thần tử kim hồ lô cúi đầu, chủ công, mượn ngài pháp khí dùng một lát. Tử. Kim hồ lô chấn động, tại thần lâu mật cảnh bên trong Khương Nguyên thần chợt có chỗ cảm giác, viễn trình điều khiển tử kim hồ lô nhổ ra một đoàn bạch khí, bạch khí kia chính là canh tân tinh kim biến thành, bạch khí bên trong đỡ ra một đạo kim quang. Huyền thần đối với kim quang cúi đầu, Khương Nguyên thần liền điều khiển kim quang cùng long đồng bắn ra kia đạo linh quang đánh, thần long linh quang chém nát kim quang tiếp tục hướng sương mù chi linh vọt tới sương mù chi linh tựa hồ cảm giác được kim quang kia uy năng lập tức tán hóa long thân muốn một lần nữa lặn xuống mặt nước định huyền thần ném ra ngoài một sấp tử hỏa phù hỏa phù bị tam muội chân hỏa nhen nhóm từng đạo hỏa phù đều hóa thành điều điều hỏa xà phong ấn mặt nước ngăn đường ngao vương thành chi địa phía dưới truyền đến một hồi đau nhức trống long ngâm long đồng bị kim quang đánh nát sau đó bị chu lão lấy đi làm nguyền rủa tài liệu mà huyền thần nhìn thấy còn lại những kia mây mù tinh hoa hậu tâm tiếp theo động vội vàng tế lên tử kim hồ lô đem những này tinh hoa lấy đi sương mù chi linh dù sao cũng là thần long hóa thân thái thiên địa sương mù tinh hoa mà thành có thể dùng đến luyện bảo luyện đan còn có thể dùng để mê hoặc địch nhân chu lão thưởng thức trong tay long đồng không hổ là thần long long mục lão đầu tử đỉnh đầu vừa vặn có nhất bảo khí luyện chế mật pháp hay dùng này làm làm hạch tâm chủ thể a lão gia tử đừng quên dùng vật ấy nguyền rủa kia thần long tự được. Yên tâm yên tâm, chúng ta vị kia thân có linh vật hộ thể, mặc dù là tiến vào thần long trong bụng cũng là ba năm bất tử chủ, đêm nay ta bày xuống pháp đàn chú sát thần long, nghĩ cách giết hắn long hồn liền là. Bên ngoài ba người nghĩ biện pháp cứu người, Khương Nguyên thần tự thân thật cũng không sốt ruột. Lặng lặng đi theo các thiên ưng bên người, cẩn thận phòng bị hai vị ma đạo tu sĩ, bốn người đi một hồi lại đụng phải một vị tu sĩ huyết dương ma tông mặt đen tu sĩ tu sĩ kia ác ý ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm các thiên ưng cùng khương nguyên thần suy cho cùng ma tông cùng đạo tông vốn chính là nhất mạch phân liệt đi ra khương nguyên thần khinh miệt cười chợt lóe thân đi vào mặt đen tu sĩ sau lưng tế lên long hổ như ý trên không rơi xuống sau về bọn họ mà nói khương nguyên thần pháp lực có thể hoàn toàn thi triển không cần chống cự thế giới này áp chế vốn này tu sĩ tự cùng khương nguyên thần tại sàn sàn nhau ở giữa một kích sau, xem tu sĩ mượn nhờ ma công tránh được tử kiếp. Hắn trở tay bắt được long hổ như ý nện ở tu sĩ vai phải phía trên, hung hăng đem gân cốt cắt đứt. Sau đó nhổ ra một khỏa linh châu đánh vào đầu lâu, đóng lấy lại cầm long hổ như ý đối với kim ưng một hồi mảnh đập. Đang tại hai vị ma đạo tu sĩ mặt đem mặt đen tu sĩ sinh sinh đánh chết. Toàn thân gân cốt vỡ vụng, hai vị ma đạo tu sĩ sắc mặt khác nhau, vừa bắt đầu hai người bọn họ đích thực có liên thủ ba vị ma tu ý tứ nhưng là khương nguyên thần phản ứng cũng rất nhanh một chút cũng không cho bọn hắn liên hợp cơ hội vừa ra tay hay dùng lôi đình thủ đoạn đem tu sĩ diệt sát rất rõ ràng là làm cho hai vị ma đạo tu sĩ xem ngươi cổ nguyên trầm ngâm nói dùng tu vi của ngươi chắc hẳn cái này mật cảnh ngăn không được ngươi a à. đương nhưng khương nguyên thần trải qua một lần ma sơn thành sự kiện đối với loại này tự nhiên là quen việc dễ làm chỉ là chiếu cố các thiên ưng cho nên không có tự mình một người thoát đi thôi. Của ta một thân pháp lực vẫn còn tại, hôm nay ta nếu như nguyện ý lời nói, hai vị cho rằng còn có thể sống sót sao? Vậy ngươi nghĩ làm như thế nào? Ngô ngữ không nhịn được nói, Khương Nguyên thần ngoắc ngoắc ngón tay, bần đạo nhát gan, còn thỉnh hai vị phía trước dò đường có thể hay không? Đừng hy vọng tìm người hỗ trợ, nếu như hai vị lần sau lại có cái gì tiểu tâm tư lời nói, bần đạo đành phải mở sát giới. Lời này như thế nào nghe như thế nào như là ác nhân cầm con tin uy hiếp người tốt. Khiến người khác làm bỏ con đi dò đường A. Các thiên ưng yên lặng thầm nghĩ, bất quá vài vị tu sĩ, dùng khương nguyên thần trước mắt ưu thế lớn nhất. Hai vị ma đạo tu sĩ cũng đành phải ngoan ngoãn ở phía trước dò đường. Khương nguyên thần hôm nay mượn chính là cô ngư hóa thân lực lượng, ngẫm lại kia côn kình bản thể hơn 10 trượng, nó thuần túy lực lượng lại mạnh bao nhiêu. Tăng thêm Bắc minh quy tàng kinh thôn vệ lực lượng, hai vị ma đạo tu sĩ liên thủ hắn đều không sợ. Hai vị, phía trước liền là giải đất trung tâm. Tuy thần Long bị phong ấn ở ngũ hồ chi địa không thể trốn cách, nhưng thần lâu mật cảnh lời nói hắn Long hồn ít nhất có thể khống chế ở đây, hai vị vẫn xin cẩn thận. Khương Nguyên thần cười tủng tỉm đứng ở hai vị ma tu sau lưng, hạ quyết tâm làm cho bọn họ đi dò đường, đương nhiên, các thiên ưng tự nhiên không dám ở giờ phút này náo cái gì phân liệt hắn cũng tiến lên cùng hai vị ma đạo tu sĩ cùng nhau đối phó trống rỗng xuất hiện vài vị tu sĩ. Những tu sĩ này hoàn toàn bị thần long mật cảnh khống chế, hai mắt vô thần, thân thể cứng ngắc. Rõ ràng cho thấy bị thần long luyện hóa trở thành trong cơ thể thủ hộ tinh linh. Xem phục sức không giống như là năm gần đây bích nhân, tự hồ là 300 năm gian trang phục. Ngôn ngữ vội vàng làm phép đem một người thủ vệ tu sĩ đánh chết, sau đó lại có một cái giống như đúc tu sĩ xuất hiện ở tại chỗ hồn phách không đúng này là sinh hồn thần long đem tất cả mọi người tinh khí hao hết sau rõ ràng đưa bọn họ sinh hồn một lần nữa quán chú pháp lực làm cho bọn họ tiếp tục hoạt động cổ nguyên trong lòng khẽ động trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận trong thế giới này những kia thành trì bên trong phàm nhân cũng là làm sao tới dùng sinh hồn làm gốc dùng huyễn thuật chế tạo thân thể cho bọn hắn một cái còn sống biểu hiện giả dối Khó trách lúc trước cảm giác được một tia không phối hợp, cảm tình những kia hải thị đích nhân đều là sinh hồn vong linh rồi, Khương Nguyên thần tại ba người sau lưng lão đảo đi tới, lúc ẩn lúc hiện. Hắn đã sớm phát giác những kia sinh hồn tồn tại, hôm nay toàn bộ thần lâu mật cảnh ngoại trừ tu sĩ ngoại căn bản không có một cái còn sống sinh linh. Trải qua ma sơn thành chuyện tình. Ta như thế nào còn có thể này mê hoặc Ba người ở phía trước mở đường, đột nhiên bốn người xuất hiện trước mặt một mảnh hải dương thần lâu tâm giới trung tâm lại là hải vực này nói rõ thần long là tại hải dương sinh ra các thiên ưng chợt nói nếu như một loại tán tu tới đây khả năng nhìn trước mặt lam sắc ung dương đại biểu cái gì nhưng bốn người đều là đứng đắn môn phái giáo dục ra tới môn nhân đương nhiên tin tưởng biết rõ thần lâu chính giữa trung tâm hải dương đủ để nói rõ này một điều thần long là từ nam hải di chuyển tới nhìn thấy trong hải dương một mảnh kia tiểu đảo sao chỗ đó liền là thần long long châu chỗ quả nhiên là bị trấn áp đến tình trạng như thế sao? Liền phòng ngự đều làm không được. Khương Nguyên thần đệ nhất cái tiếng lên, bồng bềnh đặt chân mặt biển, cước thứ nhất phóng ra, lập tức một phương ảo cảnh đưa hắn bao phủ. Trong con mắt hiển hiện hắc bạch nhị sắc bảo kính, sau một khắc Khương Nguyên thần từ biển mặt biến mất, xuất hiện ở xa xa mười trượng bên ngoài, cự ly đảo nhỏ càng gần vài phần, mấy người khác nhìn thấy loại tình huống này, cũng ào ào đặt chân mặt biển, sau đó từng cái phá vỡ ảo cảnh tiếp tục đi về phía trước giờ phút này tự nhìn ra bốn người tâm tính tu vi khương nguyên thần cùng cổ nguyên hoàn toàn không bị huyễn thuật ảnh hưởng mà ngôn ngữ phong lưu thành tánh tại này ngược lại lưu luyến một chút thời gian nhưng huyền tẩn giáo dạy dỗ tu sĩ tổng cũng có kia loại trong muôn hoa qua phiến diệp không dính thân tính tình ngược lại là các thiên ưng tuy tu hành lâu ngày nhưng so với khương nguyên thần ba người phải kém một chút đây là chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử trên lệch theo bốn người từ từ tới gần toàn bộ mặt biển phát động màu đen sóng lớn, một điều dài chừng 10 trượng sương mù thần long hiện thân, sau lưng là một mảnh quan quái mê ly ảo ảnh. Ảo ảnh nhiều tại hải dương cùng với sa mạc to như vậy mang, theo thần long sinh ra, dựng dục đi ra của bọn hắn một mảnh kia ảo ảnh cũng sẽ chân chính khắc sâu tại của bọn hắn trong truyền thừa. Đây cũng là vì cái gì nhìn thấy thần lâu mật cảnh trung tâm hải dương sau, bọn họ lập tức biết là nam hải yêu long nguyên nhân. Tứ hải chi địa, chỉ có Nam Hải mới có thể dựng dục thần long. Mà thần long sau lưng một mảnh kia ảo giác liền là hắn sinh ra chi sơ một mảnh kia ảo ảnh so về ba người khác, đi tuốt ở đàn trước Khương Nguyên thần rơi xuống một cái rất xấu hổ hoàn cảnh. Phía trước cùng phong bạo động, một bước đạp sai liền là phân thay tại chỗ. Trở ra đi một bước, sóng lớn phía dưới cũng là ngâm nước mà chết, sắc mặt trầm ổn, Khương Nguyên thần cước bộ nhẹ nhàng đạp mạnh, thân hình đột nhiên bắt đầu mơ hồ, một đám hồ điệp từ tại chỗ hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Có bị sóng lớn đánh diệt, có bị cùng phong xé rách, nhưng vẫn có mấy cái hồ điệp tại càng tới gần thần long địa phương đứng lại, đang vào đi ra lốn đa lốn đốn chói lọi trùng tân tổ thành khương nguyên thần đạo thể, lưu quan huyển độn, thái hư đạo tông đặc biệt huyển thuật độn pháp. Đạo Hữu rốt cục hiện thân, đến một bước này, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục ẩn núp đi. Khương Nguyên thần đối với thần long cúi đầu, thoạt nhìn, đạo hữu tinh thần đầu không sai a à, là những năm này huyết thực trợ giúp khương nguyên thần không chút hoang mang mà thần long nhìn thấy khương nguyên thần sau ý sợ hãi nổi lên kẻ này căn bản không phải nhân lại là một điều côn ngư đắc đạo một điều tinh thông huyễn thuật côn ngư nhưng lại hóa thân hình người thần long chần chờ một chút đạo hữu ta tống ngươi rời đi như thế nào nếu như nhắm trúng này một đầu côn ngư hiện ra chân thân như vậy hắn cái này bán tàn phế thần lâu mật cảnh không thấy được có thể tồn tại xuống A. Hơn nữa này cô ngư lớn nhỏ rõ ràng cùng chính mình bản thể không sai biệt lắm, tại chính mình trong bụng nước vỡ làm sao bây giờ. Quả nhiên là vô số năm chưa cùng ngoại giới giao lưu rồi. Khương Nguyên thần cầm như ý không ngừng ma sát, bằng không làm sao ngươi sẽ ở trong nháy mắt tự bạo lộ của mình lo lắng không đủ. Khương Nguyên thần biểu môi nói, đạo hữu trước mắt liền toàn bộ thần lâu ảo cảnh cũng không thể đủ khống chế rồi. Nếu như Thần Long có thể khống chế toàn bộ ảo cảnh, như vậy tại Khương Nguyên Thần vào một sát na vậy sẽ lập tức nghĩ biện pháp đưa hắn văng ra. Khương Nguyên Thần này chính là một đại u ác tính a, hoàn toàn có thể dùng thái hư ảo cảnh thủ đoạn thay thế dung hợp thần lâu mật cảnh, cuối cùng từ bên trong đem nó diệt sát, Khương Nguyên Thần tại chưa tiến vào trước có chút sầu lo, nhưng tiến vào sau nhìn thấy thần lâu mật cảnh lập tức cảm giác đi vào của mình sân nhà. Thuộc tính quá phù hợp không đánh giết này một điều yêu long quả thực là có lỗi với tự mình nằm dưới giường há lại cho người khác ngủ ngáy khương nguyên thần chuẩn bị mượn nhờ ngũ hồ chi địa mở một con sông lớn làm linh châu bắc địa bình chướng bởi vì dực châu đại trần vương triều tất phải là trăm năm sau tấn chức đế triều khi đó đối với linh châu uy hiếp quá lớn vì vậy khương nguyên thần cần sớm bố cục tại bắc địa khai ra một con sông lớn ngăn trở dực châu tiến công khương nguyên thần bắt sắc nhìn thấy đảo nhỏ ở giữa kia một khỏa thần long châu mặt ngoài hiển hiện đạo đạo liệt ngân tuy từng cổ tinh khí từ mật cảnh bốn phương tám hướng vọt tới nhưng phía trên tổn hại quá nghiêm trọng căn bản không phải vài cái kim đan tu sĩ bổn nguyên có thể tu bổ có lẽ ta là cố ý bày ra địch dùng nhược thần long ngữ khí càng ngày càng mềm huyễn thuật lại lần nữa phát động tự hồ muốn mượn này mê hoặc khương nguyên thần phán đoán khương nguyên thần châu mày phục lại mặt giảng ra nói đã đạo hữu có thể khống chế ảo cảnh, kia liền nhượng bần đạo nhìn xem đạo hữu thủ đoạn A. Khương Nguyên thần nắm lấy long hổ như ý từ không trung phát họa, một mặt kim sắc linh phù đứng ở trên mặt biển không. Thái hư kim hằng trấn thủy phù, chuyên môn trấn áp tất cả thủy hệ tinh linh, là thái hư đạo tông khắc chế thần đạo linh phù. Thần long xuất thân nam hải chi địa. Hắn theo hầu chính là thủy hành long chủng, dù thế nào biến dị, trong cơ thể này một vũng căn nguyên chi hải tuyệt đối bất dung có mất đều tỉnh dậy đi. Thần Long do dự thoáng cái, nhẫn tâm đem tất cả sinh hồn triệu hoán đến mặt biển. Vô số sinh hồn mạo hiểm hồng khí, tại trên mặt biển bước chậm hành tẩu, đưa bọn họ niệm lực chuyển cho Thần Long. Trên bầu trời, nhất quyển ảo ảnh trấn áp mặt biển. Thần đạo trưởng niệm. Đối với niệm lực vận dụng cực cao, mà Thần Long dùng huyễn kính mê hoặc chúng sinh, đồng dạng cũng là dùng niệm lực là thức ăn, cùng Khương Nguyên thần mộng giới có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mau lui lại. Khương Nguyên thần không sao cả, cổ nguyên ba người nhìn thấy những này sinh hồn sau sắc mặt kinh biến. Nhiều lắm, này vẫn chỉ là thần long những năm này tìm phục tại ngũ hồ chi địa chỗ thôn vệ những kia ngư dân, tán tu. Nếu như là thần long toàn thịnh thời kỳ, trong cơ thể mật cảnh lại nên biết bao cường đại. Sinh. Hồn, thân thể hữu bại mà hồn phách bất tử, cưỡng chế quán chú huyễn thuật niệm lực thành tựu nhưng mặc dù là như thế hồn phách của bọn hắn tại mấy sau trăm tuổi cũng sẽ tiêu vong nghĩ đến đạo hữu ban đầu ở nam hải thôn vệ sinh linh cũng đã chết hết a à. như vậy này trên vạn người tộc là tại ngũ hồ chi địa mấy trăm năm tồn trữ xuống khương nguyên thần lạnh lùng nói đây không thể nghi ngờ là nói thần long tại phong ấn trong lúc cũng dần dần giết trên vạn người đến kéo dài tánh mạng của mình thậm chí đúng là này trên vạn người tinh khí mới khiến cho hắn hỏng mất thần lâu mật cảnh bắt đầu phục hồi như cũ, thần long hừ lạnh một tiếng, nhân sinh đại mộng một hồi. Ta bất quá là tống bọn họ một hồi đại mộng thôi, tại ta này thần long mật cảnh cuộc sống cùng ngoại giới cũng không rất khác biệt. Thần long nói cũng là rất nhiều huyễn thuật mọi người nhận thức. Hồng Trần Đại Thiên bất quá là đại mộng một hồi, cho nên rất nhiều nhân mượn này đến thi triển nghiên cứu huyễn thuật, Khương Nguyên thần mộng giới cũng trốn không thoát loại này đạo hữu cũng biết nhân đạo nghĩ kia chúng sinh đại chúng ngư dân chi gia một nhà lao động đi ra đánh cá nuôi gia đình kết quả bị đạo hữu kéo vào này thần long mật cảnh đồng hóa chết chỉ là những người này bọn họ những kia người nhà lại có bao nhiêu phải chịu đến liên quan đến chúng sinh sợ quả thần tiên sợ bởi vì đúng là bởi vì bức dây động rừng đối với một người động thủ rất có thể liên lụy đến cái khác rất nhiều sự tình thần long cưỡng từ đoạt lý nói cái gì vì những người này hảo hai bên cuộc sống không khác biệt nhưng đối ngoại mặt những kia thân thuộc có thể lại bất đồng nếu phía trên có lão nhân dưới có tiểu hài tử như vậy một nhà lao động mất tích thân tử nhà bọn họ đình như thế nào sống qua nói được lại nhiều đạo hữu lúc đó chẳng phải đem này vạn người diệt xác dùng toàn bộ tự thân công quả năm đó vị tiền bối kia nhất niệm chi nhân tha cho ngươi một mạng hôm nay xem ra vẫn là nhân từ khương nguyên thần tính đúng giờ gian tại hắn cùng các thiên ưng mấy người tiến vào vùng đất trung ương hơn nửa đụng phải thần long sau bên ngoài đã qua nhiều cái canh giờ đã tới gần tối đêm nói cách khác chu lão bọn họ cũng sẽ bắt đầu hành động bên ngoài bóng đêm hàng lâm sương mù tái khởi chu lão trịnh trọng ngưng thần y theo câu long thuật khống chế điếu long can này một kiện bảo khí sở dĩ không ai có thể dùng nó nguyên nhân căn bản chính là những người này thả câu kỹ thuật không giả phải là dùng thả câu nhập đạo chi nhân mới có thể cưỡng chế thúc dục này một căn cần câu, nhưng lại cần kim đang tu vi, phương thành chỗ đảo nhỏ bị huyền thần cùng với bệ ngạn liên thủ chuyển dời đến ngoài trăm dặm. Theo đảo nhỏ dao động, phía dưới phong ấn bắt đầu buông lỏng. Trấn long ấn phía trên quấn quanh đạo đạo ngàn năm hàng tác từng cái đánh gãy. Bong bóng không ngừng từ nước sâu chỗ bắt đầu khởi động. Không tốt. Thần Long nhìn thấy phong ấn bị phá sau, một điểm mừng rỡ cũng không có, đây là bị nhân cưỡng chế đánh vỡ phong ấn, như vậy mục đích của bọn hắn chỉ có thể là châm đối với chính mình. Lúc này, phong ấn ngược lại trở thành hắn ô dù, thần long một sốt ruột, nơi nào vẫn lo lắng, khương nguyên thần bọn người trực tiếp liền muốn mượn nhờ thần long châu đem những người này dời ra thần lâu mật cảnh này đã nghĩ nhượng ta ra ngoài. Khương nguyên thần không thể so với ba người kia, các thiên ưng bọn người bị cự đại mật cảnh lực lượng bài xích ra ngoài lắc tại nước sâu bên trong mà Khương Nguyên Thần lại một mực đứng ở thần lâu mặt biển. Sau lưng một cái gương hiển hiện, bên trong kia một giấc mộng giới trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra từng cổ mặt trái tâm tình. Hiện, tại những kia ngoại nhân đều đã rời đi, khiến cho bần đạo kiến thức kiến thức đạo hữu niệm lực thủ đoạn. Dựt châu chúng sinh suy nghĩ, đem tất cả mặt trái tâm tình thu vào tại trong mộng giới để ngừa dừng lại mộng ma sinh ra. Đây cũng là Khương Nguyên Thần một kiện đại sát khí, những này mặt trái tâm tình dung nhập thần lâu mật cảnh bên trong khương nguyên thần mộng giới ảnh xạ theo đó rơi xuống cướp đoạt thần lâu quyền khống chế lâu mật cảnh đều là dùng huyễn thuật thủ đoạn tạo ra được tới không gian nó tương lai có thể phỏng theo thái hư đạo tông tử hà động thiên khi chỗ động thiên nghe nói liền là tử dương chân nhân bổn mạng thần thông thái hư ảo cảnh xây dựng ra tới này không phải là tu đạo lý tưởng cảnh giới một trong sao thần lâu mật cảnh vốn tự bị hỏng mất một lần Thần Long thật vất vả trùng tân tổ hợp ra tới mật cảnh lại lần nữa bị những này mặt trái tâm tình xâm nhuộn hắn niệm lực khống chế phạm vi không ngừng bị Khương Nguyên Thần suy yếu. Đóng lấy Khương Nguyên Thần cầm trong tay một thanh thập sắc bảo kiếm, đối diện trước Thần Long ảnh xạ chém tới thập phương câu diệt kiếm trận. Khương Nguyên Thần tại trong mộng giới diễn biến này một tòa kiếm trận làm vĩnh cửu thủ hộ đại trận, trong đó kiếm ý bị mặt trái tâm tình không ngừng tẩm bổ, chỉ một kiếm trảm đến Thần Long mật cảnh bên trong thần long trong lòng lập tức hiện lên yêu hận tham si các loại suy nghĩ thậm chí liền điều khiển mật cảnh đều có chút khó khăn mà tại lúc này chu lão lưu lại nguyền rủa cũng phát tác từng cổ quỷ đạo chú oán hung hăng đâm về thần long long hồn những hắn trong nháy mắt mất đi toàn bộ thần lâu mật cảnh khống chế quyền khương nguyên thần thiệt thòi chuẩn cơ hội thấy thần long sau lưng ảo ảnh bắt đầu như bọc biển loại đó tiêu tán lập tức tay áo nhất quyển mặt biển trồi lên nhiều đóa mộng giới hoa sen đem rất nhiều sinh hồn nhét vào trong đó phong ấn tại mộng giới còn muốn cái khác thủ đoạn giải quyết đạo hữu này một chỗ thần lâu mật cảnh ta liền từ chối thì bất kính tự đại hắc bạch mộng kính trên không trung chợt lóe này một phiến hải vực kể cả trong đó thần long châu bị khương nguyên thần đầu nhập mộng giới tại mộng giới góc chỗ một tòa cửu trọng cao bạch ngọc tiểu lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên bên cạnh là một tòa mộng thành đem tất cả sinh hồn đưa vào trong đó nghĩ biện pháp tinh lọc thần lâu biến mất Khương Nguyên thần chính mình một mình xuất hiện ở thần long trong bụng. Từng cổ pháp lực ở bên cạnh hắn đang vào. Muốn đem ta luyện hóa. Khương Nguyên thần ung dung cười, một nâng đầu đỉnh thủy nguyệt quang, sau đầu hiển hiện một mảnh bắc minh linh hải. Chí âm chí hàng minh thủy từ bên trong đông lại thần long, sau đó huyền thủy châu cách đỉnh đầu đại phóng rực rỡ. Đẩy lấy thần long hữu thực lực đạo bên ngoài, chu lão xem phía dưới một hồi bắt đầu khởi động, một điều bạch sắc thần long từ trấn long ấn bên trong phá ra lập tức đem điếu long can rủ xuống chỉ có dùng thả câu chi thuật nhập đạo chi người mới có thể đủ tại không chuẩn bị chuyên chúc chú pháp dưới tình huống điều khiển điếu long can chu lão vứt lên long can một đám tam sắc linh quan tự động bay ra rủ xuống mặt nước sau đó một đạo long khí cưỡng chế bị chu lão hút ra đi ra hóa thành một điều màu đỏ long cá chép vẫn thì không được a à. chu lão lại là một cây xuống trốn chết thần long tại trấn áp khương nguyên thần đồng thời cũng tại nghĩ biện pháp thoát khỏi điếu long can phía trên tiếp dẫn huyền quang này là chuyên môn rút ra long khí linh quang chu lão một cây đón lấy một cây đạo đạo long khí hóa thành các loại long lý bị huyền thần thu vào tử kim hồ lô mà khương nguyên thần cũng từ bên trong vận chuyển bắc minh quy tàng kinh bắc minh hải cự đại thôn vệ lực đồng dạng tại thôn vệ thần long tinh khí các thiên ưng ba người bị cưỡng chế ném đi ra sau Hai vị ma đạo tu sĩ nhìn thấy trên không ba vị kim đan tu sĩ sau lập tức chạy trốn. Các thiên ưng lực lượng một người cũng khó có thể bắt lấy hai người, đành phải đến chu lão bên này gặp mặt. Trước cuộc tại Thái Hư Đạo Tông đánh qua đối mặt, giữa lẫn nhau cũng nhận thức, một canh giờ sau, chu lão tổng cộng vung ra 30 can, rút ra thần long ba thành tinh khí, mà Khương Nguyên thần đem thần long ngủ thành tinh khí thôn vệ sạch sẽ. Sau đó long hổ thanh âm từ thần long trong bụng vang lên, một đạo thanh quan từ lưng phá thể mà ra. Sau đó trở tay bỏ xuống long hổ như ý nện ở thần long đầu, đem nó long hồn trấn áp phong ấn tại mộng giới, tự đại cô ngư trên mặt hồ hiện thân, huyền thần trong tay tử kim hồ lô chợt lóe. Tại Khương Nguyên thần điều khiển phía dưới đem thần long thân thể thu vào trong đó. Du Dương tiếng chuông vang lên, mặt hồ nổi lên sóng xanh, một tòa bạch ngọc thủy phủ đứng lặng tại nguyên bổn hắc xa vương thành vị trí. Tiếng chuông không ngừng nhộn nhạo, ngũ hồ chi địa chỗ có thần linh đều có chỗ cảm giác, ào ào trước tới nơi này bái kiến thần quân, cự ly thần long đền tội đã qua 3 ngày, khương nguyên thần bọn người một lần nữa thu thập sau liền bắt đầu thành lập thủy phủ khống chế ngũ hồ chi địa, huyền thần cầm chung. Tại lắc lư canh ba sau mới đối với khương nguyên thần nói, điện hạ, ngày xưa la giang thủy quân khiến phái 23 vị thủy thần nhập trú ngũ hồ chi địa, bỏ thân vẫn 7 người, còn thừa 16 nhân toàn bộ tiến đến. Khương nguyên thần thân khoác thủy quân thần bào ngồi nghiêm chỉnh tại bài vị phía trên sau đầu bắc minh linh hải tại cung điện di động bắc minh u hàng chi đạo tại cung điện diễn dịch hắn đối với phía dưới 16 vị thủy thần nói ta số động sâu thủy quân ngày sau nhập trú nơi đây trưởng ngũ hồ chi thủy bọn ngươi chính là la giang thủy quân trần hạo sư thúc tọa hạ chỗ phong chi thần ta cùng với sư thúc quan hệ không phải là nông cạn bọn ngươi bài vị liền tạm thời bất động ta thái hư đạo tông quy của bọn ngươi cũng biết tam đại giới không phá, bổn quân tự sẽ không tầm bọn ngươi phiền toái. Tam đại giới, nhất viết công thiên ứng pháp, nhị viết thần nhân hai phần, tam viết tỉnh thủ nguyên thân. Tiểu thần đẳng tôn pháp chỉ. Tại một chỉ ngàn năm quy tinh dưới sự dẫn dắt, những này thủy thần đối với cương nguyên thần lại là một cái đại lễ, bọn họ xuất thân la giang thủy phủ, là Trần Hạo tự mình sắc phong tại ngũ hồ chi địa thần linh, tự nhiên đại biểu Trần Hạo thể diện. Khương Nguyên thần cố kỵ Trần Hạo mặt mũi tự sẽ không tại vừa bắt đầu tự phế đi những người này, hơn nữa dưới tay hắn cũng không có ai tay, thà tại ngũ hồ chi địa một lần nữa tuyển nhân. Còn không bằng những này tại Thái Hư Đạo Tông uy danh phía dưới lớn lên tinh linh có thể tin, hơn nữa Khương Nguyên thần hữu ý vô ý điểm danh mình và Trần Hạo quan hệ, nghĩ đến những người này cũng sẽ không ngốc đến ỷ vào Trần Hạo tên tuổi đến đối với chính mình bằng mặt không bằng lòng, đương nhiên. Khương Nguyên Thần không biết là Trần Nghiêu chuyên môn đến bên này một chuyến, khuyên bảo những này thủy thần không thể ỷ vào trần hạo tên tuổi đối với khương nguyên thần có chỗ vi phạm thái hư đạo tông mặc dù nói không phía trên là chân chính hòa hòa khí khí một điểm mâu thuẫn đều không có nhưng trần hạo cùng khương nguyên thần quan hệ không tệ tại khương nguyên thần vài vị sư thúc bên trong trần hạo cùng tư không trường minh đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất mà trần hạo tự biết không thể ngồi trên chức trưởng môn khương nguyên thần rồi lại tiền đồ rộng lớn trần hạo tự nhiên cũng muốn làm sâu sắc hai người ở giữa tình cảm tại trước kia ninh trưởng môn bên kia. Trần Hạo không có thiếu giúp Khương Nguyên Thần nói chuyện, chư thần sắc mặt kính cẩn, Khương Nguyên Thần lại nói, ta tọa trấn nơi đây, dục mở một đạo trưởng hà tọa trấn bắc địa. Dùng ngũ hồ chi địa làm nguồn nước, chảy qua thường vui vẻ quốc, cao an quốc, thiên ưng quốc, đại vượt quốc to như vậy, bọn ngươi còn có có gì khác nhau đâu nghị. Hết. Hãy tôn thượng thần pháp chỉ. Chư thần vừa mới cùng Khương Nguyên Thần chạm mặt, tự nhiên không biết Khương Nguyên Thần tính tình, cũng không tốt tùy ý khoa tay múa chân. Cũng được. Khi bổn quân đem này ngũ hồ chi địa gọi chung Long Uyên Hồ, bọn ngươi sau khi trở về nghe ta điều lệnh trọng lý Long Uyên Hồ thủy đạo, hơn nữa trên hồ năm tòa đại thành giao do chung quanh thủy vực thủy thần cùng nhau quản lý. Long Uyên, tìm Long tại Uyên chi ý. Biểu tượng Khương Nguyên thần cố ý mượn này làm ẩn núp chi địa, hôm nay chỉ là một cái đại hồ, nhưng ngày sau tất nhiên là một điều đổ đại giang Quân thượng, một vị bạch tầm đắc đạo thủy thần vội vàng nói ta kia nam trên hồ có một vị kim đan tu sĩ tọa trấn không biết ngươi tự yên tâm bổn quân sẽ phái người cùng kia nhân thương nghị nếu là bọn hắn nguyện ý trong coi thái hư đạo tông quy cũ tự nhiên không sao nếu không muốn trực tiếp đuổi đi là được khương nguyên thần thản nhiên nói nếu không có chuyện gì khác bọn ngươi đi về trước đi chư thần nhìn nhìn đối với khương nguyên thần cúi đầu sau ào ào rời đi sau đó đi trong đó một vị thủy thần điệp phủ tạm thời thương nghị thái độ đối với Khương Nguyên thần vấn đề, tại Khương Nguyên thần bên người nằm sấp bệ ngạn dương mắt nhìn coi những này thần linh, đối với mấy cái này thần linh tiểu tâm tư xì mũi coi thường. Ngược lại lại đi luyện hóa chính mình lấy được Long nguyên. Thần Long ngoại trừ Long nhãn bị Chu lão cầm lấy đi làm tài liệu luyện khí, Khương Nguyên thần đem nó tinh khí chia làm hai nửa cho bệ ngạn cùng chuẩn bị lưu cho Hồng Lăng làm hóa long chi dùng. Còn về tài liệu khác, Khương Nguyên thần nhượng huyền thần thu vào khố phòng, ngày sau dùng đến nói sau, chư thần sau khi rời đi, Khương Nguyên thần triển khai nhất quyển thủy đồ, chỉ vào Long Uyên Hồ nói, chu lão cùng các sư thúc sau đó đi tìm hắc xa quốc còn lại hai vị kim đang tu sĩ, nếu là chịu thụ thái hư đạo tông quy cũ lưu lại chính là, nếu là không chịu trực tiếp cho lui rời đi thôi. Hắc xa quốc đương diệt. Ta không hy vọng nhượng ô linh đạo nhân mượn nhờ hắc xa quốc được cái gọi là quốc vận. Như vậy đi, ngày sau tựu tại Long Uyên Hồ phía trên mở năm tòa đại thành cung những người phàm nhân kia ở lại, phá quốc vận. Mà cách đó không xa Vương Thành làm liên lạc các tu sĩ giao dịch chi dùng. Khương Nguyên thần trầm ngâm thoáng cái, huyền thần, ngươi trong chốc lát trở về một chuyến, tìm Trần Hạo sư thúc muốn một tấm tiên thành bản vẽ, ta muốn tại Long Uyên Hồ phía trên thành lập một tòa Long Uyên Thành. Ngoài ra, bệ ngạn cũng nhận được mệnh lệnh. Cầm Khương Nguyên thần thần ấn ngọc phù đi cái khác thủy thần bên kia, yêu cầu bọn họ liên thủ khơi thông ngũ hồ chi địa hà đạo mở rộng long uyên hồ an bài hết hết thảy sau khương nguyên thần vừa mới chính mình một người bế quan luyện hóa thần ấn hắn đến trước đi sơn hà điện đòi một đạo phong thần sắc lệnh vì chính là nhượng này tôn hóa thân dùng thủy thần thân thuận tiện làm việc khương nguyên thần không muốn nhiễm thần đạo nhân quả cho nên liền dùng nước huyền châu làm trấn áp thần ấn vật đem thủy thần bổn mạng thần ấn ký thác vào này một khỏa linh châu bên trong thủy thần thần lực một chút tích lũy tại linh châu bên trong khiến cho này cái do tiên thiên linh bảo mảnh nhỏ diễn biến linh châu dần dần khôi phục vốn là bộ dáng. Linh thức đầu nhập huyền châu bên trong thần ấn bên trong, toàn bộ Long Uyên Hồ thủy đạo biến hóa đều ở trong lồng ngực, Long Uyên Hồ linh khí, so về La Giang to như vậy vốn cũng không chỗ thua kém, chỉ là Khương Nguyên thần vừa mới được thần ấn, còn khó hơn dùng thích ứng loại biến hóa này. Không có thể mượn Long Uyên Hồ thành lập thủy đạo phúc địa. Nhưng đẳng Khương Nguyên thần thích ứng sau, thành lập thủy đạo phúc địa là được đề cao thủy tộc đây cũng là mỗi một vị thủy quân, sở dĩ xưng lạc quân, nguyên nhân, bởi vì mở phúc địa sau bọn họ liền là một thủy sinh linh chi quân vương. Vậy nên, thủy quân mặc dù không ai tộc tế tự cũng là có thể, mượn nhờ phúc địa tự nhiên có một đám tự nhiên thân cùng nước của bọn hắn tộc. Đúng rồi, nói ra thủy tộc, tự hồ này Long Uyên Thủy cung bên trong cũng không có người nào, cũng muốn nhượng huyền thần huấn luyện một ít thủy binh đến trong giữ môn hộ mới được. Khương Nguyên thần ngẫm lại, lại đem một đạo linh phù truyền lại đến huyền thần bên kia vạn sự khởi đầu nan chỉ là bận việc long nguyên thủy cung mở phủ chư vị kim đang tu sĩ tự tốn hao ba tháng thời gian khương nguyên thần luyện chế một đám hóa linh thủy sau nhận huyền thần dùng để làm phép thủy tộc chọn lựa ba nghìn tôn binh chậm rãi huấn luyện mà chu lão cũng lấy được một điểm hóa linh thủy làm phép một đám bạn tin làm thủy cung thị nữ còn có long uyên hồ vốn là ngũ tòa thành trì cũng bị những kia thủy thần tiếp quản giao cho các phàm nhân ở lại coi đây là Khương Nguyên Thần thu thập hương khói nguyện lực. Còn về những tu sĩ kia hết thảy dời vào thủy cung cách đó không xa tiên thành, mà vào thời khắc này, có nhân nhìn ra tiên thành tiền cảnh liền đến tìm Khương Nguyên Thần hợp tác rồi. Thanh Hòa Đạo Đích Nhân Khương Nguyên Thần ngẫm lại, những huyền thần tự mình đi đem Thanh Hòa Đạo trưởng môn mời tiến đến Thanh Hòa Đạo, cũng không phải Linh Châu 12 Linh môn một trong, mà là một cái vẻn vẹn có hai vị kim đang đệ nhị trọng tu sĩ tọa trấn môn phái nhỏ tại Linh Châu Hoàng Cảnh Soàn, có thể truyền thừa xuống lại lại không có gì đại tiến triển. Gặp qua Thủy Quân Thanh Hòa đạo trưởng giáo sau khi đi vào, xem Khương Nguyên Thần ngồi ở vân trên giường, liền thi lễ nói, Khương Nguyên Thần đáp lễ lại, cũng thỉnh Thanh Hòa đạo trưởng môn ngồi xuống, Khương Nguyên Thần cười nói, đạo hữu. Từ quý phái thư đến xem, đạo hữu muốn nhập trú ta này vừa mới thành lập tiên thành. Không sai. Thanh Hòa đạo trưởng giáo cẩn cẩn giật giật nói, thành lập một tòa tiên thành tốn thời gian cố sức. Lại cần phái người chuyên môn quản lý, tiểu đạo nguyện mang thanh hòa đạo cao thấp trăm vị môn nhân tiến vào nơi đây, trợ giúp thủy quân quản lý tiên phủ. Khương Nguyên Thần từ chối cho ý kiến, tự hỏi thanh hòa đạo đề nghị này. Linh Châu phía trên những kia tiên thành thanh hòa đạo căn bản không có tư cách nhúng tay, có thể nói ngoại trừ Thái Hư Đạo Tông cùng đi theo Thái Hư Đạo Tông giành chính quyền khai thác Linh Châu 12 Linh Môn, môn phái khác đều không cho phép tiên thành tồn tại. Hơn nữa, Linh Châu Tiên Thành cùng Trung Châu vẫn bất đồng, Linh Châu Tiên Thành chỉ có tu sĩ ở lại, không có nhiều như vậy phàm nhân, cho nên quy mô nhỏ, nhân khẩu thiếu, chỉ là các tu sĩ hàng ngày tu hành cùng với mậu dịch sử dụng, Long Nguyên Hồ bên này tiên thành cũng là như thế. Khương Nguyên thần quy hoạch bên trong cũng chỉ là vì lung lạc thoáng cái bên này tán tu. Mới tận lực mở tiên thành chiếu cố bọn họ thoáng cái, cũng không có phép chuẩn bị đem này một chỗ tiên thành kiêu ngạo tại kế hoạch của hắn bên trong là thỉnh thái hư đạo tông các đệ tử tới giám sát trong giữ. Bất quá có lợi tự có lừa đảo, những kia thái hư đạo tông đệ tử suy cho cùng cùng Khương Nguyên Thần đồng xuất nhất mạch, một chút tiểu sai Khương Nguyên Thần cũng không thể đi chỉ trích bọn họ. Mà Thanh Hòa Đạo lúc này chạy ra trợ giúp Khương Nguyên Thần quản lý tiên thành, tuy sẽ phân đi hắn đối với tiên thành khống chế, nhưng nơi đây là Long Uyên Hồ, hắn nếu có ý nhất cử dùng lũ lục xuất tiên thành cũng là có thể. Thủy quân, ta thanh hòa đạo nội tình nông cạn, tại bên trong Linh Châu mà cũng khó có thể phát triển, cho nên nguyện ý đến Bắc Địa đánh cược một lần tiền đồ. Nguyện vi thủy quân trấn thủ tiên thành, chỉ cầu một chỗ cư trú chi địa thôi. Trưởng giáo ngôn ngữ khẩn thiết nói, Khương Nguyên thần thần sắc buông lỏng, có vài phần ý động, thanh hòa đạo trưởng môn cảm thấy một hỷ, lại vội vàng nói, ta thanh hòa đạo còn có hai cái linh quan thần pháo chính là trấn áp sơn môn chi dùng. Hôm nay đã muốn dời đến Long Uyên Hồ, nguyện đem hai môn thần pháo phụng cấp nước quân. Thanh Hòa đạo hoàn cảnh không hề tốt, suy cho cùng Linh Châu danh Sơn đầm lầy không tới phiên bọn họ chiếm cứ, lại có rất nhiều Sơn Thủy Chi thần thủ hộ. Có thể đi một chỗ thần quân phúc địa tu hành, này là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ chuyện tình. Tại Linh Châu cũng chỉ là số ít gần với 12 linh môn đại phái, mới có thể cùng âm thần thần quân môn lôi kéo giao tình, tại những kia phúc địa tu hành, hôm nay Khương Nguyên thần tọa trấn Long Uyên Hồ, cũng là thanh hòa đạo nhận được tin tức sớm mà chung quanh không ít môn phái ý đồ thái hư đạo tông ném đi ra hai cái linh môn danh ngạch cho nên bất chấp khương nguyên thần bên này thôi khương nguyên thần ở đây long uyên hồ cần phải thành phúc địa đến lúc đó mượn nhờ phúc địa tu hành thanh hòa đạo vị kia thái thượng trưởng lão có lẽ cũng có thể đột phá đến huyền quan cảnh giới hơn nữa giữ gìn tiên thành tự nhiên cũng có một chút số định mức linh thạch tiền lời coi như là nhượng khương nguyên thần lên mặt đầu bọn họ cũng có thể chậm rãi phát triển tiên thành chi chủ là ta điểm này bất dung thương lượng khương nguyên thần ngữ khí thư giãn xuống thanh hòa đạo trưởng giáo khẽ nhìn có môn liên tục gật đầu này là tự nhiên khách theo chủ liền ngài là long uyên hồ chi chủ này trong hồ hết thảy tự nhiên đều là ngài ừ. xem thanh hòa đạo trưởng giáo như vậy nhường nhịn khương nguyên thần tự sẽ không làm được quá mức bọn ngươi đem tông môn triệt để dời qua đến bổn quân cũng sẽ không khiến bọn ngươi có hại Kỳ hai cái linh quan pháo cần phải giao cho ta chấp trưởng luyện hóa sau lại để vào tiên thành làm phòng ngự. Còn về tiền lời, tiên thành thành lập sau tinh khiết tiền lời linh thạch các thứ một nửa phân tựu được. Ta chỉ muốn linh thạch, bất quá tiên thành được cái gì linh tài ta có đủ ưu tiên mua sắm quyền. Thanh hòa đạo trưởng giáo sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Trong lòng hắn, có thể có được ba thành tiền lời chính là tốt nhất thành quả, không nghĩ Khương Nguyên thần rõ ràng lớn như vậy Phương, một hơi nhường lại ngũ thành tiên thành là ngài những kia linh tài tự nhiên bởi ngài chọn lựa không thể nói trước cái gì mua sắm khương nguyên thần lắc đầu lễ không thể bỏ quy củ định ra muốn tuân thủ tiên thành bình thường vận hành sẽ có chính thức cửa hàng thu mua rất nhiều linh tài ta nếu vừa ý mượn này tiên thành cửa hàng lại có thể duy trì bao lâu công là công tư là tư tự ta vừa ý đồ vật chính mình bỏ tiền là được kia ngoại trừ ưu tiên mua sắm ngài có thể dùng thu mua ổn định giá lấy đi kia loại linh tài. Bánh ít đi, bánh quy lại, thanh hòa đạo là chân chính được ăn cả ngã về không muốn tại Long Uyên Hồ phía trên phát triển, còn muốn mượn nhờ Long Uyên Hồ linh địa tu hành, như vậy đối với Khương Nguyên thần nhất định sẽ nghĩ hết đủ loại biện pháp đánh hảo quan hệ. Nếu không phải Khương Nguyên thần chính là Thái Hư Đạo Tông chân truyền đệ tử, chỉ sợ Thanh Hòa Đạo trưởng giáo còn chuẩn bị nhượng đệ tử của mình đi phục thị, làm thủy thần Nguyên Phi, hai người cộng lại một hồi, cuối cùng thanh hòa đạo trưởng giáo thỏa mãn rời đi sau khi trở về lập tức tự bắt đầu mời đến đệ tử khởi hành tiến về long uyên hồ hỗ trợ thành lập tiên thành một năm sau khi tiên thành do hắc thạch xây tạo kiến thành sau cách đó không xa mặt hồ hiện lên một cổ ngũ sắc suối phun thuần túy thiên địa linh khí từ trong hồ phun ra hóa thành linh vũ tán lạc tại toàn bộ long uyên hồ mặt nước một đạo thất sắc thải hồng treo trên cao chân trời Vô số tôn cá tự phát từ mặt nước nhảy ra đối với thủy cung phương hướng tự hồ tại ăn mừng một loại, Long Uyên Phúc Địa Thành, Long Uyên Thành, Thanh Hòa Đạo trưởng giáo cùng trưởng lão đồng thời đứng dậy, khi trưởng lão Lý Ngọc đối trưởng giáo nói, Sư điệp nhanh đi đem chúng ta trước đó chuẩn bị cho tốt kia cây 3.000 năm huyết sang hô mang tới. Hôm nay Phúc Địa Kiến Thành, ta Thanh Hòa Đạo rầm rộ có hy vọng rồi. Thanh Hòa Đạo tu hành công pháp, Thanh Mộc Huyền Hòa Kinh là một môn thiên hướng thủy một tu hành công pháp cho nên thủy thần phúc địa đối với bọn họ trợ giúp lớn nhất. Mà môn công pháp này không được đầy đủ, chỉ có đến kim đan đệ tam cảnh huyền quan tu hành pháp môn. Lý Ngọc sở dĩ cổ động trưởng giáo dựa Khương Nguyên thần bên này, cũng là muốn muốn từ Khương Nguyên thần bên này đòi hỏi tân công pháp hoặc là thỉnh thái hư đạo tông hỗ trợ hoàn thiện đằng sau pháp quyết hai người thu thập một phen, cầm kia cây ngàn năm khó được huyết sang hô đi thủy cung chúc. Mà tiên thành bên trong vừa mới ở lại những tu sĩ kia, vài cái có ánh mắt tu sĩ cũng ào ào chọn lựa chính mình lấy được xuất thủ đồ vật đi thủy cung chút ngày sau tất cả mọi người muốn dựa vào vị này thủy quân hơi thở sống qua không hảo hảo đánh thoáng cái quan hệ sao được còn về thủy thần môn càng sớm hội tụ tại thủy cung nhìn tận mắt khương nguyên thần đem phúc địa lập xuống khương nguyên thần tại chính mình thần vực cùng cả cái long uyên hồ dung hợp sau đột nhiên duỗi tay một trảo trước mặt rồi lên một đoàn linh thủy đây là phúc địa mở lúc thiên địa linh khí ngưng tụ linh thủy một hóa 16, đánh vào 16 vị thủy thần trong cơ thể, bản điện huyền hà kế hoạch bất dung có mất, bọn ngươi trước tạm hảo hảo tăng trưởng tu vi, dĩ cầu vi bổn điện hạ hiệu lực A. Hoặc xưng quân, hoặc nói điện, Trần Hạo tại Khương Nguyên Thần mở phúc địa thời điểm đưa tới một tòa thủy thần linh điện làm hắn biệt phủ đàn tràng, Khương Nguyên Thần ngẫm lại liền tự giác sửa lại khẩu, rốt cuộc bối phận có khác, Trần Hạo mới là thái hư đạo tông phái tới người chủ sự, tuy cho Khương Nguyên Thần đủ loại đặc quyền tùy ý hành động, nhưng là Khương Nguyên thần cũng không tốt tại phong trên đầu áp qua Trần Hạo. Hôm nay Trần Hạo được xưng La Nguyên thủy quân, Khương Nguyên thần nếu như trực tiếp dùng Long Nguyên thủy quân, Danh Hào, tự nhiên làm cho người ta một loại cùng Trần Hạo võ đài cảm giác. Cho nên Khương Nguyên thần tự giác đổi giọng, mượn nhờ Trần Hạo đưa tới thần điện miệng nói điện hạ, nói rõ tại Cửu Khúc Huyền Hà mở sau lại xưng quân đạo cô, cũng liền là đem chính mình trước mắt thủy thần nghiệp vị coi là thái tử, sau đó rất nhiều tu sĩ đưa tới hạ lễ. Khương Nguyên Thần trở về phía trên thủ thỉnh chư tu dự thính. Lúc này đây cũng khiến cái này tán tu môn nhìn thấy thái hư đạo tông nội tình. Chỉ cần là trên yến hội chuẩn bị 36 loại linh quả, những kia tán tu liền có hơn phân nửa không biết, liền là thanh hòa đạo cũng có vài loại chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua, là thái hư đạo tông đặc thù linh quả. Tam sắc thúy lê, thanh quan gáo, xích kim hỏa quả các loại, yến hội sau. Lý Ngọc đối với thanh hòa đạo trưởng giáo nói, hôm nay phúc địa đã thành ta dục mượn cơ hội này nếm thử đột phá cảnh giới ngươi trong khoảng thời gian này nhớ lấy muốn hảo hảo đi theo thủy quân cước bộ vị này thủy quân rất muốn mở huyền hà lập xuống một tòa cửu khúc huyền hà đại trận quân lâm bắc địa đến lúc đó chúng ta có lẽ tại vị này dưới sự trợ giúp cũng có tư cách đi tranh một chuyến linh môn chi vị linh môn chi vị do thái hư đạo tông tuyển định trong lúc vô hình nhượng linh châu tất cả môn phái đều thấp thái hư đạo tông một đầu số mệnh không tự giác bị thái hư đạo tông rút ra mà một cái linh môn tông phái sau lưng tại thái hư đạo tông tất nhiên có của mình chỗ dựa đương kim đệ nhất linh môn vân hà tông liền là ninh chân nhân năm đó bạn của chỗ môn phái cũng là một cái có chút cổ xưa tông phái môn trong có đột phá đến nguyên thần pháp môn đệ tử hiểu được chưởng giáo gật đầu từ ta cũng tranh thủ đột phá đến huyền quan cảnh giới cho ta thanh hòa đạo thêm một cái thẻ đánh bài Đến lúc đó làm chiến lực cũng có thể giúp vị này thủy quân xuất lực a. Thanh Hòa đạo trưởng môn tự nhiên minh bạch bản thân sư thúc như vậy hao hết tâm tư, liền là muốn được kế tiếp tu hành công pháp. Pháp lữ tài. Pháp là đệ nhất vị, không có tu hành công pháp còn có cái gì trông cậy vào, kiến hội tán đi sau, Khương Nguyên thần bình thối tất cả mọi người, một mình tránh ở Trần Hạo ban thưởng phía dưới thủy thần điện ngủ say đơn giản đem của mình này một đạo hóa thân hiện ra cô ngư chân thân chậm rãi thụ thủy thần điện linh khí nguyên quan tẩm bổ còn về khương nguyên thần bản ngã ý thức trốn vào mộng giới xử lý một sự tình khương nguyên thần một lòng nhị thể nhưng hắn quan trọng nhất địa phương vẫn là này một chỗ mộng giới đúng là mượn nhờ này một chỗ thần vực mới có thể hoàn thành phân tâm ba chỗ thủ bút bản tôn tại thái hư đạo tông bế quan khổ tu luyện khí cô ngư tại bắc địa bên này xử lý sự vụ mà cuối cùng khôi lỗi hóa thân tại sở quốc ẩn cư tìm hiểu nhân đạo một đóa liên hoa bay vào khương nguyên thần lưu ở mộng giới âm thần đem khôi lỗi hóa thân mấy ngày nay hoạt động từng cái minh bạch sau lại lần nữa quan ra một đạo linh thức điều khiển hóa thân tiếp theo hắn đi ở trong mộng giới quan sát dưới chân ảnh xạ ra tới từng cái mộng cảnh khương nguyên thần hôm nay chỉ là đem thần vực xây dựng tại dực châu cùng với linh châu tuy thái hư đạo tông chân nhân môn đối với khương nguyên thần loại này không làm việc đàng hoàng cử động có chút không vui nhưng vẫn là cho hắn mở thuận tiện chi môn tỉnh nguyên chân nhân một đạo tự viết sau linh châu chư thần lấy cớ trợ giúp bệ ngạn chính danh cơ hội phản phất vô tình ý đem mộng quân thần danh truyền đi mộng quân không cần hương khói tế tự chỉ là nhượng nhân tán thành vị này thần linh tồn tại cho rằng vị này thần linh tại thủ hộ lấy chúng sinh mộng cảnh có này một cái nhận thức sau hắn có thể chân hình chiếu những người này mộng cảnh, sau đó thu bọn họ nằm mơ lúc sinh ra niệm lực, tránh cho mộng ma sinh ra. đương nhiên hắn cũng có thể làm phép đem người ác mộng xua tan, làm cho người ta một cái yên giấc. thật kỳ quái a. một đoạn này mộng giới ảnh xạ tự hồ không phải giật châu cùng với linh châu đích nhân tộc a. khương nguyên thần sở dĩ chạy đến bên này kiểm tra, cũng là bởi vì hắn tại trong mộng giới cảm ứng được một ít đặc thù mộng cảnh, cái này mộng cảnh cũng có trên trăm cái. Khương Nguyên Thần cẩn thận quan sát một hồi sau chần chờ nói, này là lôi châu bên kia phong thổ sao. Mộng Giới, đây quả thực là một cái cự đại tình báo thu thập hệ thống, nếu như Khương Nguyên Thần cam tâm tình nguyện thi triển nhập mộng phương pháp, còn có thể dọ thám biết mình muốn biết đến những kia bí ẩn. Đương nhiên giới hạn phàm nhân cùng với tu vi so với hắn thấp rất nhiều người nhìn thấy trong mộng cảnh cảnh tượng. Khương Nguyên thần rõ ràng nhìn thấy tại Lôi Châu có một vị Linh Anh Đại Thánh Tế Tự, rất nhiều người đi vị này linh anh đại thánh chỗ cầu lấy con nối giỏi kể từ đó hắn như thế nào sẽ không rõ ràng lắm những này lôi châu chi địa là như thế nào cùng mộng quân nhất lên quan hệ mộ dung đạo hữu cùng với linh anh tiểu tử kia khương nguyên thần cười một tiếng minh bạch là chính mình vị kia đạo hữu đưa tới thiện ý sau suy nghĩ một chút liền thêm vào trong đó một cái phàm nhân làm ác mộng đây là một thiếu nữ mộng cảnh nàng mộng thấy mình bị một chỉ hổ đói đuổi theo trên đường đi gian nan hiểm trở kinh cức không ngừng Thỉnh thoảng còn có vách núi sông hà ngăn đường, tự tại nàng bị hổ đói bước đến một chỗ vạn trượng vách núi thời điểm, một người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, lôi kéo tay của nàng trực tiếp mang nàng vượt qua vách núi, lăn không đứng vững, tuy thiếu nữ trong lòng bối rối không thôi, nhưng nam tử tay nắm chặt nàng, cường tự đem nàng đưa vách núi đối diện, này là một mảnh biển hoa, kim sắc hoa đón xuân hoa khắp nơi trên đất nở rộ, nhìn thấy này biển hoa sau thiếu nữ trong lòng sợ hãi tiêu tán vô ảnh, phàm. Nữ nên xuân, trong lòng ngươi đâm chiêu suy nghĩ bổn quân dĩ nhiên tin tường. Nam tử diện mục không thể nhìn thẳng, mông lung quan vụ đem gương mặt che lấp, chỉ thấy cao ngất thân hình cùng với áo choàng tóc đen. Đường tình từ từ. Ngươi cùng trương gia công tử đích thực là ông trời tác hợp cho, bất quá trên đường gian nan trùng trùng cần được một vị quý nhân tương trợ mới được. Ngươi ngày mai giữa trưa, cầm chính mình tự mình làm túi gấm đi hoàng thiên cung cầu thiên nữ nương nương che chở, có lẽ có thể tiêu giảm một chút kiếp số. Nói xong, mộng quân hình ảnh biến mất không thấy, Khương Nguyên Thần một lần nữa trở lại mộng giới, bất quá tại lúc này. Trong tay hắn nhiều ra đến nhất quyển mộng thư, trên đó viết vương ngân xuân danh tự, tại mộng giới, Khương Nguyên Thần đem những kia tính đồ phân định nhiều cái đẳng cấp. Những kia vẻn vẹn chỉ là ngẫu nhiên cảm giác đến mộng giới tồn tại, của mình mộng cảnh tại mộng giới rơi kế tiếp ảnh xạ, những người này chỉ là Khương Nguyên Thần khách qua đường, sẽ không quá nhiều để ý tới những người này, cũng không sẽ học thần đạo đem những này khách qua đường bồi dưỡng thành vi thư của mình chúng. Tin thì có. Không tin thì không. Khương Nguyên thần thấy rất mở, hết thảy tùy duyên mà lên một tầng, liền là tán thành mộng quân tồn tại, cho rằng mộng quân thống trị mộng giới. Có này một cái nhận thức, bọn họ chỗ mộng đâm chiêu tự nhiên có niệm lực nối liền mộng giới, nhưng Khương Nguyên thần có thể quan sát quản lý của bọn hắn mộng cảnh, những thứ này khương nguyên thần trường kỳ hộ khách mỗi một mọi người sẽ tạo nên một kiện mộng sách đưa bọn họ mộng cảnh ghi chép lại mà tầng cao nhất liền đem tự thân coi là mộng quân tín đồ khẩn cầu mộng quân thủ hộ của bọn hắn mộng cảnh phù hộ bọn họ ngủ yên những người này mộng sách bị khương nguyên thần chuyên môn bài phóng thậm chí những kia mộng sách bên trong không đơn thuần là ghi chép lại từng cái mộng cảnh mà là đem nhân sinh của bọn hắn toàn bộ ấn thắt xuống nhân sinh như giấc mộng này là huyễn tu môn lý niệm một trong, cho nên đối với Khương Nguyên Thần mà nói. Chế tác mộng sách trên thực chất cũng là đem sinh linh ký ức chữ khắc vào đồ vật ghi chép lại, ngẫm lại dược châu Linh Châu có bao nhiêu người khẩu. Mặc dù là một phần mười đích nhân tán thành mộng quân, kia mộng sách số lượng cũng không thể đếm hết. Cho nên Khương Nguyên Thần có một tòa chuyên môn mộng lâu gác lại mộng sách. Chỗ này mộng lâu, liền là thần long tự thân bổn mạng ảo cảnh bị khương nguyên thần dung hợp tại mộng giới sau xây dựng ra tới mộng lâu ngoài có một điều thần long thủ hộ lộc đầu thân rắn vẫy cá ưng trảo này một điều thần long không phải thần long nhất mạch mà là khương nguyên thần mượn nhờ mộng giới ngưng tụ ra tới để nhất cái sinh linh chỉ có thể tồn tại trong mộng giới sinh linh có thể nói cùng mộng ma là đồng nguyên mà sinh là mượn nhờ sợ hãi niệm lực dựng dục mà ra chúng sinh có đại khủng bố sinh tử chi sợ suy bệnh chi sợ ái dục chi sợ cách hận chi sợ mặc dù là các tu sĩ có đôi khi cũng sẽ sợ hãi tiền phương của mình không đường thậm chí sợ hãi chính mình một ngày kia sẽ chân chính tiêu vong này một điều mộng long liền là mượn nhờ sợ hãi suy nghĩ ngưng tụ mà đến khương nguyên thần xưng hô hắn là sợ thú hoặc là mộng long đương nhiên khương nguyên thần có đôi khi còn có thể xưng hô này thần long vi khủng long khương nguyên thần trên đường đi thu thập bảy tám sách mộng thư đi đến mộng lâu cửa ra vào khi một điều khủng long đối với khương nguyên thần trong tay mộng sách khẽ hấp mộng trong sách kia từng cái mộng cảnh chỗ ẩn chứa hoảng sợ chi niệm tự bị khủng long thôn phệ hầu như không còn mở ra mộng lâu trong tay mộng sách tự động bay đến một tầng tầng mộng lâu trên giá sách ngoại trừ nhất bộ mộng thư bay đến tầng thứ hai những thứ khác mộng sách đều chỉ là tại tầng thứ nhất khương nguyên thần nhìn qua tầng thứ hai mộng sách đúng là vương nên xuân cái này phú tiểu thư nhà mộng sách ngưng tụ xem ra cũng là một cái người hữu duyên rõ ràng tại vừa bắt đầu liền đem mộng sách gác lại tại tầng thứ hai. Khương Nguyên thần khóe miệng mỉm cười, đi đến mộng lâu tầng cao nhất, cũng liền là tầng thứ chín, cầm lấy tầng này duy nhất nhất bộ mộng thư lẳng lặng đọc này một sách mộng thư mặt ngoài vẽ lấy một điều thần long hư ảnh, này là thần long mộng thư, là Khương Nguyên thần dùng thần long hồn phát sinh sinh cô động mà thành hồn thư. Bên trong ẩn chứa thần long cả đời này kinh nghiệm. Nếu như Khương Nguyên thần cố ý lời nói, đem vật ấy đánh vào tùy tiện một phàm nhân trên người, kia phàm nhân tất nhiên bị trong đó mộng cảnh xâm nhuộm, cho là mình là thần long chuyển thế, chúng sinh có tư, khống chế mộng giới mộng quân có thể dễ dàng tiến vào một vị phàm nhân mộng cảnh. Này cùng thiên ma thủ đoạn có chỗ tương tự là, cho nên lúc ban đầu mới đưa tới thiên ma ngăn nói, hương nguyên thần quan sát thần long mộng thư, thần long ngàn năm ký ức đối với hắn chính là một rất cốt phỏng theo vật. Công pháp, kinh nghiệm, kiến thức v, v, đều phong phú hương nguyên thần kiến thức. Có ý tứ, Ngày thứ hai, Ngân Xuân cầm chính mình suốt đêm làm tốt túi gấm đi hoàng thiên cung lễ bái thiên nữ, mộ dung uyển nhi lòng có chỗ cảm giác, thần niệm bám vào tại thần tượng phía trên nhìn ra kia một đạo túi gấm bên trong mang vào một đạo mộng thần thần lực, tâm niệm vừa động. Âm giới thần vực bên trong bay ra một đạo lưu quan tiến về mộng giới, thần linh thần hồn bổn nguyên đều ở của bọn hắn thần vực, những này thần vực ký thác vào cửu châu nơi tối tâm u ám, này là mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Mộ Dung Uyển Nhi mượn nhờ Kim Đan chi đạo luyện thành đại địa nguyên thai sau cũng cải tạo tiên thiên thần linh thân canh giữ ở hoàng thiên thần vực. Mộ Dung Uyển Nhi dùng nguyên khí ngưng tụ hóa thân trước đến tìm kiếm Khương Nguyên Thần, tiến vào mộng giới sau liền nhìn thấy vô số mộng cảnh bị ảnh xạ tới. Mộ Dung Uyển Nhi tâm thần cùng với ngàn vạn mộng cảnh theo đó dao động. Chưởng vạn vạn trong lòng người mộng cảnh, đạo hữu ngày sau nếu có thể đủ thân hóa ngàn vạn, chứng đạo ngày không xa vậy. Mộ Dung Uyển Nhi khen một câu, Tại Khương Nguyên thần tiếp dẫn xuống đến trong mộng giới thánh cung ngồi xuống. Bần. Đạo trước muốn tạ đạo hữu tại Lôi Châu chi địa cho ta mở tín ngưỡng lĩnh vực. Khương Nguyên thần kính mộ Dung Uyển Nhi một ly trà, nhìn thấy một chén này trà mộ Dung Uyển Nhi khuôn mặt có chút động. Dùng niệm lực tạo vật, không hổ là huyễn thuật thủ đoạn. Nơi. Tối tâm u ám sự vật rất khó chân chính tại Cửu Châu giới tồn tại, giống như Khương Nguyên thần kia một điều khủng long, trước mắt tu vi có thể so với kim đan tu sĩ, nhưng lại mang không ra ngoài, chỉ có đến Khương Nguyên Thần đạt tới dương thần cảnh giới thời điểm mới có thể thử đem khủng long dương hóa đầu nhập cửu châu. Bất quá tới lúc đó hậu, Khương Nguyên Thần cần gì phải phí cái kia công phu. Cho nên thần vực bên trong rất nhiều thứ đều là nhìn xem đẹp mắt thôi, còn về hắn chế tác mộng trà, rồi lại có chỗ bất đồng. Này là dùng trong mộng chúng sinh suy nghĩ luyện chế linh trà, có thể giúp nhân thể ngộ trong đó trăm vị mộng cảnh mộ dung uyển nhi lướt qua một ngụm khổ sáp dâng lên thần niệm trong nháy mắt rơi vào một cái thương thế trong mộng cảnh sau một khắc từ mộng cảnh thoát ly cười nói đạo hữu tìm ta chỉ là nói lời cảm tạ thương nguyên thần lắc đầu bần đạo là thỉnh đạo hữu theo giúp ta đi giật châu đi một lần bất quá lúc này trước không nóng nảy bần đạo trước tống đạo hữu một phần đại lễ a à. thương nguyên thần trước mặt rồi lên thủy kính hắn chỉ vào trong kính nghênh xuân cô nương nói nàng này nhân duyên đạo hữu thấy thế nào tuy có chút nhấp nhô nhưng tóm lại cũng là một cái hảo quy túc mộ dung uyển nhi bấm đốt ngón tay sau nói thánh anh làm tống tử thần được hương khói tế tự đạo hữu không ngại cũng thử cầm một cái nhân đạo bài vị ngươi là chỉ nhân duyên mộ dung uyển nhi nghĩ đến khương nguyên thần dẫn phàm nữ đến bái chính mình tự nhiên minh bạch đây là một cơ hội một cái làm cho mình xác lập nhân duyên quyền năng cơ hội. Bất quá! Mộ dung uyển Nhi có chút chần chờ, Khương Nguyên Thần cười cười, duỗi tay đối với mộng cung chỗ sâu trong một trảo, một đạo hồng tuyến ra hiện ở bên cạnh hắn, bần đạo khống chế mộng giới sau. Thu thập chúng sinh niệm lực lúc cũng là thu thập không ít chúng sinh làm tình yêu mộng đẹp, này sợi hồng tuyến liền là như thế mà đến. Mộ dung uyển Nhi định nhãn khẽ nhìn. Khi hồng tuyến phía trên âm dương nhị khí giao hợp, chính là nam nữ tình tia dây dưa vật. Đạo hữu trên người không có tiện tay thần khí, ta tống ngươi một kiện như thế nào?" Khương Nguyên thần tay nắm hồng tuyến bổ sung nói, Mộ Dung Uyển Nhi tiếp nhận hồng tuyến một đầu, sờ chút vài cái sau, đột nhiên mỉm cười, nói đi, ngươi muốn cầu ta làm cái gì?" Khương Nguyên thần mặc dù đối với các bằng hữu rất không tồi. Nhưng là nhiệt tâm như vậy giúp Mộ Dung Uyển Nhi luyện chế nhân duyên chi bảo cần làm. Đạo hữu minh xét khương nguyên thần cuối người chào nói chỉ là yêu cầu lấy một đoàn trước thiên đại địa nguyên khí thôi tiên thiên nguyên khí mộ dung uyển nhi nga mi khẽ nhúc nhích ngươi muốn vật ấy làm chi khương nguyên thần thở dài liền đem chính mình chuyển hóa tiên thiên đạo thể chuyện tình cùng mộ dung uyển nhi nói ra đề mộ dung uyển nhi đôi mắt sáng sáng ngời nghe khương nguyên thần ngưng kết tiên thiên đạo thể sau trong lòng lập tức lên tâm tư nghĩ kéo khương nguyên thần chân chính nhập thần nói việc này không dám bất quá là dùng tiên thiên ngũ hành đạo khí cô động trong lồng ngực ngũ khí thôi. Mộ Dung uyển Nhi cười nói, sau khi trở về, ta nhượng thánh anh cho ngươi đưa đến Thái Hư Đạo Tông tựu được. Bất quá tiên thiên khí hậu chi khí hảo được, cái khác ba đạo ngươi phải như thế nào tầm? Hỏa. Khí lời nói từ sư môn tìm người tổng cũng cầu được đến. Một hành đạo khí cần muốn đi tìm năm đó một vị bạn cũ, nghĩ đến cũng không ngại. Chỉ là kim khí khó tìm a. Khương Nguyên Thần cũng rất có cảm xúc, mộ dung Nguyễn Nhi như có điều suy nghĩ, tiên thiên kim khí đích lời, ta đúng lúc biết rõ một chỗ bí cảnh, đó là trước cổ kim linh đạo lưu lại một chỗ kiếm mộ, vốn muốn diễn biến kiếm mộ làm linh địa chi dùng. Đáng tiếc sắp thành lại bại bị phế trừ vứt bỏ. Trong đó tiên thiên kim hành đạo khí cùng trước thiên đại địa nguyên tinh dây dưa, ta và ngươi hai người hoặc có thể liên thủ thử một lần. A. À, Khương Nguyên Thần hai mắt tỏa sáng, vội hỏi, kim linh đạo chẳng phải là nói chỗ kia tại Vân Châu. Vân Châu, Khương Nguyên Thần vẫn chưa từng đi. Không sai. Chỗ kia tự tại Vân Châu. Ngày khác, chúng ta tìm vài cái hảo hữu cùng đi tìm kiếm A, tàn uyên kẻ đó tinh thông kiếm đạo, còn ngươi nữa gia sư huynh cũng có thể gọi qua, đoạn cảnh đích lời ta cùng hắn giao tình không tệ. Mộ dung uyển nhi vỗ tay nói, như vậy đi, bọn ngươi tiên đạo theo ta đẳng thần đạo tuy bất đồng, nhưng mọi người rốt cuộc là từng tại thiên môn giới liên thủ đồng đạo tổng có một chút tình cảm ta phát phía dưới thiếp mời thỉnh nhiều người đến hoàng thiên cung ngồi xuống giúp ngươi đẳng mở một cái kim đang đại hội như thế nào nào có như vậy thanh nhàn khương nguyên thần lắc đầu trung châu bên kia đang có một hồi đại sự những người kia như thế nào có công phu tới đây đại sự cái đại sự gì mộ dung Nguyễn nhi nâng cầm lên con ngươi nhìn về phía Khương Nguyên Thần nói, không phải là ngươi tạo cái kia tàn bảo đồ chuyện tình. Mộ Dung Uyển Nhi thuận miệng vừa nói. Khương Nguyên Thần sắc mặt đại biến, ngươi biết. Ba tháng sau, Thái Thượng Đạo Tông Biệt Phủ xuất thế. Tự là chuyện này. Mộ Dung Uyển Nhi lười biến nói, khẽ nhìn cũng biết là bút tích của ngươi. Nếu như ta không có nhớ lầm, chỗ kia hẳn là ngàn năm trước thiên tuyệt tử cùng tử dương chân nhân đại chiến địa phương A tuy cùng thái thượng đạo tông có quan hệ nhưng tuyệt đối không phải động thiên chỗ cẩn thận ngẫm lại ngoại trừ là ngươi làm việc này tàn uyên bọn người không ai biết làm là vì cái gì tận lực lăn qua lăn lại trung châu mộ dung uyển nhi không hổ là minh bạch khương nguyên thần đích nhân cảm thấy sững sờ ngưng trọng nhìn về phía khương nguyên thần tính lên đến hôm nay cửu châu trọng định sao linh châu giống như chiếm cứ vùng đất trung ương a khương nguyên thần nhẹ nhàng thở dài không hổ là địa linh thần Đối với địa mạch nắm chắc quá tinh diệu, nhìn thấy Khương Nguyên Thần biểu lộ, mộ dung uyển Nhi có chút suy đoán. Thì ra là thế, cửu châu long mạch sao? Mộ dung uyển Nhi nói khẽ, đạo hữu, người thái hư đạo tông bàn tính đánh cho quá tinh. Khương Nguyên Thần nhíu mày không nói, Linh Hư chân nhân trong khoảng thời gian này lấy cớ bế quan đã tại Linh Châu dò xét long mạch tung tích, thậm chí dẫn dắt rất nhiều môn phái đi bắt địa cùng cửu quốc liên minh giao đấu, cũng là muốn dời đi tâm tư của bọn hắn, những linh hư chân nhân thuận tiện làm tiệc đạo hữu khi lô châu chi địa đa tại đạo hữu hao tâm tổn trí bất quá bần đạo vô tình ý nhúng chàm lô châu bên kia sự tạm coi như hết khương nguyên thần qua một lúc lâu mới nói lời nói nói uyển chuyển có thể mộ dung uyển nhi cũng nghe được trong đó hàm nghĩa không muốn nhúng tay lô châu đồng dạng cũng là cho thấy không hy vọng mộ dung uyển nhi nhúng tay linh châu khương nguyên thần cùng mộ dung uyển nhi chỗ thời gian không ngắn hai vị phối hợp ăn ý quan hệ cá nhân không sai nhưng là một cái là tiên đạo tu sĩ một cái là thần đạo huyền nữ hai người bởi vì đạo thống chi tranh tương lai tất có gút mắt cùng tranh chấp thôi tạm nhìn xem này đoàn tình cảm có thể duy trì bao lâu a à? mộ dung uyển nhi chảy vuốt tóc mây thông dong nói trước như đạo hữu nói đi ta và ngươi hai người trước mắt hợp tác chỉ là tại dực châu chi địa tại thiên môn lão tổ phong ấn phía dưới những người khác muốn đi vào Dực Châu rất khó, nhưng Khương Nguyên Thần cùng Mộ Dung Uyển Nhi bởi vì tại Dực Châu đều lưu lại hậu thủ, cho nên dễ dàng có thể mượn nhờ ảnh xạ hóa thân xuất hiện ở Dực Châu. Ban đêm, Minh Nguyệt trên không, một huyền nhất hoàng hai đạo linh quang lăng không tại Dực Châu trên không hiện thân, quan sát Dực Châu số mệnh biến hóa. Đạo hữu đối với Dực Châu mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì? Mộ Dung Uyển Nhi thân khoác Minh Hoàng cung trang thần bào, hôm nay bị dực châu chúng sinh coi là thiên phi thần mẫu đích nhân thần uy so với trước kia mạnh hơn một chút thậm chí những năm này một lần nữa sắc phong vài vị phụ thuộc thần đã có một phương thần chủ bi nghiêm so sánh dưới Khi khống chế chúng sinh ảo mộng mộng quân chính là người cô đơn một cái khương nguyên thần diện một mơ hồ như dĩ vãng một loại mặt huyền phục lẳng lặng đứng ở thần nữ bên người hôm nay dực châu có cửu quốc lúc trước bắt trần cũng liền là trần mộ chỗ mà kế thừa đại trần chính thống vốn là phương đông đại trần nhất mạch tại trần chủ bị khương nguyên thần xếp đặt sau lại độ hỏng mất trở thành tam quốc mà lương quốc cũng bởi vì bên trong phân tranh phân hai cái quốc gia trong đó nhất mạch tại mộ dung uyển nhi ngầm đồng ý phía dưới bắt đầu cùng tây phương nhu lan quốc thông hôn đạo hữu này là chuẩn bị đem mặt mẫu cùng mà nguyên hữu thánh thần nữ tín ngưỡng hợp ở cùng một chỗ khương nguyên thần dò xét cửu quốc quốc vận nói không sai ngày sau dực châu chỉ cần một cái mà mẫu thần khống chế sơn hà mộ dung uyển nhi chân thành nói thiên môn lão tổ chuẩn bị cho dực châu nghỉ ngơi lấy lại sức trong lúc vô hình cho mộ dung uyển nhi tuyệt hảo cơ hội thừa dịp những năm này có thể tăng nhanh nàng khống chế dực châu địa mạch nếu như nàng có thể khống chế một châu chi địa như vậy tấn chức dương thần thỏa thỏa vậy nên mặt mẫu cùng địa nguyên thần nữ có thể thử dung hợp như vậy đạo hữu ngươi sao mộ dung uyển nhi ngược lại hỏi hướng khương nguyên thần dực châu không cho phép xuất hiện một cái cường đại hoàng triều khương nguyên thần nói khẽ thống trị một châu chi địa đế triều cũng không cho phép dực châu cùng linh châu thân cận quá cho nên bên này lực lượng phải bị áp chế thậm chí khương nguyên thần đều không muốn làm cho bên này xuất hiện một cái cường đại tiên môn đương nhiên điểm này căn bản không có khả năng tại dực châu dung nhập cửu châu sau ở đây linh khí bắt đầu chậm rãi bay lên cho dù không đạt được linh châu trình tự nhưng xuất hiện kim đan tu sĩ là thỏa thỏa chỉ là thái hư đạo tông mượn nhờ linh châu mà rầm rộ hôm nay cửu tiên môn tuyệt đối sẽ không cho phép thứ hai ví dụ sinh ra cho nên thái hư đạo tông phương châm là dực châu có thể có tu tiên môn phái là áp chế vương triều cũng tốt bị vương triều áp chế cũng được nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện thống nhất thế lực thần đạo tiên đạo cùng với vương triều tam phương chân vạc mà đứng đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào Mộ Dung Nguyễn Nhi hy vọng xuất hiện một cái hoàn toàn do thần đạo thống trị Đại Châu, nhưng tiên đạo tuyệt đối không cho phép, cũng nhất định phải xuất hiện trong tu tiên môn phái hòa. Mân miếng môi, nàng nói, ta sẽ tại Tây Phương giáp giới Lô Châu địa phương sáng lập một cái đại quốc, gọi là hoàng thạch tốt lắm. Dùng thổ đức quốc gia thu nạp dực châu ba thành địa khí. Ba thành địa khí, này đủ nàng tấn chức. Nhu Lan, lương quốc to như vậy, chính là hoàng thạch quốc đời trước, thậm chí còn có thể rút ra bộ phận thuộc quốc quốc vận. Một cái thống nhất toàn bộ châu đế triều không cho phép xuất hiện, nhưng có thể tại dực châu thành lập vài cái đế triều lẫn nhau phân mỏng số mệnh. Khương Nguyên thần ngẫm lại, tay lại vừa dùng dao cho ngươi, phương bắc bên kia nhất định sẽ bị hàng nguyệt cung nhúng tay, nam thuộc quốc muốn giao cho dịch vương điện, kể từ đó chính là đại trần trọng lập ta cũng không sao cả. Khương Nguyên thần nhãn nhíu lại, tại hôm nay đại trần trong hoàng cung thấy được một cái không nên xuất hiện đích nhân khi như ngọc công tử một bộ quốc sư cách ăn mặc xuất hiện ở đại trần hoàng đế trần mộ bên người nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha